Mà yêu thần, cũng là cảm giác được Diệp thần đuổi giết, cắn răng nghiến lợi, vội vàng tăng tốc độ trốn về phía trước đi. Hồng quân, người tình nguyện nhìn ta chết, cũng không cứu ta. Người phản bội Tử Hoàng Tiên Cung, phản bội trưởng giáo đại nhân. Ngươi là một tên phản đồ. Yêu thần ánh mắt nhìn phía bầu trời, hô to lên, hy vọng lấy được Hồng quân lão tổ cứu trợ. Nhưng, bầu trời bên trong, không có truyền tới bất kỳ đáp lại. Hắn trong tuyệt vọng, chính là lớn tiếng chú mắng lên. Chết đi! Diệp thần ánh mắt run lên, chỉ sợ chậm thì xanh biến, lập tức rút ra thần hy thiên kiếm, một kiếm đi về trước biểu chém ra. Một đạo ác liệt kiếm mang, mang thần thánh huy hoàng, mãnh liệt chém chết hướng yêu thần tàn hồn thân thể. Nhưng vừa lúc đó, phía trước không gian vặn vẹo, một cái máu rầm rề bàn tay, phá không mà ra, bắt được yêu thần tàn hồn. Chanh! Diệp thần kiếm khí chém chết đi lên, chém ở bàn tay to kia trên, lại không có thể gây tổn thương cho đến vậy cái bàn tay chút nào, liền một chút vệt trắng đều không lưu lại. Ha ha, yêu thần, người cũng có ngày hôm nay. Chỉ nghe một đạo lãnh khốc cười tàn nhẫn tiếng vang lên. Một tôn thân ảnh khổng lồ, chừng trăm trượng cao, cả người máu tươi lửa cháy bừng bừng lao nhanh, linh khí vần quanh, quy luật phù văn lóe lên, từ trong hư không nổi lên, bên phải tay nhấc một cán chiến kích. Lại là Kiếp Thiên Chiến Đế. Kiếp Thiên Chiến Đế tuy cũng là một đạo chiến hồn, nhưng hắn lực lượng, vô cùng dâng trào, linh khí hội tụ dưới, chiến hồn thân thể như sắt thép vậy cứng rắn. Hắn tay trái nắm yêu thần tàn hồn, giống như cự nhân nắm một con gà con. Luân hồi chi chủ, là ngươi đánh bại yêu thần. Cái này không thể nào, tuyệt không khả năng, lấy ngươi thực lực, không thể nào làm được. Kiếp Thiên Chiến Đế một tay nhấc chiến kích, một tay nắm yêu thần, trăm trượng cao thân thể, hừng hực lửa cháy bừng bừng cháy, phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ma thần, ánh mắt mang theo vô cùng hung hãn thần sắc, quan sát Diệp thần. Hắn biết yêu thần lợi hại. Năm đó, hắn cùng yêu thần đánh một trận, là lưỡng bại câu thương. Hai bên thân xác, đều là phai mờ, chỉ còn lại chiến hồn. Chiến hồn dưới trạng thái, Kiếp Thiên Chiến Đế có hỏa thần chúc phúc, lực lượng càng cường hãn. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có tuyệt đối chắc chắn, có thể đánh bại yêu thần. Cho nên, mấy chục ngàn năm qua, hai người ở mảnh chiến trường này bên trong, đều là tương đương ăn ý giữ yên lặng, ai cũng không có xâm phạm ai. Nhưng hiện tại, yêu thần chỉ còn lại một món tàn hồn, thậm chí phải bị Diệp thần đuổi giết. Diệp thần đánh bại yêu thần, cái này ở Kiếp Thiên Chiến Đế trong mắt, thật là liền là chuyện không thể nào. Thằng nhóc này luyện thành thiên địa mẫu nguyên trưởng, Kiếp Thiên Chiến Đế, người mau giết hắn. Yêu thần lớn tiếng gầm thét, lại kịch liệt vùng vẫy, đáng tiếc tàn hồn dưới trạng thái, hắn là hoàn toàn tránh thoát không hết Kiếp Thiên Chiến Đế trói buộc. Thiên địa mẫu nguyên trưởng. Kiếp Thiên Chiến Đế kinh hoàng, bộ dạng sợ hãi lui về phía sau ba bước, đem sau lưng rừng rậm, đạp được mảng lớn đứt đoạn. Hắn không dám tin tưởng, Diệp thần lại có thể luyện thành thiên địa mẫu nguyên trưởng. Đây chính là trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật một trong, coi như thả vào không không lúc nào không bên trong, có thể luyện thành người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì, tam thập tam thiên thần thuật, chân thực quá phức tạp thâm ảo. Nếu như không có nghịch thiên thiên phú năng lực, căn bản không thể nào lĩnh ngộ. Giết hắn, mau giết hắn. Yêu thần hét lớn, thanh âm tràn đầy cực độ kinh hoàng và tức giận. Kiếp Thiên Chiến Đế con mắt lóe lên một tí, sau đó hì hì cười nhạt, nhìn chằm chằm yêu thần nói, ở trước khi động thủ, ta cần ăn trước điểm đồ bổ. Yêu thần bộ dạng sợ hãi, kêu lên, người muốn làm gì? Kiếp Thiên Chiến Đế ánh mắt hung tàn, cười nói, yêu thần. Ta đã sớm muốn giết ngươi. Ngươi đáng chết, các ngươi Tử Hoàng Tiên Cung người, đều đáng chết. Vĩ đại Hỏa Thần Chí Tôn, bị các ngươi trưởng giáo âm mưu sát hại. Hỏa Thần Chí Tôn muội muội, cũng bị các ngươi trưởng giáo bắt cóc làm vợ. Các ngươi Tử Hoàng Tiên Cung, tội đại ác vô cùng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem các ngươi cũng giết sạch, chết đi. Thanh âm hắn bên trong, mang cực lớn cửu hận. Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo Đạo Đức Thiên Tôn. Năm đó thí thần chứng đạo, nơi thí sát thần minh, chính là Hỏa Thần Thiên Tôn. Thậm chí, liền Hỏa Thần Thiên Tôn muội muội Nguyệt Hồn Tiên Tử, đều được Đạo Đức Thiên Tôn thê tử. Kiếp Thiên Chiến Đế là Hỏa Thần Thiên Tôn tín đồ, năm đó Hỏa Thần Điện Cung đỉnh canh phòng, hắn đối Tử Hoàng Tiên Cung cửu hận, coi như là nghiêng thiên nước, đều không cách nào cọ rửa. Một bên tàn nhẫn cười gằn,
kiếp thiên chiến đế vừa đem yêu thần tàn hồn, chậm rãi đưa đến mình trong miệng. Yêu thần sẽ bị chiếm đoạt, kinh hoàng tức giận, ngửa mặt lên trời kêu to, à, Hồng Quân, ngươi còn không ra tay, thật muốn ta chết. Trưởng giáo đại nhân, cứu mạng. Hắn liền hô kêu, đáng tiếc, tất cả kêu lên, cũng không có được đáp lại. Ừng ực, kiếp thiên chiến đế nuốt ăn yêu thần tàn hồn, thỏa mãn thở dài một hơi. Thật là tư bổ à, lại còn mang theo Hồng Quân lão tổ lực lượng. Yêu thần trước đây không lâu đạt được Hồng Quân lão tổ ban phúc, những cái kia ban phúc lực lượng, còn có chút rất nhiều lưu lại, vậy toàn bộ bị kiếp thiên chiến đế hấp thu. Kiếp thiên chiến đế dựa vào lực lượng này, cùng không lúc nào không đồng tình, cả người phát ra từng cơn tiếng sấm. Không thời không năng lượng khí tức, như thủy triều bơm vào đến hắn trên thân thể. Hắn chiến hồn thân thể, lại có thể dần dần sinh ra máu thịt, xương cốt và kinh mạch. Lại muốn khôi phục thân xác. Ha ha ha, nhục thân của ta muốn khôi phục. Luân hồi chi chủ, bỏ mặc ngươi luyện không luyện thành thiên địa mẫu nguyên trưởng, ngươi đều phải chết. Các ngươi ăn cắp hỏa thần chí tôn đạo thống, đều là tội nhân, đều đáng chết. Kiếp thiên chiến đế trong mắt bên trong, lướt qua sát cơ nồng nặc, chiến kích như băng thiên liệt địa vậy, cuồng như vậy bổ xuống. Giờ khắc này hắn, thân xác đã dần dần khôi phục, lực lượng kinh thiên dâng trào. Đơn giản là dễ như bớn, thế không thể đỡ. Hỏa thần thiên tôn đạo thống, thật ra thì đã truyền thừa đến Kỳ Tư Thanh trên tay. Nhưng tiếc là, kiếp thiên chiến đế cũng không đồng ý. Liên quan, hắn đối Diệp Thần, cũng là vô cùng cừu hận. Thiên địa hư không, ở kiếp thiên chiến đế lực lượng cuồng bạo nghiền ép hạ, đều là rắc rắc sát nổ tung. Diệp Thần con người co rúc lại, cũng là cảm thấy kiếp thiên chiến đế đáng sợ. Tự do dực, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần mở tự do dực, cả người tập tục nổ, thân thể chớp mắt, bay đến ngoài trăm bước, né tránh kiếp thiên chiến đế một kích. Phịch, kiếp thiên chiến đế một kích cuồng nện xuống tới, mặt đất sụp đổ. Diệp Thần là tránh ra, nhưng tiếc là, huyền ngộ bản không có thể tránh thoát. Huyền ngộ vốn thân thể, ở kiếp thiên chiến đế uy nghiêm hạ, như con kiến hồi yếu ớt, ngay tức thì đã bị đánh được nổ. Liền hừ đều không hừ một tiếng, liền hoàn toàn vẫn diệt. Huyền ngộ bản. Diệp Thần kêu lớn một tiếng, nội tâm một hồi rút ra đau. Huyền ngộ bản tướng thiên địa mẫu nguyên trưởng truyền thụ cho hắn, hắn nội tâm vẫn là rất cảm kích, bây giờ thấy đối phương một tí đã bị đánh chết, hắn rất là bi thương. Đến phiên ngươi. Kiếp thiên chiến đế cười gằn, trong tay chiến kích linh khí nổ, như nước thủy triều như biển, cuồng như vậy quét về phía Diệp Thần. Diệp Thần cảm thấy cực kỳ kinh khủng lực lượng, nếu như bị đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Thật may, hắn tự do dực đặc biệt bén nhạy, cánh vỗ dưới, linh hoạt né tránh, lại vỗ cánh đi phương xa bay đi, ngay chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chạy được ngược lại là rất nhanh. Kiếp thiên chiến đế hừ một tiếng, trường kích trùng trùng trên mặt đất một chấn, mặt đất sơn hà cũng rạn nứt, toàn bộ chiến trường biển máu sôi trào. Hắn chính là khôi phục thân thể nguy cấp, cũng không có đuổi theo giết Diệp Thần. Diệp Thần bay đến một cái nơi an toàn, thu hồi cánh, đáp xuống, từng ngụm thở hổn hển. Coi như kiếp thiên chiến đế chỉ còn lại chiến hồn, hắn đều khó tương đương, trừ phi là vận dụng thiên địa mẫu nguyên trưởng. Cái này một tí, kiếp thiên chiến đế liền thân xác cũng mau khôi phục, Diệp Thần coi như dùng xuất hồn thân lá bài tẩy, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng. Đây là cảnh giới chênh lệch. Làm cảnh giới chênh lệch quá lớn, bất kỳ lá bài tẩy đều vô dụng. Huyền tiên tử, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Diệp Thần một tí không có chủ ý, hướng Huyền Hàn Ngọc hỏi. Kiếp thiên chiến đế thân xác khôi phục sắp tới, lưu lại nữa nơi này, tình cảnh sẽ là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như, cứ như vậy rời đi, liền thiên quân phong thần bia cũng không gặp được, Diệp Thần lại không cam lòng. Vậy kiếp thiên chiến đế nghĩ xong toàn khôi phục thân xác. Phỏng đoán vậy phải mấy ngày thời gian. Ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai đi liền cướp lấy thiên quân phong thần bia. Chỉ cần chúng ta tốc độ khá nhanh, là có thể đuổi ở kiếp thiên chiến đế trước mặt, bắt được thiên quân phong thần bia. Huyền Hàn Ngọc trầm ngâm một hồi, liền đề nghị. Còn có thời gian nghỉ ngơi sao? Ta chỉ sợ, kiếp thiên chiến đế hiện tại thì phải cầm thiên quân phong thần bia cướp đi. Diệp Thần thở hào hển nói. Vậy thiên quân phong thần bia, đối kiếp thiên chiến đế mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì,
hắn muốn đem Hỏa Thần Thiên Tôn tên chữ khắc ghi đến trên Thiên Quân Phong Thần bia mặt, hồi phục Hỏa Thần Thiên Tôn. Huyền Hàn Ngọc nói, sẽ không, hắn hôm nay chính là khôi phục thân thể nguy cấp, không thích hợp lên đường. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục nguyên khí, muốn bắt được Thiên Quân Phong Thần bia, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Diệp Thần gật đầu một cái, trong quá khứ mấy chục ngàn năm trong thời gian, vô luận là kiếp thiên chiến đế, vẫn là yêu thần, đều không có thể bắt được Thiên Quân Phong Thần bia. Có thể tưởng tượng được, muốn nhận phục Thiên Quân Phong Thần bia, có gian nan dường nào. Diệp Thần muốn thu phục nói, vậy phải làm xong vạn toàn chuẩn bị mới được. Lập tức, Diệp Thần liền ở nghỉ ngơi tại chỗ, điều dưỡng tinh thần. Màn đêm buông xuống, kiếp thiên chiến trường bên trong, không hề thiếu lệ khí hình thành lệ thú, ở ban đêm qua lại. Diệp Thần gọi ra huyết long, để cho hắn hộ pháp, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Một đêm yên lặng, Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm, trạng thái khôi phục lại đỉnh cấp, chính là lên đường đi tìm Thiên Quân Phong Thần bia. Kiếp thiên chiến đế bên kia, còn đang khôi phục thân thể nguy cấp, sẽ không ra động. Nói cách khác, toàn bộ kiếp thiên chiến trường, đều không người cùng Diệp Thần cướp đoạt Thiên Quân Phong Thần bia. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, hiện tại chỉ cần thực lực mình đủ, liền có cơ hội đem Thiên Quân Phong Thần bia cướp được tay. Một đường đi tới trước, không có bất kỳ bất ngờ, đặc biệt thuận lợi, Diệp Thần đi tới kiếp thiên chiến trường chỗ sâu, một cái sâu thẳm thung lũng bên trong. Điều này thung lũng, hẳn là năm đó, kiếp thiên chiến đế cùng yêu thần đại chiến, để lại dấu vết. Diệp Thần dò ngó thấy cổ xưa đánh trận hình ảnh, kiếp thiên chiến đế trường kích vung lên, mặt đất sụp đổ rạn nứt, liền hình thành điều này thung lũng, ước chừng có mấy trăm dặm chi trường, sâu thẳm mà khủng bố. Nguyên phiến thung lũng, khắp nơi đều là gầy trơ xương quái thạch, không có một chút cỏ cây sinh cơ dấu vết. Một khối đá bia, yên tĩnh trôi lơ lửng ở thung lũng giữa không trung. Đó chính là Thiên Quân Phong Thần bia. Trên Thiên Quân Phong Thần bia mặt, quấn vòng quanh vô số máu tươi xiềng xích, vô số chân lý quy luật, vô số hắc ám khí tức, vô số giết hại kiếp nạn, thậm chí còn có không không năng lượng ba động, hóa thành từng cái hoạt bát xúc tu, đang không ngừng vũ động, đặc biệt quỷ dị. Diệp Thần tim đập bịch bịch, cảm nhận được liền to lớn chèn ép cùng ăn mòn. Thật may, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Luân hồi thánh hồn thiên hộ thể. Sau lưng tự do dực khí tượng lóng lánh, xua tan không rõ. Nham thần máu cháy, thúc dục chiêu võ linh vũ, hóa thành một cái kim trung cháo vậy hộ thuẫn, cung cấp càng vững chắc phòng ngự. Nhưng dù vậy, Diệp Thần vẫn là cảm thấy to lớn áp lực, trong không khí mang nhọn vô cùng mùi vị, thật giống như hiện đầy châm nhỏ. Thậm chí, Diệp Thần còn xuất hiện ảo giác, thật giống như thấy vô số điều mọc đầy răng bén côn trùng, đang liều mạng đi ra mình bên trong chui vậy. Hít sâu một hơi, đem luân hồi thánh hồn thiên lực lượng bảo vệ, thúc dục đến mức tận cùng, Diệp Thần mới thoát khỏi cái này ảo giác ảnh hưởng. Nơi này hơi thở, quá quỷ dị, quá bị đè nén, khó trách kiếp thiên chiến đế và yêu thần, đều không tới thu lấy Thiên Quân Phong Thần bia. Diệp Thần coi như là rõ ràng, Thiên Quân Phong Thần bia tản ra hơi thở, đối linh hồn người, có kinh khủng ăn mòn hiệu quả. Nếu như Diệp Thần không có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, hắn tại chỗ lại phải chết. Kiếp thiên chiến đế và yêu thần, không có thân xác, không có một cái chiến hồn, tự nhiên không dám đến gần Thiên Quân Phong Thần bia. Hạo Thiên vực bên trong, tổ thần giáo triều đại các cường giả, vậy là không dám đến gần. Cái này Thiên Quân Phong Thần bia, phía trên che lấp mười mấy tầng cấm chế, đặc biệt khủng bố. Những cấm chế kia, có chút là kiếp thiên chiến đế giết hại ý chí hội tụ, có chút là yêu thần giết hại ý chí, có chút là tổ thần vương ý chí. Mà tại tất cả cấm chế bên trong, kinh khủng nhất, là một tầng hắc ám cấm chế. Thiên Quân Phong Thần bia linh khí nội tình, quá bàng bạc đến thế giới hiện thật, cũng sắp không chứa nổi bước. Hào hùng như vậy linh khí, trực tiếp đưa tới vô số bóng tối mơ ước. Vô số bóng tối tà khí, ở trên Thiên Quân Phong Thần bia mặt nảy sinh, hóa thành vặn vẹo hắc vụ cùng xúc tu, tràn đầy yêu dị hơi thở. Diệp Thần tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn vậy Thiên Quân Phong Thần bia, hắn tựa như thấy được chân lý trung cực, chính là hắc ám. Chân lý cuối, là vô biên vô tận hắc ám. Hắc ám không ngừng nảy sinh, không ngừng sinh sôi, cuối cùng sẽ chiếm đoạt hết thảy, vô luận là đi qua thời không, bây giờ thời không, vẫn là tương lai thời không, đều phải bị hắc ám cắn nuốt, cuối cùng hết thảy cũng sẽ hóa thành bổn nguyên hắc ám,
lại cũng không thấy được bất kỳ ánh sáng. Hắc ám có mãnh liệt ăn mòn ý niệm, sẽ ăn mòn hết thảy sáng lên đồ. Trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt linh khí, chân thực quá bàng bạc, đã đưa tới bóng tối ăn mòn. Chung quanh không gian, đều bị hắc ám ăn mòn, xuất hiện từng cái vết nứt không gian. Xuyên thấu qua những thứ này vết nứt không gian, mơ hồ tới giữa, có thể dòm ngó thấy không không lúc nào không cảnh tượng bên trong, đó cũng là một phiến vực sâu vậy hắc ám, tựa như đại biểu thế giới trung cực, chân lý trung cực. Diệp Thần tim đập được lợi hại, nếu như không phải là hắn đạo tâm bền bỉ, nếu như không phải là hắn có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, chỉ là mắt thấy những thứ này hắc ám khí tượng, hắn thì phải ngay tức thì tan vỡ nổi điên. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, thật là khủng khiếp hơi thở. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn nơi đứng địa phương, khoảng cách Thiên Quân Phong Thần Bia, còn có ngàn bước xa, cách nhau khá xa. Nhưng dù vậy, lòng hắn nhảy đều là mãnh liệt tăng tốc độ, khó thở. Nếu là trực tiếp khoảng cách gần tiếp xúc, sợ rằng tình cảnh càng khó khăn, làm sao còn đem Thiên Quân Phong Thần Bia mang đi. Huyền tiên tử, ta sợ rằng không thể đem Thiên Quân Phong Thần Bia mang đi. Diệp Thần hướng Huyền Hàn Ngọc truyền âm nói. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, đã gặp phải hắc ám ăn mòn, phía trên nơi vòng quanh hắc ám khí tức, đến từ không không lúc nào không, cực kỳ khủng bố. Đừng nói mang đi Thiên Quân Phong Thần Bia, coi như chỉ là đụng chạm một tí, Diệp Thần đều có thể khẳng định, mình sẽ bị vô tận hắc ám cắn nuốt, liền cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, kiếp thiên chiến đế và yêu thần, còn có toàn bộ hạo thiên vực triều đại cường giả, đều không có thể thu phục Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng biết tấm bia đá này có kinh khủng dường nào. Đây có thể phiền toái. Huyền Hàn Ngọc một đôi cong cong lông mày, hướng ấn đường nếp nhăn tụ tập, cũng là cảm thấy đặc biệt khó giải quyết. Nàng sớm có dự cảm, muốn mang đi Thiên Quân Phong Thần Bia, tuyệt không phải chuyện dễ, nhưng lại không nghĩ rằng, sẽ khó khăn đến tình cảnh này. Mặc dù hiện tại, không có bất kỳ người, muốn cùng Diệp Thần cướp đoạt. Nhưng Diệp Thần, vậy thì không cách nào chấm mút Thiên Quân Phong Thần Bia. Mộ chủ đại nhân, ngươi cứ việc động thủ, ta có thể giúp ngươi. Ta quang minh quy luật, cũng có thể chống lại vậy Thiên Quân Phong Thần Bia hắc ám. Lúc này, Thánh Quang Tiên Đế thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. Quang minh có thể khắc chế hắc ám. Thánh Quang Tiên Đế tu luyện quang minh huyền lực nhiều năm, hắn lực lượng, nhưng có thể áp chế Thiên Quân Phong Thần Bia. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng vui mừng. Hắn mặc dù vậy tu luyện quang minh quy luật, còn hấp thu một giọt quang thần huyết, nhưng hắn quang minh huyền lực nội tình, tích lũy chỉ một khoảng thời gian, dĩ nhiên là không sánh bằng Thánh Quang Tiên Đế. Tiền bối, ngươi có thể áp chế hắc ám. Ở ngạc nhiên mừng rỡ sau này, Diệp Thần trong lòng lại có chút lo âu. Trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt hắc ám khí tức, đặc biệt khủng bố. Hắn lo lắng, Thánh Quang Tiên Đế vậy không áp chế được, thậm chí có thể vì vậy vẫn diệt. Mộ chủ đại nhân, ta quang minh quy luật, phối hợp ngươi luân hồi máu, cũng có thể áp chế. Tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng bất kể như thế nào, tổng phải thử một chút. Thánh Quang Tiên Đế nói. Diệp Thần gật đầu một cái, Thánh Quang Tiên Đế nói không sai, hắn đều đã đi đến bước này, tuyệt đối không có buông tha đạo lý. Được, tiền bối, vậy thì nhờ ngươi. Diệp Thần ánh mắt, lần nữa nhìn về Thiên Quân Phong Thần Bia. Ở Thiên Quân Phong Thần Bia vùng lân cận, còn có một tầng cấm chế ngăn trở, là Hạo Thiên Vực bản thân địa mạch cấm chế. Thiên Quân Phong Thần Bia rơi vào Hạo Thiên Vực nhiều năm, linh khí cùng địa mạch hòa làm một thể, cũng là lấy được địa mạch che chở. Tầng này địa mạch cấm chế, cực kỳ vững chắc, muốn dựa vào man lực đánh vỡ nói, trừ phi là trước hủy diệt toàn bộ Hạo Thiên Vực. Thật may, Diệp Thần đã lấy được rồi tổ thần lệnh, ngược lại cũng không cần dùng sức mạnh. Lập tức, Diệp Thần sử dụng tổ thần lệnh, linh khí bơm vào đến trên lệnh bài mặt. Vù vù, tổ thần lệnh chấn động, thả ra một cổ huyền hoàng ánh sáng, uy áp cường đại thả ra ngoài, phía trước địa mạch cấm chế, nhất thời từ từ mở ra. Trên lệnh bài uy áp, là năm đó tổ thần vương tàn lưu lại. Tổ thần vương, chính là đã từng Hạo Thiên Vực cao nhất nắm giữ, có tổ thần lệnh nơi tay, nơi này địa mạch cấm chế, tự nhiên sẽ không lại hạn chế đến Diệp Thần. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thu hồi tổ thần lệnh, sau đó liền dè đặt, từng bước, hướng vậy Thiên Quân Phong Thần Bia đi tới. Hu hu hu,
Thiên quân phong thần bia chung quanh, khí lưu quỷ dị xoay tròn, âm phong cuộn sạch, phát ra không tầm thường thanh âm. Diệp thần đến gần, tựa hồ đưa tới bóng tối căm thù. Mơ hồ tới giữa, Diệp thần phát hiện có một đạo ánh mắt, phong tỏa ở trên người mình. Người nào? Diệp thần hơi biến sắc mặt, ngắm nhìn bốn phía, nhưng người nào vậy không thấy được, tựa như chỉ là ảo giác. Nhưng, hắn rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Ở hắc ám bên trong, tuyệt đối có người dòm ngó mình. Chỉ là, người nọ tựa hồ cũng có kiêng kỵ cùng do dự, không có lập tức ra tay. Nếu như đối phương xuất thủ, ra tay ngay tức thì bại lộ hơi thở, cũng sẽ bị Diệp thần phong tỏa, không che giấu. Nhưng, đối phương còn ẩn núp, ẩn nhẫn không phát, hơi thở thu liếm, Diệp thần vậy bắt không tới. Đây là, trong hư không truyền ra từng cơn rên, như sấm rền tiếng. Bị hắc ám ăn mòn hư không, từng cái bên trong vết nứt không gian mặt, có tất cả hắc ám vặn vẹo quái vật, từ rất xa không không lúc nào không chỗ sâu, chui ra. Hiển nhiên, Diệp thần muốn cướp lấy thiên quân phong thần bia, đã đưa tới bóng tối căm thù. Quái vật trong bóng tối, rối rít xuất hiện. Nháy mắt tới giữa, ít nhất có mấy trăm con quái vật, từ hư không bên trong kẽ hở chui ra ngoài, chúng thân hình vặn vẹo biến ảo, như bùn nát, như khói xương, như xác thối giữa. Như xúc tu, quỷ dị tới cực điểm, tràn đầy kinh khủng hơi thở, ùn ùn kéo đến chào hướng Diệp thần. Những quái vật này, chưa từng phát ra chút thanh âm nào, yên tĩnh như địa ngục. Nhưng Diệp thần thần hồn chỗ sâu, vẫn là nghe đến vô số gầm thét, vô số kêu gào, vô số dữ tợn gầm to. Thiết ngai vàng, sắt thép sao trời, mở. Mắt xem vô số quái vật đạp chết tới, Diệp thần quát lên một tiếng lớn, lập tức thúc giục thiết ngai vàng lực lượng. Hòa lẫn hồng mông lớn tinh không thần thông, hóa thành một phiến mênh mông vô địch sắt thép sao trời, lạnh lùng ánh sao không ngừng tách thả ra, chiếu sáng nguyên phiến thung lũng. Rắc rắc sát. Vậy tất cả hắc ám quái vật, vào tới sắt thép sao trời dưới, lập tức liền gặp phải thiết ngai vàng năng lượng ăn mòn, thân thể thiết hóa thành pho tượng. Nhưng mà, càng nhiều hơn hắc ám quái vật, từ hư không bên trong kẽ hở bò ra ngoài, giết không khỏi giết, làm người ta nghẹt thở. Diệp thần sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn cũng không có dùng suốt toàn lực, còn muốn phân tâm lưu ý. Bởi vì hắn cảm giác được, ẩn núp ở trong bóng tối ánh mắt, như cũ đang ngó chừng hắn. Không biết ở đâu cái góc tối, còn cất giấu một tên địch, đối phương từ đầu đến cuối không có phát hiện thân, tựa hồ đang đợi cơ hội. Chỉ cần Diệp thần buông lỏng một chút giải, hoặc là lộ ra sơ hở gì, đối phương liền sẽ thi triển một kích chí mạng. Cho nên, Diệp thần duy trì cảnh giác, đối mặt vô số hắc ám quái vật đạp chết, cũng không có thi triển toàn lực, âm thầm đề phòng góc tối bên trong người mai phục. Luân hồi, ngươi, là hắc ám chân lý kẻ địch. Đột nhiên, một đạo trầm thấp sâu xa thanh âm, từ xa xôi trong hư không truyền ra. Rồi sau đó, một con cự thú, phá vỡ hư không, xuất hiện ở Diệp thần trước mắt. Đây là một con voi to, thân thể cứng rắn như thiết, chiều dài một song long sừng. Sắc bén như dao nhọn, đủ để phá toái hư không, cả người quanh quẩn từng cái xích sắt tựa như hắc ám khí tức, tản mát ra hào hùng uy áp. Diệp thần vừa thấy, liền từ đầu rồng này sừng voi trên mình, bắt được quen thuộc hơi thở. Đó là tử thần hơi thở. Đầu rồng này sừng voi, lại là ngày xưa tử thần ma tôn dưới quyền quyến thuộc. Tử thần dưới quyền, có bốn lớn quyến thuộc, theo thứ tự là, hắc dực long, đồng xanh thi trùng, huyết thần sư, long giác tượng. Trước mặt ba đầu quyến thuộc, Diệp thần đã gặp qua, cái này long giác tượng, chính là cuối cùng một đầu. Long giác tượng đến từ không không lúc nào không, hơi thở hung hãn mãnh liệt, nó to lớn bước chân, từ trong hư không đạp một cái đi ra, lập tức liền để cho mặt đất văng tung tóe, khí lưu xoay tròn, vô cùng cuồng bạo uy áp, hướng Diệp thần cuộn sạch đi. Diệp thần con người co rúc lại, nhất thời cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Càng để cho hắn cảm thấy bất an. Là trong bóng tối người mai phục, từ đầu đến cuối không có phát hiện thân, còn đang quan sát. Oanh! Long giác tượng như núi cao vậy thân thể, trực tiếp liều chết xông tới, dễ như bớn, vô cùng uy mãnh. Diệp thần khẽ cắn răng, nghiêng người né tránh, đồng thời thúc giục thiết ngai vàng lực lượng, quả đấm hóa thành thiết quyền, một quyền đánh phía long giác tượng thân thể. Phịch! Diệp thần quả đấm, đánh đi lên, long giác tượng thân thể nhưng là như núi bất động. Hoàn toàn không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Luân hồi chi chủ, ở ta trước mặt, người còn muốn lưu lực.
Long Giác Tượng khinh thường cười nhạt, xoay người lại, đỉnh đầu một song long sừng, hung hăng hướng Diệp Thần thân thể thọt tới. Diệp Thần sắc mặt rất là khó khăn xem, hắn mới vừa một quyền kia, cũng không có dùng toàn lực. Nếu như bùng nổ toàn lực nói, hắn lo lắng trong bóng tối người mai phục, sẽ phát động đánh lén, vậy thì phiền toái. Nhưng, đối mặt Long Giác Tượng, nếu như lưu lực, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Và cái khác tử thần quyến thuộc không cùng, Long Giác Tượng vẫn ẩn núp ở không không lúc nào không bên trong, đi qua vô số kỷ nguyên điều tức, nó thực lực đã khôi phục rất nhiều, mạnh mẽ như tiên vương tiên tổ, không thể nhất thế. Đáng chết, liều mạng. Diệp Thần ánh mắt run lên, cũng không đoái hoài được vậy người mai phục, liền chuẩn bị bùng nổ toàn lực, đánh chết cái này Long Giác Tượng. Nhưng đột nhiên tới giữa, một đạo kiếm quang màu vàng, từ trong hư không phá ra, ác liệt sắc bén, tiên khí ngất trời. Phốc xích một tiếng. Chỉ một kiếm, liền đem Long Giác Tượng chém giết. Long Giác Tượng bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi nội tạng văng tung tóe, cả người hắc ám khí tức tán loạn, con người trợn to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thanh âm kinh hoàng dù gì nói, Hồng Quân, là ngươi. Nó hai nửa thân thể, theo tiếng ầm ầm ngã xuống đất, thân hồn vẫn diệt, tại chỗ chết đi. Một đạo thân ảnh già nua, thân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, cả người tiên khí khoáng đạt, tay cầm một cái trường kiếm màu vàng, từ trong hư không nổi lên. Chính là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ bóng người, lại có thể vậy chưa từng không lúc nào không bên trong, hạ xuống, chỉ là một kiếm, liền đánh chết Long Giác Tượng, là Diệp Thần giải vây. Diệp Thần nhìn Hồng Quân Lão Tổ, hoàn toàn sợ ngây người, không nói ra lời. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Quân Lão Tổ lại có thể vậy sẽ hạ xuống. Hồng Quân Lão Tổ nhìn Diệp Thần, trên mặt thần sắc đặc biệt phức tạp, mang không biết làm sao, quấn quýt, thê lương, tàn khốc, ác liệt vân. Vân rất nhiều tâm trạng, không ngừng biến hóa. Đã lâu không gặp, Diệp Thần. Hồng Quân Lão Tổ yên lặng hồi lâu, thản nhiên một tiếng thở dài nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu, thần sắc cũng là khá là ngưng trọng. Bởi vì trước đây không lâu, Hồng Quân Lão Tổ còn mượn lực cho yêu thần, muốn giết mình. Hắn trong lòng có ngăn cách. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn cần nói nói. Hồng Quân Lão Tổ thu hồi trường kiếm, thanh âm thê lương nói. Ừ. Diệp Thần vẫn là gật đầu, không nói gì, cùng Hồng Quân Lão Tổ mở miệng. Có Hồng Quân Lão Tổ ở chỗ này, toàn bộ thung lũng hắc ám khí tức, đều bị áp chế xuống, thậm chí liền Thiên Quân Phong Thần Bia linh khí, vậy mơ hồ bị áp chế, có thể gặp hắn tu vi khủng bố, cho dù thả vào không không lúc nào không. Vậy tuyệt đối là bước lên hàng đầu tồn tại, siêu nhất lưu cự đầu. Ngươi cầm Thần Hy Thiên Kiếm, trả cho ta trưởng giáo, đi cùng hắn nhận cái sai lầm đi. Hồng Quân Lão Tổ ngắm nhìn Diệp Thần, khuyên. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một tí, trong chốc lát không phản ứng kịp. Hồng Quân Lão Tổ thở dài nói, ta trưởng giáo Đạo Đức Thiên Tôn, lao khổ công cao, một mực duy trì mồi lửa kéo dài, hắn cũng là một người cơ khổ, người muốn cưỡng ép buộc hắn phi thăng. Thật to không ổn. Hồng Quân Lão Tổ năm đó, là Tử Hoàng Tiên Cung bên trong người. Cho dù hắn phi thăng, đối trưởng dạy Đạo Đức Thiên Tôn, cũng là 10 phần tôn sùng. Diệp Thần nói, Hồng Quân tiền bối, ngươi không đồng ý để cho Đạo Đức Thiên Tôn phi thăng. Hồng Quân Lão Tổ nói, đúng vậy, ta không đồng ý, ngươi cử động, để cho ta rất là tức giận, nếu như không phải là bởi vì chúng ta sâu xa thâm hậu, hơn nữa ngươi vẫn là chân trời đệ tử. Ta sớm liền giết ngươi. Lời nói này ác liệt xâm nghiêm, để cho được Diệp Thần rợn cả tóc gáy. Hồng Quân Lão Tổ tuyệt không phải cái gì trung hậu trưởng giả, hắn năm đó từng tàn sát qua vô số sinh linh, đúc ra người đổ sát thánh bôi. Nếu như có người xúc phạm hắn, hắn tuyệt đối sẽ hạ sát thủ, bỏ mặc người khác thân phận gì. Một điểm này, Diệp Thần chút nào sẽ không hoài nghi, theo bản năng lui về sau hai bước, ngưng thần phòng bị. Hồng Quân tiền bối, Đạo Đức Thiên Tôn ý chí, đã ảnh hưởng đến mồi lửa tinh khiết. Nếu như hắn còn không phi thăng, cố ý muốn chiếm đoạt mồi lửa, chỉ sợ mồi lửa sẽ tắt. Diệp Thần biện luận giải thích, hắn muốn ép Đạo Đức Thiên Tôn phi thăng, nhưng thật ra là vì mồi lửa kéo dài, cũng không phải là bản thân có cái gì dã tâm. Hồng Quân Lão Tổ nói, ta biết, nhưng không có vấn đề, mồi lửa tắt liền dập tắt, ta không muốn có người xúc phạm ta trưởng giáo. Hắn đối với ta ân gặp long trọng, ta không cho phép người bất kỳ tổn thương hắn. Diệp Thần trong lòng đại chấn,
nói tiền bối, một khi mồi lửa tắt, vậy toàn bộ thế giới hiện thật, đều phải hoàn toàn tiêu diệt, hơn nữa lại không mở lại có thể, cái này cũng không có vấn đề sao? Hồng Quân lão tổ nói, đúng vậy, không có vấn đề, thiên địa tinh không, vạn sự vạn vật, luôn có cuối thời điểm, chỉ có không không vĩnh hằng. Mồi lửa tắt, thế giới hủy diệt, người còn có thể đi không không lúc nào không, có thể xác thực bảo toàn tánh mạng không lo, ta sẽ che chở ngươi, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không muốn thế giới hủy diệt. Nếu như thế giới hủy diệt, vậy trái đất cũng sẽ không lại tồn tại, đó là cố hương của hắn, là hết thảy nhân quả khởi nguyên chi địa, hắn làm sao có thể buông tha. Hồng Quân lão tổ nhìn Diệp Thần vẻ mặt này, thở dài một tiếng, nói ta biết, ta trưởng giáo đúng là có sai, hắn tư lợi, quả thật đã ảnh hưởng đến mồi lửa tinh khiết, hơn nữa hắn còn không thừa nhận. Nhưng, bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là ta trưởng giáo, là ta đã từng là ân sư, hắn cho dù có sai, ta cũng không có thể gây tổn thương cho hại hắn. Cùng mồi lửa tắt, hắn muốn đến vậy sẽ thanh tỉnh, biết mình sai lầm, sau đó đại triệt hiểu ra, phi thăng không không, cùng chúng ta chung nhau đối kháng hắc ám, đối kháng đả đế cổ thần. Diệp Thần kinh ngạc không nói ra lời, sau hồi lâu, mới ngạc nhiên nói, ngươi muốn để cho cả thế giới, vội tới đạo đức thiên tôn sai lầm chôn theo. Cái này thật không có vấn đề sao? Hồng Quân lão tổ nói, đúng vậy, không có vấn đề, vì càng cao xa tương lai, có chút hy sinh là nhất định. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói ta không đồng ý. Hồng Quân lão tổ yên lặng, ánh mắt yếu ớt nhìn về bầu trời phương xa, nói ta cũng biết, ngươi sẽ không đồng ý, ta lần này hạ xuống, thật ra thì chính là muốn nói với ngươi nói. Nhưng bây giờ nhìn lại, vậy nói không ra cái gì kết quả. Ta muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta trước mặt xung động, lại muốn mượn yêu thần tay giết ngươi. Diệp Thần im lặng, hắn biết Hồng Quân lão tổ loại cảnh giới này nhân vật, tu vi hàm dưỡng cực cao, sẽ không dễ dàng tức giận. Nhưng trước đây, Hồng Quân nhưng bại lộ sát ý, muốn mượn yêu thần tay, đánh chết Diệp Thần. Nếu như không phải là cuối cùng, Huyền Hàn Ngọc xuất thủ cứu giúp, Diệp Thần liền nguy hiểm. Có thể tưởng tượng được, ở Hồng Quân lão tổ trong lòng, đạo đức thiên tôn trọng yếu bực nào. Vì duy trì đạo đức thiên tôn, hắn thậm chí muốn giết Diệp Thần. Hồng Quân lão tổ chắp hai tay sau lưng, nói tiếp, bỏ mặc ngươi và Tử Hoàng Tiên Cung, có cái gì ân oán, ta thật ra thì đều không nên nhúng tay. Ta đã không phải là người cái thế giới này, cưỡng ép nhúng tay, rất có thể bị quy tắc cắn trả, ảnh hưởng đến toàn bộ không không lúc nào không luân hồi trận doanh ổn định. Ở không không lúc nào không bên trong, cũng có luân hồi trận doanh, do Diệp Thần gia gia tương lai thân chủ trì. Hồng Quân lão tổ và võ tổ, còn có thần độ Uyển Nhi tương lai thân, đều là thuộc về luân hồi trận doanh, cùng đà đế cổ thần trận doanh đối kháng. Hồng Quân lão tổ nhúng tay thế giới hiện thật nhân quả, rất dễ dàng nhiễu loạn quy tắc, gặp cắn trả, hại mình hại người. Cho nên, hắn hiện tại trịnh trọng hướng Diệp Thần nói xin lỗi. Ta sau này, sẽ không lại nhúng tay. Nhưng, ta cảnh cáo ngươi một câu, ngươi là đại khí vận người, ta trưởng giáo bảo vệ mồi lửa hàng tỷ đời, hắn vậy lưng đeo đại khí vận. Các ngươi đánh nhau, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ, tiện nghi người ngoài. Hồng Quân lão tổ giọng nghiêm túc, đưa ra cảnh cáo. Diệp Thần gật gật đầu nói, ta biết, Hồng Quân tiền bối, ta sẽ chú ý, tuyệt sẽ không để cho người ngoài lượm tiện nghi. Diệp Thần lời nói này, ý nói chính là nói, hắn sẽ không hướng đạo đức thiên tôn nhận sai. Hắn căn bản không sai. Hắn sẽ kiên trì con đường của mình, duy trì mồi lửa ổn định cùng tinh khiết, gìn giữ cái thế giới này, mà không phải là hủy diệt. Coi như cuối cùng, muốn cùng đạo đức thiên tôn quyết liệt, Diệp Thần cũng ở đây không tiếc. Hồng Quân lão tổ gặp ân oán khó mà hóa giải, lại là một tiếng thở dài, nói thôi, tùy ngươi đi, ta sẽ không lại quản. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn xem vậy thiên quân phong thần bia, ánh mắt lại nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên nhìn về phía một cái góc tối, kêu lên, tổ thần vương, ngươi ẩn núp lâu như vậy, còn không chịu đi ra không? Vậy cái xó xỉnh bên trong, hắc ám một hồi vặn vẹo, chợt liền nổi lên một đạo ảo ảnh. Đó là một cái ông già, uy nghiêm khí thế lớn, khí thôn sơn hà, vừa hiện thân đi ra, trời đất phảng phất cũng đang chấn động. Hồng Quân, lúc đầu ngươi sớm liền phát hiện ta, ha ha. Ông già khóe miệng hiện ra cười nhạt, ánh mắt cũng là lãnh ý xâm nghiêm.
Người này chính là Tổ Thần Vương. Diệp Thần một hồi giật mình, trong cơ thể Tổ Thần lệnh ông tác hưởng, cùng cái này ông già đồng tình. Cái này ông già, lại chính là đã từng Hạo Thiên Vực nắm giữ, Tổ Thần Vương Chí Tôn. Từ mới vừa bắt đầu, Diệp Thần liền cảm thấy, góc tối bên trong, có người đang ngó chừng mình. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này, lại có thể sẽ là Tổ Thần Vương. Hôm nay Tổ Thần Vương, chỉ là một đạo ý chí ảo ảnh. Hắn huyết nhục thân thể, muốn đến vào năm đó, bảo vệ Hạo Thiên Vực thời điểm, cũng đã vẫn diệt. Diệp Thần vì tu luyện thiên địa mẫu nguyên trường, còn hấp thu Tổ Thần Vương đại lượng máu thần. Luân hồi chi chủ, người hấp thu thần của ta máu, thậm chí luyện thành thiên địa mẫu nguyên trường. Được, rất tốt, vậy thiên địa mẫu nguyên trường, phức tạp thâm ảo, thậm chí liền ta cũng không có luyện thành, người lại có thể luyện thành. Chỉ muốn chiếm thân xác ngươi, chiếm cứ ngươi thân thể, ta là có thể lần nữa hồi phục, ha ha ha. Tổ Thần Vương giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên thân thể như điện, một quyền bạo giết tới. Nắm đấm của hắn phía trên, mang theo một cổ cực hạn uy áp, đó lại là Thiên Quân Phong Thần Bia uy áp. Hắn ý chí, quanh quẩn ở Thiên Quân Phong Thần Bia vùng lân cận nhiều năm, cũng là ăn cắp một chút Thiên Quân Phong Thần Bia lực lượng, uy thế đặc biệt hung hãn. Luân hồi chi chủ là người ta, người cũng dám động. Hồng Quân lão tổ hừ một tiếng, trường kiếm màu vàng sử dụng, khí tức giết hại sắc bén, một kiếm chém chết hướng Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương cười hắc hắc, nói, Hồng Quân, ngươi hạ xuống, cũng chỉ là một đạo ý chí thôi, ở Hạo Thiên Vực bên trong, ngươi còn con này ý chí, còn không phải là ta địch thủ. Tiếng nói rơi xuống, Tổ Thần Vương vung tay lên, đột nhiên sử dụng một bức cổ đồ. Cái này bức cổ đồ, ở trong hư không mở ra, hiển hiện ra sơn thủy mực vẽ lộng lẫy cảnh tượng, bộc phát ra vô cùng mênh mông thần uy. Ở nơi này bức cổ đồ lực lượng dưới áp chế, Hồng Quân lão tổ kiếm khí, cũng bị áp chế xuống. Cái này, Diệp Thần, bản vẽ này, không đơn giản. Ta thân xác và sống lại bí mật, vậy ẩn chứa ở bản vẽ này bên trong. Lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm, ở Diệp Thần bên tai vang lên. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ánh mắt cũng không khỏi xem hướng bầu trời bên trong trôi lơ lửng cổ đồ. Huyền Hàn Ngọc nói qua, ở kiếp thiên chiến trường bên trong, có thể tồn tại bảo vật gì, cùng nàng huyết mạch liên quan. Chẳng lẽ nói, vậy bảo vật, chính là cái này bức cổ đồ. Nếu như có thể đạt được cái này cổ đồ, giải khai bên trong bí mật, nhục thân của ta, nhất định có thể khôi phục. Huyền Hàn Ngọc thanh âm nóng bỏng nói. Nhưng mà, vậy cổ đồ lực lượng, cực kỳ cường hãn, sơn thủy mực hỏa khói mù tràn ngập, ở trong hư không hiện ra cổ xưa núi cao xuyên lưu, thả ra uy áp kinh khủng. Diệp Thần cả người xương cốt, đều ở đây vậy dưới sự uy áp, rắc rắc sát vang dội, cơ hồ muốn gãy nứt ra. Hồng Quân lão tổ kiếm ý, cũng là bị áp chế. Nếu như hắn chân thân tới, bắn ra chỉ liền có thể tiêu diệt Tổ Thần Vương ngàn vạn lần, nhưng hiện tại hạ xuống, cuối cùng chỉ là một đạo ý chí, thực lực có hạn. Ở Hạo Thiên Vực chỗ này, khó mà tương đương Tổ Thần Vương. Diệp Thần, mượn dùng ta lực lượng, trước chấn áp cái này Tổ Thần Vương. Hồng Quân lão tổ thần sắc ác liệt, quyết định thật nhanh, lập tức đem tự thân linh khí, toàn bộ thả ra, bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Diệp Thần đạt được Hồng Quân linh khí bơm vào, trong thoáng chốc hơi thở nổ, lực lượng bão táp. Hồng Quân hành động này, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, hắn đem linh khí bơm vào đến Diệp Thần trên mình, Diệp Thần liền quen thuộc hắn linh khí lưu động cùng thuộc tính. Tương lai nếu như hai người quyết liệt, Diệp Thần là có thể biết rõ nhược điểm của hắn, từ đó ung dung áp chế. Nhưng, Hồng Quân lão tổ vậy là đặc biệt quả quyết. Coi như biết rõ mình nhược điểm có thể bại lộ, vẫn là mượn lực cho Diệp Thần. Bởi vì, đây là trấn áp Tổ Thần Vương duy nhất cơ hội. Không tốt, Tổ Thần Vương cảm nhận được Diệp Thần cuồng tiêu hơi thở, không khỏi được sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, luân hồi huyết mạch như thế lợi hại, lại có thể liền Hồng Quân lão tổ này nhóm cường giả lực lượng, đều có thể chứa. Chiêu võ thiên đao, phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, lập tức gọi ra chiêu võ linh vũ, hóa thành một cái thiên đao, lăng không chém chết ra. Cái này chiêu võ linh vũ, chính là nham thần tổ khí, uy lực mạnh mẽ, thúc giục động lực vô cùng là không dễ. Nhưng, hiện tại Diệp Thần đạt được Hồng Quân lão tổ lực lượng, thúc giục cái này chiêu võ linh vũ,
đơn giản là dễ như trở bàn tay. Màu vàng kim chiêu võ thiên đao, ánh chiếu bầu trời, ngang nhiên bổ hướng Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương kinh hoàng, vội vàng thúc giục Cổ Đồ ngăn cản. Phốc, chiêu võ thiên đao chém ở đó Cổ Đồ phía trên, đủ để chảm phá tinh không mũi nhọn, lại không thể đem vậy Cổ Đồ chém ra, phát ra một tiếng rên. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, vậy Cổ Đồ phẩm chất, xem ra là đặc biệt đáng sợ, lại có thể chống đỡ hắn bén nhọn như vậy nhất kích. Chẳng lẽ nói, Huyền Hàn Ngọc thân xác bí mật, liền núp ở cái này Cổ Đồ bên trong. Tổ Thần Vương ở đó Cổ Đồ dưới sự bảo vệ, cũng không có bị giết hết, nhưng vậy đụng phải liền lực lượng khổng lồ đánh vào, tàn hồn thân thể kịch liệt lay động, cơ hồ muốn bị chấn bể. Luân hồi chi chủ, Hồng Quân, ta đầu hàng, ta thua, đừng giết ta. Tổ Thần Vương luống cuống, trực tiếp quỳ xuống, chịu thua đầu hàng. Diệp Thần và Hồng Quân lão tổ, khí thế quá hừng hực, coi như là Tổ Thần Vương này nhóm cường giả, cũng không đỡ được, đạo tâm khuất phục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như bị Hạo Thiên vực các võ giả, thấy bọn họ nơi tôn sùng Tổ Thần Vương, lại có thể quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, không biết sẽ là cái gì diễn cảm. Tổ Thần Vương, ngươi vừa chịu đầu hàng, ngươi liền đem Tổ Huyền Đồ giao ra. Hồng Quân lão tổ nhìn chằm chằm Tổ Thần Vương trong tay Cổ Đồ, lạnh lùng nói. Cái này, Tổ Thần Vương một hồi do dự, nắm thật chặt Cổ Đồ, hiển nhiên bỏ không được. Hồng Quân tiền bối, bức kia đồ kêu Tổ Huyền Đồ. Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, cái này bức Tổ Huyền Đồ, nghe nói cất giấu chín thần thời đại một cái bí mật, đặc biệt chân quý. Trong truyền thuyết Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, Thiên Địa Mẫu Nguyên Trưởng, cũng là từ Tổ Huyền Đồ bên trong truyền lưu ra. Hồng Quân lão tổ nói. Cái gì, Thiên Địa Mẫu Nguyên Trưởng, cũng là từ nơi này Cổ Đồ bên trong lưu truyền ra. Diệp Thần kinh hãi, xem ra Tổ Thần Vương trong tay Cổ Đồ, so hắn tưởng tượng, còn chân quý hơn rất nhiều. Có lẽ, bản vẽ này bên trong, thật cất giấu Huyền Hàn Ngọc thân xác hồi phục bí mật. Hồng Quân lão tổ nói, cái này Tổ Huyền Đồ vô cùng là chân quý, ở chín thần thời đại, không biết có nhiều ít thần minh muốn cướp lấy. Cái này Tổ Thần Vương, vốn là chỉ là một giả thần, liền xuống vị thần đều không phải là, nhưng hắn may mắn đạt được Tổ Huyền Đồ, liền nhảy một cái thành chân thần. Bất quá, thiên địa chí bảo, có đức người cư chi, đức không xứng vị, chỉ sẽ trêu chọc mối họa. Năm đó Tổ Thần Vương chiếm đoạt Tổ Huyền Đồ, đưa tới vô số thần linh chú ý. Cuối cùng, hắn bị vô số thần minh đuổi giết, chạy nạn đến thế giới hiện thật, cả nhà đệ tử cũng bị giết hết, hắn nhưng thủy chung không chịu buông tha Tổ Huyền Đồ, chỉ có thể nói người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, bị ma quỷ ám ảnh. Hồng Quân lão tổ kể trước cổ xưa bí mật, Diệp Thần nghe được tim đập bịch bịch. Xem ra cái này Tổ Huyền Đồ, quả nhiên là vô cùng chân quý. Nếu không, năm đó cũng sẽ không có như thế nhiều thần minh, muốn tranh đoạt. Tổ Thần Vương, ngươi như muốn sống, liền đem Tổ Huyền Đồ giao ra. Hồng Quân lão tổ nhìn chằm chằm Tổ Thần Vương, quát lên. Tổ Thần Vương không cam lòng, lớn tiếng nói, hàng tỷ thế kỷ nguyên, ta đã sớm đem Tổ Huyền Đồ linh khí, toàn bộ chèn ép sạch sẽ, hôm nay cái này Tổ Huyền Đồ, chỉ là một kiện phổ thông pháp bảo, các ngươi cầm cũng không dùng. Hồng Quân lão tổ cười lạnh nói, nếu là phổ thông pháp bảo, vậy ngươi giao ra thì thế nào? Tổ Thần Vương nhất thời im miệng, không lời chống đỡ. Hồng Quân lão tổ cười nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này Tổ Huyền Đồ bên trong, hẳn còn cất giấu một đạo kinh thiên cơ duyên, ngươi khổ tâm điều nghiên hàng tỷ đời, đều không có thể đem vậy cơ duyên bí ẩn giải khai, chỉ là lấy được rồi một quyển thiên địa mẫu nguyên trưởng. Ngươi khí vận chưa đủ, không thể nào bắt được vậy cơ duyên, ngược lại không như đem Tổ Huyền Đồ giao ra, ta có thể tha ngươi không chết. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, vậy ta liền lập tức kêu ngươi hồn phi phách tán. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Quân lão tổ giọng bên trong, cũng là hiển lộ ra dày đặc ý định giết người. Tổ Thần Vương dùng cả mình, Hồng Quân lão tổ nói không sai, cái này Tổ Huyền Đồ bên trong, đúng là còn cất giấu một đạo kinh thiên cơ duyên, hắn từ đầu đến cuối không lấy được. Vậy cơ duyên ta tuy không lấy được, nhưng cũng không thể có thể cho các ngươi, thôi, các ngươi muốn giết cứ giết. Ta cùng cái này Tổ Huyền Đồ, cùng hóa thành cướp xám cũng được. Tổ Thần Vương cắn răng một cái, cũng là hung hãn, dẫu có chết cũng không chịu giao ra Tổ Huyền Đồ. Hắn phải dẫn Tổ Huyền Đồ, cùng tan thành mây khói.
đây là hắn điều nghiên hàng tỷ thế kỷ nguyên bảo bối, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Thấy tổ thần vương quyết tuyệt như vậy hình dáng, Diệp Thần và Hồng Quân lão tổ đều có chút ngoài ý muốn. Hồng Quân lão tổ ánh mắt lóe lên một tí, trầm giọng nói, ta nghe nói ngươi còn có một cái tôn nữ, kêu Lục Mạ Thiền, năm đó nàng không có chết, và ngươi cùng nhau chạy nạn đến thế giới hiện thật, đáng tiếc thất lạc. Chỉ cần ngươi chịu giao ra tổ huyền đồ, ta đáp ứng ngươi, tương lai phá giải bí mật, vậy cơ duyên tạo hóa, chúng ta và ngươi tôn nữ chia đều, một người một nửa, như thế nào? Nghe được Hồng Quân lão tổ nói, tổ thần vương vậy biểu tình kiên quyết, cũng là động đung đưa. Hồng Quân, ngươi làm sao cái gì cũng biết. Tổ thần vương thần sắc có chút ảm đạm, ở Hồng Quân lão tổ trước mặt, hắn cảm thấy mình hết thảy bí mật, cũng không che giấu, hoàn toàn bị xem thấu. Hồng Quân lão tổ không có trả lời, chỉ nói, như thế nào? Giao ra tổ huyền đồ, cơ duyên một người một nửa, đây là ta ranh giới cuối cùng. Tổ thần vương cắn răng một cái, nói cái này tổ huyền đồ sau lưng ẩn núp cơ duyên, thập phần thần bí, ta điều nghiên hàng tỷ thế kỷ nguyên, đều không từng giải khai, các ngươi lại làm sao có thể giải khai. Hồng Quân lão tổ nói, tầng này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi không giải được, không đại biểu luân hồi chi chủ không giải được. Vừa nói liền nhìn về Diệp Thần. Tổ thần vương thân thể khẽ run, nói, nếu thật có thể phá giải, cơ duyên một người một nửa. Hồng Quân lão tổ nói, đúng vậy, chúng ta có thể cùng ngươi tôn nữ chia đều, hoặc là cùng ngươi cũng có thể. Tổ thần vương cười khổ một tí, khoát tay một cái nói, không cần, cơ duyên phân cho cháu gái ta liền có thể, ta chỉ còn lại một món tàn hồn, trừ phi đoạt xác luân hồi, nếu không lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không khả năng để cho ta hồi phục. Nói xong, tổ thần vương cũng là nhận mệnh, ngoan ngoãn giao ra tổ huyền đồ. Hồng Quân lão tổ nhận lấy tổ huyền đồ, mở ra xem một hồi, chau mày, lại đem đồ quyển giao cho Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi xem, có thể hay không phá giải. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, cầm lấy tổ huyền đồ, cẩn thận học hỏi. Tổ huyền đồ lên sơn thủy mực họa, tựa hồ là tuân theo loại nào đó thiên địa đại trận câu họa, khá là huyền diệu. Nhưng cao cấp pháp bảo, phù hợp thiên địa đại thế, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Diệp Thần nhìn tới nhìn lui, lại đem tinh thần lực thấm vào, thậm chí đem mình máu tươi, nhỏ xuống ở tổ huyền đồ phía trên, cũng không có đặc thù gì phát hiện. Cái này tổ huyền đồ, thật giống như thì thật chỉ là một kiện mạnh lớn một chút pháp bảo, cũng không có đặc thù gì địa phương, còn chưa đến nỗi để cho vô số thần minh, cũng là điên cuồng tranh đoạt. Hồng Quân tiền bối, ta cũng không nhìn ra cái này tổ huyền đồ bí ẩn. Diệp Thần lắc đầu nói. Phải không? Hồng Quân lão tổ chân mày càng nhíu càng sâu, xem ra cái này tổ huyền đồ phức tạp, vượt quá hắn tưởng tượng. Tổ thần vương vui vẻ cười to, nói, ta nói hết rồi, các ngươi không thể có thể phá giải. Ta điều nghiên cái này đồ quyển lâu như vậy, vậy không nghiên cứu ra cái nguyên do, các ngươi còn muốn một mắt nhìn thấu. Diệp Thần và Hồng Quân lão tổ, tương cố không nói. Cái này tổ huyền đồ sau lưng bí mật, đích xác là phức tạp một ít. Huyền Hàn Ngọc kêu lên, Diệp Thần, ta có thể cảm ứng được, ta thân xác khôi phục bí mật, ở nơi này tổ huyền đồ bên trong, ngươi có thể nhất định phải phá giải à. Nàng thanh âm vạn phần khẩn cấp, cũng là muốn mau sớm khôi phục mình thân xác. Ừ. Diệp Thần mắt nhìn tổ huyền đồ, ngắm nhìn đồ quyển lên sơn thủy thủy, đáng tiếc từ đầu đến cuối vẫn là không nhìn thấu sau lưng bí mật. Tổ thần vương dừng một chút, chính là kêu lên, luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn phá giải nói, liền đi tìm cháu gái ta, nàng kêu Lục Mạ Thiền, ngươi cùng nàng cùng nhau nghiên cứu, có lẽ có thể có kết quả. Cái này tổ huyền đồ phía trên, nhúng đầy ta máu tươi, hi hi, thật muốn phá giải bí mật, còn được dựa vào ta tổ thần nhất tộc huyết mạch mới được. Ta thân xác đã sớm phai mờ, là không giúp được ngươi, chỉ hy vọng cháu gái ta có thể giúp được ngươi. Đừng quên, cùng phá giải ra cơ duyên, nhớ phân nàng một nửa. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn về Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ cũng là gật đầu, nói cùng sau khi đi ra ngoài, ngươi tìm được hắn tôn nữ chính là, đi thanh lại thương hội hỏi một chút, có lẽ sẽ có kết quả. Diệp Thần nói, ừ, ta biết. Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút chần chờ nói, Hồng Quân tiền bối, vì sao phải giúp ta? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hồng Quân lão tổ nghe được vấn đề này, bùi ngùi một tiếng thở dài, thần sắc vô cùng bể dâu tịch mịch, nói.
Nói thật, Diệp Thần, ta đặc biệt thưởng thức ngươi, cũng không muốn giết ngươi. Nhưng, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta trưởng giáo đối nghịch, ta cũng là không thể làm gì. Từ xưa tới nay, trung nghĩa lưỡng nan toàn, cho dù là ta, cũng không biết như thế nào cho phải. Ta năm đó phi thăng không không thời điểm, gặp phải vô số hắc ám cường giả vây giết, là Diệp Tà Thần cứu ta. Diệp Tà Thần đối với ta có đại ân, ta hôm nay giúp ngươi, coi như là báo đáp. Nói xong, Hồng Quân lão tổ nhìn về thung lũng bên trong, vậy lơ lửng Thiên Quân Phong Thần Bia. Bàn tay hắn một chiêu, Thiên Quân Phong Thần Bia lại là bay tới, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, vô số kinh khủng hơi thở tràn ngập, nhưng vừa rơi xuống đến Hồng Quân lão tổ lòng bàn tay, những khí tức kia đều bị áp chế xuống. Ta sẽ giúp ngươi thu lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, từ nay về sau, ta cùng luân hồi trận doanh nhân quả, coi như là xóa bỏ. Ta lại nữa thiếu các ngươi, ngươi cũng không thiếu ta. Coi như sau này, ta rời đi luân hồi trận doanh, cũng không coi là phản bội, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Hồng Quân lão tổ thúc dục linh khí, đem trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt cấm chế, từng tầng một làm tan rã hết. Hắn bóng người, nhất thời đổi được hư ảo. Trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, vốn là có mười mấy tầng cấm chế, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một tầng. Đó là một tầng hắc ám cấm chế, đã cùng Thiên Quân Phong Thần Bia hòa làm một thể, liền Hồng Quân lão tổ đều không cách nào hóa giải. Vô số hắc ám khí tức tràn ngập dưới, hóa thành từng cái hư ảo màu đen xích sắt, quấn vòng quanh nguyên cái bia đá, vững vàng phong tỏa ở. Diệp Thần xuyên thấu qua vậy từng cái màu đen xích sắt, có thể thấy trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, khắc vẽ vô số phù văn. Nhìn kỹ lại, những phù văn kia, có chính là tên của người. Diệp Thần thấy được mấy cái người quen tên, Ma Tổ Vô Thiên, Nhâm Phi Phàm, Đảm Nhiệm Thiên Nữ Vân. Vân. Thậm chí, Diệp Thần còn thấy được Quang Thần Thiên Tôn tất cả đạo thống bí pháp. Quả nhiên, Quang Thần Thiên Tôn đích xác là Thiên Quân Phong Thần Bia đúc người một trong, hơn nữa đem tự thân đạo thống bí pháp, toàn bộ khắc ở trên mặt tấm bia đá. Truyền thuyết bên trong, xếp hạng thứ nhất Quang Minh Bí Pháp, Thần Thánh Chi Thư Bí Quyết, liền khắc ở trên bia đá. Hồng Quân lão tổ khẽ vuốt ve bia đá, nói Thiên Quân Phong Thần Bia cấm chế, ta vì ngươi tan rã phần lớn, chỉ kém cuối cùng này một tầng hắc ám cấm chế, chỉ có thể dựa vào ngươi tự nghĩ biện pháp. Vừa nói liền đem bia đá giao cho Diệp Thần. Diệp Thần đem Thiên Quân Phong Thần Bia nhận lấy, cũng là cảm thấy từng tia quỷ bí hắc ám chập chờn. Rốt cuộc lấy được rồi Thiên Quân Phong Thần Bia, Diệp Thần nhưng cũng không có gì vui sướng. Bởi vì, hắn cùng Hồng Quân lão tổ, đã kế cận quyết liệt. Ở luân hồi cùng Tử Hoàng Tiên Cung tới giữa, Hồng Quân lão tổ lựa chọn Tử Hoàng Tiên Cung. Trung nghĩa lưỡng nan toàn, hắn cuối cùng là quyết định thành tâm ra sức đạo đức thiên tôn. Cho dù là sai lầm, cho dù muốn cả thế giới chôn theo, hắn cũng ở đây không tiếc. Hồng Quân tiền bối, bất kể như thế nào, đa tạ ngươi. Diệp Thần thở dài một tiếng, hướng Hồng Quân lão tổ khom người nói cảm ơn, thái độ đặc biệt khách khí được có chút lạnh nhạt. Bất kể như thế nào, có thể bắt được Thiên Quân Phong Thần Bia, Diệp Thần vẫn là rất cảm kích. Nếu như không có Hồng Quân lão tổ nói, Diệp Thần liền đến gần Thiên Quân Phong Thần Bia cũng khó khăn. Vậy Hỏa Thần Điện ngày xưa cung đình canh phòng, Hỏa Thần Thiên Tôn Tô Nghê Thường trung thành nhất tín đồ, kiếp thiên chiến đế, hắn cũng muốn cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, ngươi có thể được cẩn thận một chút. Hồng Quân lão tổ thanh âm ngưng trọng, bàn tay cuối cùng một tia linh khí hội tụ, ở trong hư không biến ảo, lại là hóa ra một tòa bia đá bóng dáng, cùng Thiên Quân Phong Thần Bia giống nhau như đúc. Ta giúp ngươi ngụy tạo một tòa giả Thiên Quân Phong Thần Bia, dùng để mê muội hắn. Nhưng hẳn lừa gạt không được bao lâu, chính ngươi chú ý đi. Diệp Thần nói, ừ. Tổ Thần Vương, cùng ta đi thôi, ta mang ngươi hồi không không lúc nào không, ta sẽ cho ngươi cung cấp che chở, không người có thể lại tổn thương ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là ta Hồng Quân người, không phải luân hồi trận doanh người. Hồng Quân lão tổ ánh mắt nhìn về phía Tổ Thần Vương, thanh âm mang một chút lạnh lùng nói. Ừm. Tổ Thần Vương có chút kinh hoàng cùng áp lực, thời khắc này Hồng Quân lão tổ, tản ra hơi thở, đặc biệt làm người ta sợ. Ta đi, Diệp Thần, gặp lại sau. Hồng Quân lão tổ thở dài, hướng Diệp Thần tạm biệt, sau đó biến dạng hư không, mang Tổ Thần Vương rời đi. Diệp Thần nhìn Hồng Quân lão tổ rời đi, suy nghĩ xuất thần. Diệp Thần,
không cần suy nghĩ quá nhiều. Ngươi tương lai đường, định trước phủ đầy bụi gai. Hiện tại, chúng ta vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp, giải khai tổ huyền đồ bí mật cho thỏa đáng. Huyền Hàn Ngọc nói, không, so với tổ huyền đồ, trước hay là nghĩ biện pháp, phá vỡ trên thiên quân phong thần bia mặt cấm chế. Khác một giọng nói, truyền tới Diệp Thần trong tai, đó là Thánh Quang Tiên Đế thanh âm. Trên thiên quân phong thần bia hắc ám cấm chế, liền Hồng Quân lão tổ đều không thể tùy tiện tan ra, nơi nào có đột phá dễ dàng như vậy. Huyền Hàn Ngọc trực tiếp phản đối, nàng nhưng thật ra là muốn mau sớm khôi phục thân xác. Cái này tổ huyền đồ bên trong, hàm chứa nàng thân thể bí mật. Ha ha, ta tu luyện quang minh huyền lực, ta toàn lực ra tay, chưa chắc không thể phá rõ ràng. Thánh Quang Tiên Đế nở nụ cười lạnh. Hắn và Huyền Hàn Ngọc, xuất hiện khác nhau. Huyền Hàn Ngọc chỉ muốn phá giải tổ huyền đồ lên bí mật, mà Thánh Quang Tiên Đế, sự chú ý hoàn toàn tập trung ở trên thiên quân phong thần bia mặt. Dẫu sao, cái này thiên quân phong thần bia, là năm đó quang thần thiên tôn tham dự đúc nên. Thánh Quang Tiên Đế, chính là quang thần thiên tôn tín đồ. Hắn chỉ muốn ngửa mặt trông lên quang minh thần chiếu rọi, ngửa mặt trông lên ngày xưa quang thần thiên tôn phong thái. Không cần ồn ào, đi ra ngoài trước rồi nói. Diệp Thần ngừng hai người cãi vả, sau đó liền đem thiên quân phong thần bia, nhận được luân hồi mộ địa bên trong, lặng lẽ rời đi kiếp thiên chiến trường. Xuất hiện ở kiếp thiên chiến trường sau đó, Diệp Thần trở lại tổ thần giáo doanh trại. Tổ thần giáo doanh trại, có hắn nắng ban mai gió che giấu, trước mắt còn đặc biệt bí mật an toàn, không có bị người ngoài phát hiện, hết thảy gió êm sóng lặng. Diệp Thần thấy doanh trại không có xảy ra việc gì, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần ca ca, người trở về. Diệp Thần trở lại doanh trại bên trong, nhỏ trên ngựa xanh hoan hô ra nghênh tiếp, nhào tới trong ngực hắn. Sau đó, Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh, Cổ Thanh Đình, Tô Dung, Thanh Hoa bà các người, vậy đi ra gặp nhau. Diệp Thần, bắt được thiên quân phong thần bia liền sao? Kỷ Tư Thanh gặp Diệp Thần sắc mặt, tựa hồ không tốt lắm, có chút lo âu hỏi. Không có, không quá thuận lợi. Diệp Thần thở dài lắc đầu một cái. Thật ra thì, thiên quân phong thần bia, hắn đã bắt được, liền che giấu ở luân hồi mộ địa bên trong. Nhưng, hắn cũng không có qua loa bại lộ chân tướng. Bởi vì, nếu quả thật tướng nói ra, rất có thể kích động thiên cơ, đưa tới không cần thiết phiền toái. Hắn bắt được thiên quân phong thần bia sự việc, trước hay là giữ bí mật cho thỏa đáng. Mọi người vừa nghe, đều cảm thất vọng. Tiểu Thanh ôn nhu nói, Diệp Thần ca ca, không có chuyện gì, mặc dù không lấy được, nhưng ngươi người an toàn trở về liền tốt. Diệp Thần cười một tí, nhẹ khẽ gật đầu, lại nhìn hướng Tô Dung nói, phu nhân, mặc dù không lấy được thiên quân phong thần bia, nhưng tổ thần lệnh ta đã tìm được, cùng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai, ta là được đem Hạo Thiên vực bên trong phản đồ, tất cả trấn áp. Tô Dung đại hỉ, nói, vậy thì tốt. Cổ Thanh Đình nói, Dương Chu Tiên vậy phản đồ cấu kết Diêm Ma Tử Giới, phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Màn đêm buông xuống. Diệp Thần một thân một mình, ngồi xếp bằng ở bên trong lều. Hắn bày ra từng tầng một ngăn cách trận pháp, đem hơi thở hoàn toàn khép kín ở. Sau đó, hắn lặng lẽ sử dụng thiên quân phong thần bia. Cổ xưa bia đá, quấn vòng quanh từng cái xích sắt, bia trên mình che lấp một tầng nồng nặc hắc ám sương mù, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước người, không ngừng tản mát ra khí tức bàng bạc, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng cảm thấy đan điền truyền tới một hồi đau nhói. Hắn trước đây hấp thu quang thần thiên tôn máu thần, vậy một giọt máu thần, mang theo hắc ám dơ bẩn hơi thở. Những cái kia hắc ám dơ bẩn, Diệp Thần cũng không có hóa giải, mà là một mực áp chế ở trong đan điền mặt. Hiện tại, hắn ngưng mắt nhìn thiên quân phong thần bia. Hắc ám đồng tình dưới, hắn trong đan điền dơ bẩn hơi thở, mơ hồ hóa thành sát khí, lại muốn phát tác. Một khi dơ bẩn tàn phá, Diệp Thần thân xác cùng đạo tâm, sợ rằng đều phải gặp phải ô nhiễm. Mộ chủ đại nhân, chú ý. Thánh Quang Tiên Đế bóng người, hiển hóa đi ra, từng luồng quang minh quy luật lực lượng, không ngừng thả ra, bao phủ ở Diệp Thần. Diệp Thần trong đan điền sát khí, nhất thời bị áp chế xuống. Tiền bối, đa tạ. Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, nói. Cái này thiên quân phong thần bia, phía trên hắc ám cấm chế. Chân thực quá mức khủng bố, ta mượn ngươi lực lượng, xem có thể hay không phá vỡ.
Thánh Quang Tiên Đế nhìn trên Thiên Quân Phong Thần Bia bao trùm hắc vụ, cũng là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn thật ra thì vậy không có nắm chắc, có thể phá vỡ tầng này hắc ám cấm chế. Ừ, Diệp Thần gật đầu. Hạ một sát, Thánh Quang Tiên Đế liền đem tự thân linh khí, hoàn toàn bơm vào nhập Diệp Thần trong thân thể. Oanh! Diệp Thần quanh thân, nhất thời linh khí nổ, chói lọi tràn đầy giật. Thần Thánh Quang Minh hơi thở, không ngừng tràn ngập ra, ở hắn quanh thân hóa thành thánh đường, thiên đường, chim bồ câu, suối phun, tiên linh vân. Vân khoáng đạt khí tượng, thậm chí có thật lớn tiếng ngâm sướng không ngừng vang lên. Có thể thấy được, Thánh Quang Tiên Đế là bỏ vốn gốc. Vì phá vỡ trên Thiên Quân Phong Thần Bia hắc ám, hắn không có một chút cất giữ, toàn bộ linh khí cũng dốc vào cho Diệp Thần. Diệp Thần kinh mạch, cũng như mãng long vậy tăng vọt, cả người khí lưu nổ ầm. Thật may, hắn đã sớm bố trí tầng tầng ngăn cách trận pháp, nơi này hào hùng khí tượng, cũng không có chuyển tới ngoại giới đi. Lấy được Thánh Quang Tiên Đế lực lượng gia trì, Diệp Thần bàn tay, cơ hồ biến thành trong suốt, tràn ngập thuần túy chói lọi. Hắn tay, thả vào trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, thần thánh linh khí như thủy triều, bạo dũng ra. Nhưng, trên Thiên Quân Phong Thần Bia hắc ám vũ khí, như cũ nồng nặc. Vậy từng cái hắc ám cấm chế xiềng xích, không có chút nào gãy lìa dấu hiệu. Còn chưa đủ. Thánh Quang Tiên Đế khẽ cắn răng, thần sắc cũng là đổi được có chút dữ tợn. Sau đó, hắn lại thiêu đốt lên mình thần hồn, đem thần hồn năng lượng, vậy điên cuồng bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Đạt được Thánh Quang Tiên Đế thần hồn năng lượng bơm vào, Diệp Thần trên bàn tay bộc phát ra ánh sáng, càng sáng chói nóng rực, giống như là mặt trời. Rắc rắc! Rốt cuộc, trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, một cái hắc ám cấm chế xích sắt, trực tiếp bị đứt đoạn. Vậy thật dày hắc ám sương mù, cũng bị giải khai một cái khe. Rào! Thiên Quân Phong Thần Bia bản thân linh khí ánh sáng, từ bên trong kẽ hở phún ra ngoài. Tốt cơ hội! Mộ chủ đại nhân, mau đem ngươi tên chữ, khắc họa lên đi. Thánh Quang Tiên Đế kêu to lên. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, bên ngoài hắc ám cấm chế, chân thực quá vững chắc. Cho dù Thánh Quang Tiên Đế dây dưa đem hết toàn lực, cũng chỉ là mở ra một cái khe. Muốn hoàn toàn phá giải cấm chế nói, tốt nhất là từ bên trong ra tay. Diệp Thần chỉ cần đem mình tên chữ, khắc họa đến trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, liền có thể được ban cho phúc, trở thành Thiên Quân Phong Thần Bia chủ nhân, từ đó ung dung phá vỡ cấm chế. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, linh khí lập tức hội tụ đến trên đầu ngón tay, xuyên qua kẽ hở kia, chạm đến lạnh như băng cứng rắn bia thân, ở phía trên khắc viết tên chữ. Nhưng, Diệp Thần chỉ khắc viết một cái la chữ, cái thứ hai thần chữ còn không viết xuống, vô biên vô tận hắc ám khí tức, liền như thủy triều cuốn ngược cắn trả tới. Diệp Thần ngón tay, nhất thời cảm thấy vô biên hắc ám lạnh lẽo, lật đật rụt trở về. Đáng tiếc, Thánh Quang Tiên Đế thấy Diệp Thần tên chữ, chỉ khắc viết một nửa, không khỏi được kêu to thương tiếc. Nhưng mà hạ một sát, một cổ thần thánh ánh sáng trắng, liền từ minh minh trong hư không hạ xuống, bao phủ ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tu vi linh khí, nhất thời nhanh mạnh tăng vọt. Hắn sau lưng, nổi lên một bức thất tinh văn lạc, như tinh thần vậy lóng lánh. Đó là trong truyền thuyết chí cao luân hồi khí tượng. Luân hồi trong huyết mạch mặt, truyền thuyết có 7 viên mệnh tinh, gọi là luân hồi thất tinh. Cái này luân hồi thất tinh, mỗi viên mệnh tinh thức tỉnh, cũng sẽ cho luân hồi chi chủ, mang đến kinh thiên vĩ địa to lớn lột xác. Làm thất tinh hoàn toàn thức tỉnh, chính là luân hồi chấp trưởng trung cực chân lý, định luân thiên hạ ngày. Giờ khắc này, Diệp Thần thất tinh khí tượng, lại có thể nổi lên. Diệp Thần ngây dại, hắn cũng là cảm giác được, ở mình trong kinh mạch mặt, xuất hiện 7 viên mệnh tinh, như huyệt khiếu vậy, tô điểm ở đầu lâu, cổ, trên thân thể mặt. 7 viên mệnh tinh, nối liền lên, chính là một bức thất tinh đồ đằng. Cái này luân hồi thất tinh, mỗi một viên mệnh tinh, trước mắt đều là ảm đạm, còn không có thức tỉnh. Nhưng Diệp Thần cảm thấy, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, liền có thể kích hoạt mệnh tinh. Mệnh tinh một khi kích hoạt, mang cho hắn lột xác, tuyệt đối là to lớn. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được, chỉ cần tùy tiện kích hoạt 2 viên mệnh tinh, liền có thể giết chết thiên nữ. Không cần thất tinh thắp sáng, chỉ cần thắp sáng 2 viên mệnh tinh, hắn liền có thể có trấn giết thiên nữ năng lực. Đây chính là luân hồi thất tinh khủng bố sao. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động thật sâu.
Cái này luân hồi thất tinh, đại biểu luân hồi huyết mạch chí cao sát phạt. Thất tinh thức tỉnh, luân hồi thiên đường tinh thần, ánh sáng chiếu một cái chói lọi, liền có thể nghiền ép thế gian hết thảy kẻ địch, đơn giản là vô địch. Là thiên quân phong thần bia chúc phúc. Là thiên quân phong thần bia chúc phúc, để cho luân hồi thất tinh, từ bên trong huyết mạch ta mặt, hiện ra. Diệp thần mừng rỡ không thôi, hắn tên chữ, mặc dù không có hoàn toàn khắc viết ở trên thiên quân phong thần bia mặt, nhưng đã khắc một nửa. Khắc viết nửa tên chữ, cũng có thể được thiên quân phong thần bia chúc phúc, trực tiếp để cho diệp thần luân hồi huyết mạch, cũng là xuất hiện to lớn lột xác. Núp ở trong huyết mạch 7 viên mệnh tinh, toàn bộ hiện ra. Mặc dù những thứ này mệnh tinh, còn không có chút sáng, nhưng quỹ tích của ngôi sao đã xuất hiện, thắp sáng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trừ cái này ra, diệp thần trong đan điền dơ bẩn hơi thở, cũng là hoàn toàn bị xóa bỏ. Quang thần huyết mang theo dơ bẩn, vốn là đặc biệt nồng nặc, liền diệp thần vậy bó tay. Nhưng hiện tại, đạt được thiên quân phong thần bia chúc phúc, những cái kia dơ bẩn, chính là toàn bộ tản đi. Diệp thần cả người, cũng đang sáng lên, giống như là chí cao nắm giữ, vô cùng thần thánh vĩ đại tồn tại. Luân hồi thiên đường khí tượng, trực tiếp nổi lên, phía trên thất tinh câu liền. Ánh sao lấp lánh, cổ xưa tiếng chuông vọng về, rung động người tâm thần. Thánh Quang Tiên Đế ngơ ngác nhìn một màn này, ánh mắt mê ly, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, nhún nhường nói, mộ chủ đại nhân, chúc mừng ngươi, rốt cuộc chấp trưởng luân hồi trung cực. Diệp Thần lật đật đem Thánh Quang Tiên Đế đỡ dậy, nói tiền bối, ngươi trước đứng lên. Ta hiện tại chỉ là bách gia cảnh, khoảng cách cảnh giới cuối cùng, còn kém xa đây. Diệp Thần cảm giác được. Mình đạt được thiên quân phong thần bia chúc phúc sau đó, huyết mạch tiến một bước hồi phục, linh khí tiến nhiều. Hắn bây giờ, tu vi tiến bộ rất nhiều, khoảng cách thiên huyền cảnh càng đến gần. Nếu như nói từ bách gia cảnh tầng thứ 9, đến thiên huyền cảnh tới giữa, tổng cộng có 100 bước, vậy Diệp Thần đã đi ra 30 bước. Cái này tiến bộ, dĩ nhiên là để cho Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng hắn cũng biết, điểm này tu vi, khoảng cách trung cực, còn kém xa. Thánh Quang Tiên Đế mỉm cười nói, người thất tinh khí tượng hiện lên, khoảng cách trung cực cũng không xa. Ta chỉ hy vọng, người có thể cứu ra nhục thân của ta, để cho ta thấy người bước lên vô cùng ngày hôm đó. Tiếng nói rơi xuống, Thánh Quang Tiên Đế thần hồn, chính là nhanh chóng hóa thành chấm lưu quang, tiêu tán đi, hòa tan nhập luân hồi thiên đường bên trong phút chốc liền mất đi. Tiền bối. Diệp Thần thấy Thánh Quang Tiên Đế biến mất, nội tâm đại chấn. Cái này trên thiên quân phong thần bia hắc ám cấm chế, chân thực quá kinh khủng. Thánh Quang Tiên Đế hao hết tất cả lực lượng, chỉ là mở ra một cái khe. Cái này hắc ám cấm chế, rốt cuộc phải làm sao, mới có thể hoàn toàn hóa giải. Diệp Thần cắn răng, nhìn lơ lửng ở trước người bia đá. Đi qua Thánh Quang Tiên Đế liều mạng đánh vào, vậy trên bia đá hắc ám xích sắt, đã tan rã chút, nhưng hắc ám sương mù như cũ đậm đà, không gặp tiêu tán. Xuyên thấu qua tầng kia hắc vụ, Diệp Thần thấy mình khắc viết nửa tên chữ, liền thật sâu in vào trên mặt tấm bia đá. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, tên hắn bên cạnh, vừa vặn chính là Thái Thượng Thiên Nữ tên chữ, ai được gần vô cùng. Mới vừa vội vàng tới giữa, Diệp Thần vậy không kịp xem chút. Hiện tại cẩn thận xem xét, mới phát hiện mình tên chữ, và Thiên Nữ ai được quá gần, còn dư lại chỗ trống, đã không đủ viết nữa. Hắn muốn đem mình tên chữ, nguyên vẹn mình khắc lên nói, vậy cũng chỉ có thể đem thiên nữ tên chữ xóa đi. Chẳng lẽ ta và thiên nữ tới giữa, nhất định là không chết không thôi. Diệp Thần cười khổ một tí, cảm giác sâu sắc con đường phía trước khó giải quyết. Nghỉ ngơi sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần lại bị một trận cười điên cuồng tiếng thức tỉnh. Bầu trời phương xa, tàn phá bừa bãi cười như điên, kinh động mưa gió, cuốn sạch thiên địa. Ha ha ha, ta rốt cuộc lấy được rồi thiên quân phong thần bia, thật là trời cũng giúp ta. Đạo đức thiên tôn, người chết chắc. Các ngươi tử hoàng thiên cung, toàn bộ người đều phải chết. Ta muốn các ngươi tử hoàng thiên cung tội nhân, cũng cho hỏa thần chí tôn chôn theo. Phương xa, kiếp thiên chiến trường bầu trời, khí lưu nổ. Một đạo uy vũ bóng người, xông lên bay lên trời. Đó là kiếp thiên chiến đế bóng người. Kiếp thiên chiến đế cuồng tiếu, trong tay hắn đang cầm thiên quân phong thần bia, mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên. Khối kia thiên quân phong thần bia,
nhưng thật ra là Hồng Quân lão tổ ngụy tạo, là giả. Chân chính Thiên Quân Phong Thần Bia, ở Diệp Thần trong tay. Bất quá, Kiếp Thiên Chiến Đế không biết. Những người khác, cũng không biết. Trong doanh địa, toàn bộ người đều bị đánh thức. Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tiểu Thanh, Tô Dòng các người đi ra lều trại, thấy Kiếp Thiên Chiến Đế cướp đi Thiên Quân Phong Thần Bia, nhất thời kinh hoàng kinh ngạc. Diệp Thần ánh mắt cũng là hơi co rúm một cái, bởi vì hắn phát hiện, Kiếp Thiên Chiến Đế thân xác, đã hoàn toàn khôi phục. Thời khắc này Kiếp Thiên Chiến Đế, uy vũ như điên, thần uy ngất trời. Hắn dâng trào kịch liệt chiến ý, ở toàn bộ Hạo Thiên vực bên trong cổn đáng trước. Tất cả quy luật, tất cả thời không, đều bị biến dạng hết. Diệp Thần chỗ ở doanh trại, tập tục rối loạn, cũng không cách nào lại giữ bí mật, hoàn toàn bại lộ. Kiếp Thiên Chiến Đế ánh mắt, từ rất xa trên bầu trời, đầu bắn rơi xuống, làm người ta nghẹt thở. Doanh trại bên trong, có mười mấy tu vi hơi yếu hộ vệ, tiếp xúc tới Kiếp Thiên Chiến Đế ánh mắt, lập tức kêu thảm thiết ngã xuống đất, con người nổ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cái này Kiếp Thiên Chiến Đế khôi phục thân xác, chân thực cường hãn. Một cái ánh mắt, liền có thể giết chết thiên huyền cảnh trở xuống võ giả. Toàn bộ doanh trại, tất cả mọi người đều là cảnh giác đề phòng. Nhưng, Kiếp Thiên Chiến Đế cũng không có hạ xuống. Ngược lại, hắn chiến kích vung lên, trực tiếp phá vỡ Hạo Thiên vực sương mù dày đặc ảo trận, bay ra ngoài. Đi! Kỳ Tư Thanh có chút ngoài ý muốn. Nàng thừa kế Hỏa Thần Thiên Tôn đạo thống, nhưng cũng không có được Kiếp Thiên Chiến Đế đồng ý. Nàng mới vừa đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhưng không nghĩ tới, Kiếp Thiên Chiến Đế lại có thể đi. Kiếp Thiên Chiến Đế vừa đi, vậy cổ uy áp kinh khủng, cũng là từ trên người mọi người rời đi. Hắn đối Tử Hoàng Tiên Cung cừu hận cực sâu, xem ra là đi báo thù. Diệp Thần nói, hắn có thể đánh thắng được Đạo Đức Thiên Tôn. Kỳ Tư Thanh hỏi, mặc kệ nó, hắn tốt nhất là chết. Diệp Thần nhún vai một cái. Nếu như Kiếp Thiên Chiến Đế, thật chấp trưởng Thiên Quân Phong Thần Bia mà nói, có thể còn có cơ hội, cùng Tử Hoàng Tiên Cung chống lại. Nhưng hiện tại, chân chính Thiên Quân Phong Thần Bia, ở Diệp Thần trong tay. Kiếp Thiên Chiến Đế trong tay bia đá, chỉ là ngụy tạo hàng giả. Diệp Thần ca ca, thật giống như có điểm không ổn. Đây là, Tiểu Thanh đi tới Diệp Thần bên người, kéo hắn một cái vạt áo, thanh âm tràn đầy lo âu. Chỉ nghe được mặt đất ùng ùng chấn động, bốn phương tám hướng, cũng có một từng đạo thần quang, phóng tới. Theo doanh trại bại lộ, toàn bộ Hạo Thiên vực, các nơi kẻ địch, đều là như nước thủy triều gào thét tới. Lúc đầu các ngươi trốn ở chỗ này. Một đạo âm lãnh thanh âm, từ trên trời cao vang lên. Chỉ gặp một người đàn ông, cả người tràn ngập kinh thiên kiếm ý, cưỡi một đầu màu máu sư tử, phá không tới. Chính là hướng thánh ven núi thủ tọa, Dương Chu Tiên. Dương Chu Tiên dưới háng thú cưỡi, chính là ngày xưa tử thần dưới quyền bốn lớn quyến thuộc một trong, huyết thần sư. Diệp Thần con mắt nhìn qua, nhất thời liền cảm thấy, máu kia thần sư hơi thở. So với hắn lần đầu tiên thấy thời điểm, không biết tăng vọt nhiều ít. Dương Chu Tiên hơi thở, cũng là hoàn mỹ cùng huyết thần sư hòa hợp, lộ ra ác liệt hung hãn ý vận. Chu Tiên đại nhân, phải đem bọn họ toàn giết sạch sao? Huyết thần sư trong mắt, quan sát Diệp Thần các người, lướt qua một chút ý định giết người. Diệp Thần từ huyết thần sư trong mắt chỗ sâu, thấy được một ít bí ẩn phù văn, bên trong thật giống như mang theo ma nữ hơi thở. Máu này thần sư, đã lấy được ma nữ chúc phúc, khó trách đổi được như thế lợi hại. Diệp Thần âm thầm cảnh giác. Đã từng là huyết thần sư, là tử thần dưới quyền bốn lớn quyến thuộc một trong, đỉnh cấp thời điểm lực lượng, 10 phần cường hãn. Hiện tại Dương Chu Tiên và Diêm Ma Tử giới hợp tác, đạt được ma nữ chúc phúc, cũng là để cho huyết thần sư lực lượng lớn lớn khôi phục. Thậm chí, đầu này huyết thần sư, lại có thể cuồng ngông đến nói phải đem Diệp Thần các người. Toàn bộ giết sạch. Cảm nhận được huyết thần sư hung lệ ý định giết người, tất cả người đều là ngừng thở, không nhịn được một hồi run rẩy, thật giống như thấy trong truyền thuyết tử thần, cùng ma nữ sóng vai hạ xuống vậy, sát phạt hơi thở cực kỳ khủng bố. Giết tất cả đi, cầm bọn họ làm huyết nô, chúng ta cùng nhau cắn nuốt, đừng tiện nghi Hồng Xuân Thu. Dương Chu Tiên tuét miệng cười một tiếng, mặt đầy vẻ tàn nhẫn. Ở sau lưng hắn, còn có một đám hướng thánh ven núi cường giả. Những cường giả này, nghe được Dương Chu Tiên nói sau đó, lập tức kết thành trận thế,
trong miệng líu díu niệm chú, cả người khí huyết tràn ngập ra, tạo thành một cái ma trận. Sau đó, bọn họ khí huyết trên người năng lượng, liền toàn bộ bơm vào đến Dương Chu Tiên trên mình. Oanh! Dương Chu Tiên khí thế, nhất thời nổ. Luân hồi chi chủ, liền để cho ta xem, người có lợi hại dường nào. Từng đạo màu máu kiếm khí, từ Dương Chu Tiên trên mình vọt lên, hội tụ thành một phiến huyết kiếm nước lũ, khỏa cuốn hung hãn lệ khí cùng ma uy, hung hăng hướng Diệp Thần lướt đi. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần là tổ thần đỉnh nhân vật trọng yếu. Chỉ cần đánh bại Diệp Thần, còn lại Thanh Hoa bà, Tiểu Thanh, Tô Dung, Cổ Thanh đỉnh các người, chưa đủ là mắc. Nếu như tổ thần đỉnh bị bại, vậy tổ thần giáo quyền bính, thế tất yếu rơi vào Dương Chu Tiên trong tay. Thấy vậy đầy trời màu máu kiếm khí, bay chém xuống, toàn trường tất cả người, đều cảm thấy từng trận khủng bố vô cùng kiếm ý, không khỏi được ra đầu tê dại. Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, nếu như là trước kia Dương Chu Tiên, hắn còn có nắm chắc giết chết. Nhưng hiện tại, Dương Chu Tiên thú bảo vệ huyết thần sư, lấy được ma nữ chúc phúc, lực lượng lớn lớn hồi phục. Ở huyết thần sư trợ lực hạ, Dương Chu Tiên tu vi hơi thở, cũng là bão táp tiến mạnh, cùng so với trước kia, không thể thường ngày mà nói. Chiêu võ linh vũ, chiêu võ thiên đao. Diệp Thần khẽ cắn răng, trực tiếp sử dụng chiêu võ linh vũ. Cuồng bạo nham thổ khí tức bạo dũng, linh vũ hóa thành màu vàng cuồng đao, Diệp Thần cầm đao phá không chém ra. Xuy xuy xuy, màu vàng kim ánh đao, cùng đầy trời huyết kiếm va chạm, làn sóng kinh thiên cuộn sạch, xuy xuy vang dội. Diệp Thần cảm nhận được liền to lớn đánh vào, gan bàn tay văng tung tóe, chảy ra máu tươi. Thậm chí, hắn thân thể, ở đó huyết kiếm mũi nhọn chém chết hạ, cũng là xuất hiện không thiếu vết thương. Ha ha ha! Luân hồi chi chủ, đây chính là ngươi thực lực sao? Dương Chu Tiên cưỡi ở huyết thần sư phía trên, thấy Diệp Thần bị thương hình dáng, không khỏi được phá lên cười. Diệp Thần cũng là cảm thấy khó giải quyết, hắn tối hôm qua đạt được Thiên Quân Phong Thần Bia một chút ban phúc, thực lực tiến nhiều, nếu quả thật phải liều mạng nói, vẫn là có cơ hội giết chết Dương Chu Tiên. Nhưng, kẻ địch cũng không chỉ Dương Chu Tiên một cái. Hồng Xuân Thu còn không xuất hiện. Diệp Thần cũng không sẽ tùy tiện hao hết hơi thở. Xem ra, hay là muốn động dùng tổ thần lệnh. Làm sao, không dám nói tiếp nữa sao? Nếu là ngươi sợ, hiện tại quỳ xuống đầu hàng, ta có lẽ còn có thể tha tính mạng ngươi. Dương Chu Tiên trong mắt tràn đầy dữ tợn thần sắc, nhìn Diệp Thần cười nói. Diệp Thần, chúng ta tới giúp ngươi. Kỷ Tư Thanh rút ra Chu Tước kiếm, sải bước đạp tiến lên. Ngụy Dĩnh, Tô Dung và Tiểu Thanh cũng là rối rít đi tới Diệp Thần bên người. Không cần. Diệp Thần nhưng là dửng dưng khoát tay một cái, ánh mắt nhìn về phía Dương Chu Tiên, cười nói. Ngươi xem cái này là cái gì? Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần sử dụng một khối lệnh bài cũ kỹ. Dương Chu Tiên thấy tấm lệnh bài kia, nụ cười lập tức cứng ngắc, ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này. Tổ thần lệnh, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Tổ thần lệnh không phải thất truyền sao? Diệp Thần lệnh bài trong tay, chính là tổ thần lệnh. Nếu như ta nhớ không lầm, Hạo Thiên vực tất cả võ giả, đều phải nghe theo tổ thần lệnh. Các ngươi cũng từng hướng tổ thần vương đã thề, nói nguyện ý là tổ thần vương hiến ra tất cả. Tổ thần lệnh ở chỗ này, các ngươi còn muốn phản giáo sao? Diệp Thần chữ chữ lạnh lùng, ánh mắt quét nhìn toàn trường. Dương Chu Tiên sau lưng rất nhiều cường giả, nhất thời rơi vào khủng hoảng, trận hình cũng giải tán. Hạo Thiên vực tín ngưỡng bầu không khí, đặc biệt đậm đà. Tất cả võ giả, từ ra đời bắt đầu từ ngày đó, ngay tại tham bái tổ thần vương. Bọn họ thậm chí có người sống cúng tế truyền thống, nguyện ý là tổ thần vương hiến ra tất cả. Cái này tổ thần lệnh, đang đại biểu tổ thần vương ý chí, thậm chí so tổ thần thiên chỉ còn chân quý hơn. Ai có thể chấp trường tổ thần lệnh, ai liền có thể nắm trong tay Hạo Thiên vực sinh sát dư đoạt đích quyền hành. Ngang hàng là tổ thần vương hóa thân. Không có bất kỳ người, dám vi phạm tổ thần lệnh. Dương Chu Tiên, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống đầu hàng, ta có lẽ còn có thể tha tính mạng ngươi. Diệp Thần cầm tổ thần lệnh, hờ hững nói, đây là Dương Chu Tiên mới vừa đã nói. Dương Chu Tiên cả người chấn động chỉ, nhưng lại cũng không chịu lúc này khuất phục, cả giận nói. Luân hồi chi chủ, ngươi là một cái người ngoài. Ngươi không tư cách chấp trưởng tổ thần lệnh, giao ra đây cho ta.
Dứt lời, Dương Chu Tiên từ huyết thần sư sống lưng trên, bắn ra, bàn tay như ưng móng, lăng không chụp vào Diệp Thần trong tay tổ thần lệnh. Dám vi phạm tổ thần lệnh ý chí, tự tìm cái chết. Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức thúc giục tổ thần lệnh, một cổ phong cách cổ xưa thần mang bắn ra, một tí đánh liền ở Dương Chu Tiên trên mình. Dương Chu Tiên thân thể, nhất thời rơi vào cứng còng đờ đẫn, ánh mắt gắt gao trợn to, lại là nhúc nhích không được, cả người hơi thở cũng là bị thật to áp chế. Đó là tổ thần lệnh hiệu quả. Tổ thần lệnh, đại biểu tổ thần vương ý chí. Hạo Thiên vực vạn thế tới nay, vẫn luôn là tổ thần vương nắm giữ, tất cả võ giả nhân quả, cũng cùng tổ thần vương tương liên. Chỉ cần tổ thần vương ý chí hạ xuống, Hạo Thiên vực bên trong, không có bất kỳ võ giả có thể ngăn trở. Đây không phải là lực lượng áp chế, đây là phép tắc áp chế. Là thần quy luật, nghiền ép trong trần thế người. Thật ra thì nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ nói, Diệp Thần cũng không muốn vận dụng tổ thần lệnh. Bởi vì, hôm nay tổ thần vương, đã đầu dựa vào đến Hồng Quân lão tổ dưới quyền. Diệp Thần và Hồng Quân lão tổ tới giữa, đã sinh ra một chút vết rách. Hắn chẳng muốn lại dính nhân quả. Nhưng không thể không nói, cái này tổ thần lệnh, đích xác là dễ xài, hiệu quả nhanh chóng. Dương Chu Tiên tu vi hơi thở, bị áp chế gắt gao ở, động cũng không nhúc nhích được. Tử điện thần lôi đao. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, trong tay lôi quang hội tụ, hóa ra mấy đạo màu tím tia chớp đao mang, hung hăng hướng Dương Chu Tiên lướt đi. Dương Chu Tiên ánh mắt kinh hoàng, muốn né tránh, nhưng phát hiện, mình cả người tu vi, đều bị áp chế giam cầm, hoàn toàn không tránh thoát. Đây chính là tổ thần lệnh đáng sợ. Thần ý chí cùng quy luật, không cho xúc phạm. Tại chỗ không thiếu võ giả, bất kể là hướng thánh ven núi trận doanh, vẫn là tổ thần đỉnh trận doanh, đều kính sợ vạn phần quỳ xuống. Mắt xem Dương Chu Tiên, sẽ bị Diệp Thần giết chết, nhưng vừa lúc đó, suy đích một tiếng, một cây màu bạc dây nhỏ, lọt vào Dương Chu Tiên thân thể, cũng đem hắn kéo về phía sau đi. Dây nhỏ một đầu khác, lại là Hồng Xuân Thu. Hồng Xuân Thu bóng người, nguy nga khoáng đạt, văng tung tóe nhật nguyệt, phá toái hư không, vô cùng bá đạo. Ở sau lưng hắn, là chi chít hắc ám cường giả. Bốn phương tám hướng, còn có Hạo Thiên vực cái khác thế lực người, cũng hạ xuống. Tất cả người, đều là lấy Hồng Xuân Thu cầm đầu. Nháy mắt tức thì, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là kẻ địch, tối om om như thủy triều. Hồng Xuân Thu cao cứ ở giữa thiên địa. Trên mình tràn ngập một cổ kinh khủng hắc ám khí tức, sau lưng có quỷ bí đồ đằng lững lờ, đó là thuộc về duy nhất ma nữ đồ đằng. Dương thủ tọa, không có sao chứ. Hồng Xuân Thu trong tay sách màu trắng dây nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Dương Chu Tiên. Dương Chu Tiên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, một hồi mừng rỡ. Nhưng mừng rỡ sau này, hắn sắc mặt liền yên lặng xuống. Bởi vì, hắn phát hiện, mình vẫn là không nhúc nhích được. Hắn giống như một cái tượng gỗ, bị Hồng Xuân Thu nhấc ở trong tay. Hồng Xuân Thu, mau thả ta. Dương Chu Tiên sắc mặt trầm xuống, kêu lên. Ha ha. Hồng Xuân Thu lãnh đạm cười một tiếng, tay một chiêu, bên kia huyết thần sư, liền ngoan thuận bay tới. Hồng Xuân Thu cưỡi đến huyết thần sư sống lưng trên, huyết thần sư cũng không có phản kháng, giống nhau cầm hắn coi thành chủ nhân. Huyết thần sư, ngươi. Dương Chu Tiên cảm thấy không ổn, trong lòng run rẩy. Ta từ trong bóng tối ra đời, hôm nay chỉ là trở về hắc ám thôi. Huyết thần sư nói. Hồng Xuân Thu cười to, hắn cưỡi huyết thần sư, một người một thú, hơi thở hòa hợp, trên người hắn càng hiện ra liền hung ác tàn nhẫn sát khí. Dương thủ tọa, luân hồi chi chủ chỉ là cầm ra một khối nho nhỏ lệnh bài, liền đem ngươi sợ đến như vậy, cần gì chứ, ta tới giúp ngươi đi. Hồng Xuân Thu ngón tay bắn liên tục, từng cái màu trắng linh khí dây nhỏ, lại từ đầu ngón tay hắn bên trong đánh ra, lọt vào Dương Chu Tiên trong cơ thể. Vèo! Ngay sau đó, hắn chỉ dựa vào những dây nhỏ này, xem điều khiển như tượng gỗ, khống chế Dương Chu Tiên, hướng Diệp Thần công kích đi qua. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, hắn cảm thấy Hồng Xuân Thu sau khi xuất hiện, tổ thần lệnh ý chí, đều bị áp chế xuống. Thần ý chí! Dĩ nhiên không phải Hồng Xuân Thu có thể áp chế. Áp chế tổ thần ý chí, cũng không phải là Hồng Xuân Thu, mà là ma nữ. Đã từng tử thần giáo đoàn thứ 11 tiệc hộ pháp, tượng gỗ quyền bính, đã do ma nữ ban thưởng,
rơi xuống Hồng Xuân Thu trên tay. Hồng Xuân Thu chấp trưởng tượng gỗ quyền bính, vào giờ phút này, liền Dương Chu Tiên đều được hắn tượng gỗ. Trên mặt đất, Kỷ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tô Dung, Tiểu Thanh các người, đều là kinh hoàng. Phải biết, Hồng Xuân Thu nhưng mà trong truyền thuyết 10 đại thiên quân tổ sư một trong, Hồng Gia Lão Tổ, đã từng vạn khư cao tầng trưởng lão, vô lượng cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, thần thông vô cùng cường hãn. Hiện tại, hắn lại thừa kế tượng gỗ quyền bính, lại đạt được ma nữ ban phúc, thật là coi trời bằng vung, vô địch. Coi như toàn trường tất cả người cộng lại, cũng chưa chắc là Hồng Xuân Thu địch thủ. Trừ phi trong truyền thuyết tiên đế hạ xuống, nếu không ai cũng không đè ép được Hồng Xuân Thu. Diệp Thần hô hấp cũng hít thở không thông, cũng là cảm thấy mình cùng Hồng Xuân Thu chênh lệch. Coi như không có hắc ám quyền bính, Hồng Xuân Thu ban đầu ở vạn khư bên trong thần điện, cũng là đứng sau vũ hoàng cổ đế nhân vật lớn. Muốn cùng hắn chống lại, thật là khó hơn lên trời. Nhân hoàng thánh đao, phá cho ta. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng không có bất kỳ nương tay, cả người linh khí nổ, sử dụng nhân hoàng thánh đao, rút ra hơn nửa đoạn thân đao. Vù vù, màu vàng kim đao mang, từ nhân hoàng thánh đao trên chém điên cuồng ra, mang biến dạng tinh không, nghiền ép trần thế mũi nhọn, hung hăng chém ở Dương Chu Tiên trên mình. Phốc xích, Dương Chu Tiên thân thể, ngay tức thì liền bị chém đứt, thần hồn câu diệt, liền hừ đều không hừ một tiếng, lúc này chết đi. Nhân hoàng thánh đao mũi nhọn vừa ra, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, vô địch vậy tồn tại. Màu vàng kim ánh đao, ở chém chết Dương Chu Tiên sau đó, uy lực còn lại không giảm, ác liệt vô cùng hướng Hồng Xuân Thu lướt đi. Hồng Xuân Thu diễn cảm, nhất thời cứng lên. Nhân hoàng thánh đao, nhưng mà cùng thiên hoàng cổ chung, địa hoàng thần thư cũng giá tể khu tồn tại, chính là tam hoàng chí bảo một trong. Này đao vừa ra, đủ để nháy mắt chém tinh không, tan biến hiện thế, cực kỳ cường hãn. Cho dù là Hồng Xuân Thu, cũng là lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Tượng gỗ bí pháp, vạn người tập trận. Hồng Xuân Thu quát to một tiếng, trong tay màu bạc dây nhỏ bạo dũng ra, phân quang hóa ảnh, lập tức khống chế vạn người, đều là hạo thiên vực bên trong võ giả. Hắn vung tay lên, liền đem cái này vạn nhân võ người, làm thịt thuẫn, ngăn cản Diệp Thần đao. Suy, Diệp Thần ánh đao lướt qua, vạn nhân võ người như lá cây vậy, yếu ớt được không chịu nổi một kích, lập tức liền bị chém chết hầu như không còn, tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy. Nhưng ở cái này vạn người võ giả ngăn trở hạ, Diệp Thần đao thế cũng lại yếu bớt rất nhiều. Hừ, Hồng Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, khiến cho cái đấu chữ quyết, bàn tay hiển hóa đấu khí, hóa giải được Diệp Thần còn sót lại đao thế. Hắn từng là vạn khư cao tầng, vậy nắm giữ phạm thiên thần công bí quyết, hơn nữa đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi lại dám rút ra đao. Ngươi thân thể, có thể chịu đựng được sao? Hồng Xuân Thu ánh mắt như rắn độc vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn có thể nhìn ra, Diệp Thần thể lực, linh khí, huyết mạch năng lượng, cũng đang nhanh chóng trôi qua. Hiển nhiên, thúc giục nhân hoàng thánh đao, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là một đao, liền cơ hồ đem Diệp Thần lực lượng, toàn bộ hút hết. Diệp Thần khẽ cắn răng, xuống phía dưới Tiểu Thanh kêu lên, Tiểu Thanh, tới. Tiểu Thanh lớn tiếng nga một tiếng. Lập tức hóa thành chim xanh lưu quang, bay đến bầu trời, hội tụ nhập Diệp Thần trong thân thể. Oanh! Diệp Thần sau lưng, nhất thời triển khai một đôi màu xanh tự do rực. Cuồng bạo tập tục, ngay tức thì nổ. Ta ra lại một đao, ngươi có thể hay không chịu đựng được. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, hờ hững nhìn chằm chằm Hồng Xuân Thu, rồi sau đó tranh đích một tiếng, đem cả cây nhân hoàng thánh đao, cũng rút ra. Ở tự do rực ra chỉ xuống. Cái này thế gian, tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể trói buộc ở Diệp Thần. Hắn muốn rút ra đao, vậy thì hoàn chỉnh rút ra. Cả cây nhân hoàng thánh đao, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu vàng kim thân đao, thấm ra hoàng giả đại khí phách, ác liệt, sắc bén, vô địch, nghiền ép chư thiên, chém ngang ngân hà, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Thằng nhóc, người điên rồi. Người sẽ không sợ bị cắn trả mà chết sao? Hồng Xuân Thu hoàn toàn kinh hoàng, không nghĩ tới Diệp Thần còn muốn ra lại đao thứ hai. Nhân hoàng thánh đao tuy khủng bố, nhưng dẫu sao là tam hoàng chí bảo một trong, muốn phát huy lực lượng, cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Coi như chỉ ra một đao,
đã là nghịch thiên vậy khó khăn. Liền ra hai đao, Hồng Xuân Thu cũng không dám tin tưởng, Diệp Thần là làm sao có thể làm được. Diệp Thần hít sâu một hơi, cả người linh khí, máu tươi, năng lượng, hết thảy tất cả, cũng hội tụ đến Nhân Hoàng Thánh Đao phía trên. Cả cây Nhân Hoàng Thánh Đao, cũng là bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng chói chói lọi, trực tiếp xé trùng trùng thời không, để cho được trong hư không, khắp nơi xuất hiện từng cái hắc động trắng động, đặc biệt nguy nga. Ở tối hôm qua, Diệp Thần lấy được Thiên Quân Phong Thần Bia một chút chúc phúc. Hắn bây giờ, nếu như phải liều mạng, vẫn là có cơ hội chém ra đao thứ hai. Dĩ nhiên, giá phải trả này, tất nhiên là đặc biệt to lớn, rất có thể sẽ đem tánh mạng cũng phối hợp. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần vậy không có lựa chọn. Hồng Xuân Thu thực lực, chân thực quá mạnh mẽ, muốn chống lại, thì nhất định phải để mạng lại đánh cuộc. Diệp Thần khí thế ổn định leo lên, quanh thân bạo phát ra tiếng sấm, Nhân Hoàng Thánh Đao ánh sáng, cũng là sáng chói đến trình độ cao nhất. Hồng Xuân Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn biết, làm Diệp Thần khí thế đạt đến đỉnh đỉnh sau đó, cái này một đao liền sẽ chém ra. Cho dù là hắn, đều không chắc chắn đối kháng. Bởi vì Nhân Hoàng Thánh Đao mũi nhọn, đã vượt ra khỏi hiện thế phạm vi, đó là không không nghịch thiên sát phạt. Người điên, người điên. Hồng Xuân Thu lớn tiếng mắng, nguy cấp bên trong, sử dụng một kiện pháp bảo, chính là một tấm cẩm bạch, là đã từng là Hạo Thiên vực tổ khí, tổ thần thiên chỉ. Tổ thần thiên chỉ, cho ta hiến tế. Ma nữ đại nhân, rơi xuống người uy nghiêm đi. Hồng Xuân Thu ngửa mặt lên trời hô to. Cái này tổ thần thiên chỉ, vốn là ở Thanh Hoa bà trong tay, nhưng hiện tại đã rơi vào Hồng Xuân Thu trên tay. Hồng Xuân Thu trực tiếp hiến tế, cũng kêu gọi ma nữ hạ xuống. Trên mặt đất, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Tô Dung, Cổ Thanh Đình, Thanh Hoa bà các người, lại không tâm tư chú ý tổ thần thiên chỉ. Bọn họ ánh mắt, đều rơi vào Diệp Thần trên mình. Bỏ mặc chiến đấu thành bại như thế nào, Diệp Thần cái này một đao, nếu là chém đi ra ngoài, chính hắn sẽ bị nhín thời giờ, thậm chí có thể lâm vào là khô thi. Diệp Thần dư quang khóe mắt, nhìn về phía mặt đất, liền thấy Kỳ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, tựa hồ cũng ở lớn kêu, một mặt khẩn cấp tuyệt vọng hình dáng, thật giống như muốn gọi hắn không muốn xảy ra đao. Nhưng Diệp Thần không nghe được. Giờ khắc này, Diệp Thần trong lỗ tai, chỉ có vô tận tiếng sấm nổ ầm, còn có Nhân Hoàng Thánh Đao mũi nhọn sắp xuất hiện, gió bão tiếng nổ. Bên kia Hồng Xuân Thu, cũng là thành công triệu hoán ma nữ lực lượng hạ xuống. Chỉ gặp một đoàn đoàn ma khí, từ trên trời hạ xuống, quanh quẩn ở Hồng Xuân Thu quanh thân, hóa thành các loại không thể danh trạng đồ. Bể tan tành nội tạng, đọng lại máu tươi, quấn quanh xúc tu, từng hạt tròn con ngươi, còn có rất nhiều vặn vẹo thực vật, khô héo tay chân cùng óc, đỏ cùng trắng không ngừng lật lăn, sương mù dày đặc trào đãng. Thế gian nhất dơ bẩn, máu tanh nhất, tối tăm nhất đồ, thật giống như cũng hội tụ ở Hồng Xuân Thu bên người. Suy! Hồng Xuân Thu vung tay lên, lại là hậu phát chế nhân, vô số ma khí hòa lẫn quái dị, hóa thành một đạo máu đỏ trùm tia sáng, hướng Diệp Thần xuyên qua đi. Cái này đạo cột sáng bên trong, tràn đầy không thể danh trạng vặn vẹo tồn tại, máu tươi nội tạng, hắc ám xúc tu, cục thịt con người vân. Vân, sơ bẩn hơi thở xâm nghiêm. Diệp Thần trước đây chịu quang thần huyết ô nhiễm, cùng những thứ này dơ bẩn hơi thở so sánh, cũng có thể nói là thiên đường thánh đường vậy tồn tại. Liều mạng. Diệp Thần cắn răng một cái, thì phải vung đao chém ra, thể đánh một trận. Nhưng vào lúc này, một cái hùng hồn có lực bàn tay, đè hắn xuống tay, ngăn cản hắn ra đao. Một đạo tướng mạo đường đường, tránh khí cuồn cuộn ông già, không biết lúc nào, xuất hiện ở Diệp Thần và Hồng Xuân Thu hai người tới giữa. Diệp Thần và Hồng Xuân Thu sanh tử quyết chiến. Chạm một cái liền bùng nổ, trừ phi là tiên đế cường giả hạ xuống, nếu không ai dám nhúng tay vào, ai sẽ bị lập tức nghiền. Nhưng cái này cái ông già, lại có thể liền trầm ổn như núi, liền trực tiếp nhúng tay vào. Hắn một tay đè lại Diệp Thần, một cái tay khác phung ra một trường, phịch đích một tiếng, đánh nát Hồng Xuân Thu bắn tới màu máu trùm tia sáng. Màu máu trùm tia sáng bể tan tành, vô số máu tươi nội tạng cục thịt, còn có tất cả loại cổ quái bóng tối đồ. Văng tứ phía. Hai vị, không nên đánh. Ông già mở miệng, thanh âm như chuông lớn. Trùng Dương chân nhân. Diệp Thần thấy ông già, nhưng là sửng sốt một tí. Cái này ông già, lại là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ,
Trùng Dương chân nhân. Hồng Xuân Thu thấy Trùng Dương chân nhân xuất hiện, sợ hết hồn. Hắn là nội gián, năm đó hại chết Tử Hoàng Tiên Cung không biết bao nhiêu người. Hai bên tới giữa, có thể nói là huyết hải thâm cừu. Hồng Xuân Thu trong đầu nghĩ, Trùng Dương chân nhân tới, chẳng lẽ hắn muốn bắt ta? Đây có thể phiền toái. Chỉ gặp Trùng Dương chân nhân trên mình, thấm ra một cổ thần bí ánh sáng. Cái này cổ ánh sáng, không thuộc về trần thế, không thuộc về thực tế. Là thần linh quang. Thời khắc này Trùng Dương chân nhân, nhất định chính là thần minh. Hiển nhiên, hắn mượn tương lai người lực lượng, cho nên ra tay một cái tới giữa, liền đè xuống Diệp Thần và Hồng Xuân Thu tranh đấu. Trùng Dương chân nhân tương lai thân, nhưng mà tán thần nhất mạch chí tôn nắm giữ, vô cùng mạnh mẽ. Hồng Xuân Thu, ngươi là ta Tử Hoàng Tiên Cung sống chết đại địch, nhưng ta ngày hôm nay không giết ngươi, ngươi đi thôi. Trùng Dương chân nhân nhìn chằm chằm Hồng Xuân Thu, thanh âm lạnh lùng nói. Trong lúc hắn nói chuyện, tự có một cổ thần linh uy nghiêm. Hồng Xuân Thu trên mình ma nữ chúc phúc, toàn bộ bị áp chế xuống. Hồng Xuân Thu sợ hãi, lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Tử Hoàng Tiên Cung làm sao có thể bỏ qua ta. Đúng rồi, cái này Trùng Dương chân nhân, hắn mượn dùng tương lai người lực lượng, cũng không thể kéo dài. Nghĩ tới đây, Hồng Xuân Thu trong lòng lướt qua một chút ý định giết người. Nếu như không có tương lai người lực lượng, Trùng Dương chân nhân thực lực, thật ra thì cùng hắn kém không nhiều. Thật đánh, hắn chưa chắc thất bại. Nhưng muốn thắng, vậy không dễ dàng. Được, rất tốt. Trùng Dương chân nhân, người mượn dùng tương lai người lực lượng tới đè ta, chờ ta bố trí hoàn thành, nghênh đón ma nữ đại nhân chân thân hạ xuống, ta xem ngươi còn có thể hay không phách lối. Chúng ta đi. Hồng Xuân Thu cân nhắc luôn mãi, cuối cùng không dám ra tay, hừ một tiếng, cưỡi huyết thần sư, liền dẫn dưới quyền hắc ám cường giả, toàn bộ rút lui rời đi. Trùng Dương chân nhân, đa tạ. Diệp Thần thu hồi nhân hoàng thánh đao, một hồi mất sức. Nếu như không phải là Trùng Dương chân nhân hạ xuống, ra tay bức lui Hồng Xuân Thu mà nói, vậy ngày hôm nay trận chiến này, vô luận thắng bại như thế nào, Diệp Thần cũng sẽ không tốt lắm. Sử dụng nhân hoàng thánh đao, giá phải trả vẫn là quá lớn một chút. Trong chớp mắt, Diêm Ma tử giới hắc ám các cường giả đã toàn bộ lui đi. Hạo Thiên vực rất nhiều võ giả, chố mắt nhìn nhau, rất nhiều đầu phục Hồng Xuân Thu người, đều là lo lắng bất an. Không nghĩ tới ngươi lại dám khiêu chiến Hồng Xuân Thu, thật là hậu sinh khảo ý, khó trách Yêu Cơ tiểu thư như thế thích ngươi. Trùng Dương chân nhân nhìn Diệp Thần, không khỏi được khen ngợi. Chân nhân quá khen. Diệp Thần cười khổ một tí, thật ra thì hắn cũng là vạn bất đắc dĩ. Kinh này đánh một trận, Diệp Thần vậy thật sâu rõ ràng, cảnh giới tu vi trọng yếu. Chỉ có cảnh giới tu vi, mới là căn bản nhất tồn tại. Những binh khí khác pháp bảo, vô luận mạnh hơn nữa, vậy cuối cùng là ngoại vật. Diệp Thần cảnh giới tu vi, cùng Hồng Xuân Thu chênh lệch quá xa, hắn muốn thắng, chỉ có thể liều mạng. Chờ ta tấn thăng thiên huyền cảnh, có lẽ là có thể đối kháng Hồng Xuân Thu. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Dừng một chút, Diệp Thần lại hướng Trùng Dương chân nhân hỏi, chân nhân, ngươi làm sao tới Hạo Thiên vực? Trùng Dương chân nhân vuốt râu thở dài một tiếng, nói ta muốn đến nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt kiếp thiên chiến đế. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ tới trễ một bước. Hắn bấm ngón tay tính toán, mặt đầy đắng chát, kiếp thiên chiến đế khôi phục thân xác, còn cướp đi thiên quân phong thần bia. Đây có thể phiền toái, ta Tử Hoàng Tiên Cung, lại thêm một cái đại địch. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, lại có chút vui vẻ. Xem ra liền Trùng Dương chân nhân, cũng không biết chân chính thiên quân phong thần bia, thật ra thì ở Diệp Thần trong tay. Chỉ có thể nói Hồng Quân lão tổ ngụy tạo thủ đoạn, thật sự là xuất thần nhập hóa, có thể lừa gạt được thiên cơ. Chân nhân, đã lâu như vậy, hiện tại mới đến nhổ cỏ tận gốc sao? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi. Trùng Dương chân nhân nói, trước kia ta không cách nào mượn dùng tương lai người lực lượng, cũng không dám tùy tiện tới, dẫu sao nơi này là tổ thần vương địa bàn, cũng không chỉ là một cái kiếp thiên chiến đế. Ngoài ra, ta lần này tới, là muốn hỏi ngươi lấy lại một món đồ. Diệp Thần nói, thứ gì? Trùng Dương chân nhân nói, băng vân cổ đèn. Diệp Thần tim căng thẳng, lại là xấu hổ, đem băng vân cổ đèn cầm ra. Trả lại cho Trùng Dương chân nhân, thấp giọng hỏi nói, cái này băng vân cổ đèn, là Yêu Cơ cô nương len lén lấy ra chứ?
thật ra thì đạo đức thiên tôn cũng không đồng ý cho ta mượn. Đến lúc này, Diệp Thần đã có thể mơ hồ đoán ra, cái này băng vân cổ đèn, là đệ nhị yêu cơ mạo hiểm trộm ra. Trùng Dương chân nhân gật đầu một cái, nói yêu cơ tiểu thư trộm đi băng vân cổ đèn, để cho trưởng giáo đại nhân thốt nhiên giận dữ, nàng đã bị trưởng giáo đại nhân nhốt vào quay mặt vô vách núi hối lỗi. Diệp Thần cả kinh, vừa lo lắng, nói yêu cơ tiểu thư bị phạt đối diện tường. Trùng Dương chân nhân nói, đúng vậy, nhưng, ngươi không cần để ý tới, ngươi sau này, còn chưa nếu lại cùng tiểu thư tiếp xúc. Đây là ngươi chọn, luân hồi chi chủ. Diệp Thần yên lặng. Trùng Dương chân nhân thở dài một cái, nói, ngươi không nên ép trưởng giáo đại nhân buông tha mồi lửa, đó chính là cùng ta Tử Hoàng Tiên Cung là địch. Ta cho một mình ngươi cơ hội, ngươi hiện tại cùng ta đi Tử Hoàng Tiên Cung, hướng trưởng giáo đại nhân nhận sai, hết thảy cũng còn có vãn hồi chỗ trống. Diệp Thần lắc đầu một cái, cơ hồ không có bất kỳ do dự, nói, không, ta không sai, ta sẽ không để cho cái thế giới này, cùng các ngươi Tử Hoàng Tiên Cung cùng nhau chôn theo. Trùng Dương chân nhân trầm mặc một tí, sau đó nói, ngươi muốn được quá nghiêm trọng, thật ra thì coi như mồi lửa tắt, thế giới hiện thật cũng chưa chắc sẽ sụp đổ, ta có một cái biện pháp, có thể bảo vệ thế giới ổn định. Diệp Thần nói, biện pháp gì? Trùng Dương chân nhân ý sâu cười dài nói, ngươi hướng trưởng giáo đại nhân nhận sai, ta liền nói cho ngươi. Diệp Thần như cũ lắc đầu, nói ta không sai. Trùng Dương chân nhân thở dài nói, thôi, vậy ngươi không nên hối hận, ta đi. Nói xong liền muốn rời đi. Chậm, Diệp Thần gọi lại hắn, do dự một tí, hay là hỏi, cái này ly băng vân cổ đèn, các ngươi là muốn mượn cho Vũ Hoàng cổ đế sao? Trùng Dương chân nhân gật đầu nói, đúng vậy, đây là vốn là nói xong giao dịch, có cái này ly băng vân cổ đèn, muốn đến Vũ Hoàng cổ đế nghĩa nữ, vậy có thể thuận lợi hồi phục đi. Vũ Hoàng cổ đế vì chữa khỏi hắn nghĩa nữ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, có thể nói hao hết tâm huyết, thậm chí không tiếc giết chết Lâm gia lão tổ Rừng Khiếu Không, cầm Rừng Khiếu Không máu tươi, là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chữa thương. Cái này ly băng vân cổ đèn, là ngày xưa băng thần thiên tôn tổ khí, nếu như bị Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lấy được rồi, nàng thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần không có hỏi lại cái gì, hướng Trùng Dương chân nhân chắp tay nói đừng. Trùng Dương chân nhân mang băng vân cổ đèn rời đi. Diệp Thần rơi xuống đất, Kỷ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tô Dung cùng nữ vây lại, mặt đầy ân cần. Phu nhân, còn dư lại sự việc, liền giao cho ngươi xử lý. Diệp Thần mỉm cười một tí, đem tổ thần lệnh giao cho Tô Dung. Ừ, đứa nhỏ, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tô Dung nhận lấy lệnh bài, cũng có chút đau lòng Diệp Thần. Ngày hôm nay nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, toàn bộ Hạo Thiên Vực và Tổ Thần Giáo, rất có thể đều phải rơi vào Hồng Xuân Thu trong tay. Nguy cơ giải trừ, đoàn người trở lại Tổ Thần Giáo Sơn Môn. Diệp Thần ở trong phòng nghỉ ngơi, nằm xuống liền ngủ. Thi triển Nhân Hoàng Thánh Đao, đối Diệp Thần tiêu hao, thực sự quá lớn. Chuyện kế tiếp, chính là xử lý Tổ Thần Giáo vấn đề nội bộ. Đã từng phản bội Tổ Thần Giáo. Đầu dựa vào Hồng Xuân Thu người, Tô Dung và Cổ Thanh Đình, còn có Thanh Hoa bà, nên xử lý như thế nào, Diệp Thần cũng không muốn hỏi tới. Dù sao, hiện tại thế cục đã bình tĩnh lại, Diệp Thần vậy lấy được rồi Thiên Quân Phong Thần Bia, đại thế đã định. Vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu, Diệp Thần vừa mở mắt, liền thấy giáo chủ phu nhân Tô Dung, ngồi ở hắn mép giường, đang nhu tình vô hạn nhìn hắn. Phu nhân! Diệp Thần cả người giật mình một cái. Lập tức liền thanh tỉnh. Ngủ hai ngày, người khá hơn chút nào không? Tô Dung mỉm cười sờ một cái Diệp Thần trán. Lúc đầu ta cũng ngủ hai ngày, tốt hơn nhiều. Diệp Thần có chút bất ngờ, hoạt động gân cốt một chút, liền cảm thấy mình tiêu hao hết lực lượng, đã toàn bộ trở về. Nhưng nhìn Tô Dung nhu tình được có chút quá phận ánh mắt, hắn lại không nhịn được rời về phía sau một chút. Cảm ơn ngươi, đứa nhỏ, nếu như không phải là ngươi. Ta Hạo Thiên Vực và Tổ Thần Giáo, sợ rằng đã tiêu diệt. Tô Dung ôn hòa nói. Phu nhân, không cần cảm ơn, những lời này, người hai ngày trước cũng đã nói. Diệp Thần cười khổ nói. Phải không? Thật ra thì, ta là tới cùng ngươi từ biệt, thật may ngươi tỉnh, nếu là ngươi còn hôn mê, ta liền nói tạm biệt cũng không kịp. Tô Dung nói. Nói tạm biệt, phu nhân, ngươi phải đi nơi nào? Diệp Thần có chút nghi ngờ. Ta chuẩn bị trở về Thanh Lại Vực,
đó là Thanh Lại Thương Hội trụ sở chính chỗ. Gần đây Thanh Lại vực bên kia, có việc lớn sắp phát sinh, ta phải trở về. Tô Dung nói. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhớ tới Tổ Huyền Đồ chuyện, hỏi, phu nhân, ta muốn hỏi thăm ngươi một người rơi xuống. Tô Dung nói, người nào? Diệp Thần nói, là một cái kêu là Lục Mạ Thiền cô gái. Nghe danh tự này, Tô Dung nhất thời kinh ngạc, nói, ngươi làm sao biết thánh nữ tên chữ? Diệp Thần kinh ngạc, nói cái gì thánh nữ? Tô Dung sắc mặt trầm xuống, nói, Lục Mạ Thiền là ta Hạo Thiên vực thánh nữ, là tổ thần vương đã từng là tôn nữ, thân phận vô cùng tôn quý, ngươi làm sao biết thánh nữ tên chữ, thậm chí còn muốn hỏi thăm nàng rơi xuống, ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên vực người, cũng tôn sùng tổ thần vương. Tổ thần vương tôn nữ, tự nhiên cũng là được người tôn kính, bị khâm định là Hạo Thiên vực thánh nữ. Thánh nữ tên thật, tiền hữu người biết được, bởi vì năm đó tổ thần vương chạy nạn thời điểm, liền cùng hắn tôn nữ Lục Mạ Thiền tản mát. Tô Dung nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần cũng biết Lục Mạ Thiền tên chữ. Diệp Thần sửng sốt một tí, cũng không nghĩ tới Tô Dung phản ứng lớn như vậy, hắn lắc lắc đầu nói, cái này sau lưng nhân quả, ta cũng không được rồi, tóm lại, ta không có ác ý, chỉ là muốn biết Lục Mạ Thiền ở nơi nào. Tô Dung vậy phát giác mình phản ứng quá lớn, thở phào nhẹ nhõm, nói, là ta quá kích động, ngươi là ta Hạo Thiên vực ân nhân, lại làm sao sẽ làm ra tổn thương Hạo Thiên vực sự việc. Dừng một chút, lại cau mày nói, bất quá, thân phận thánh nữ thần bí, ta cũng không biết nàng rơi xuống. Diệp Thần nói, các ngươi Thanh Lại Thương Hội, không phải cái gì cũng biết sao. Tô Dung lườm một cái, nói ta chỉ là một phân hội chủ quản, ngươi muốn hỏi thăm thánh nữ tin tức, chỉ có thể đi quyền hạn cao hơn địa phương, tốt nhất là đi trụ sở chính hỏi một chút, ta có thể cho ngươi tọa độ. Diệp Thần nói, trụ sở chính, đó không phải là ngay tại Thanh Lại vực, ngươi lập tức phải trở về, mang theo ta à? Tô Dung nhưng có chút bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ, mặc dù ta cũng muốn cùng ngươi chung một chỗ, nhưng không quá thuận lợi. Ngươi muốn đi Thanh Lại vực mà nói, tốt nhất là mình đi, nếu không bị người khác thấy ngươi cùng ta cùng nhau, nếu không, ngươi sẽ có rất phiền toái lớn. Vừa nói, Tô Dung nhẹ nhàng điểm một tí Diệp Thần chán. Thanh Lại vực tọa độ, còn có cơ bản tin tức, liền truyền đến Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần nghe Tô Dung trong giọng nói mặt, mang theo sâu đậm kiêng kỵ ý, không khỏi được trong lòng rét một cái. Muốn đến vậy Thanh Lại Thương Hội trụ sở chính chi địa, cũng không phải cái gì thiện cùng chi địa. Tô Dung sửa lại một chút mình cổ áo, đứng dậy, nói, ta ngày hôm nay phải trở về tổng bộ, người tốt nhất là ngày mai lại xuất phát, ngàn vạn không muốn cùng ta cùng nhau, biết không? Được rồi. Diệp Thần gặp nàng như thế trịnh trọng chuyện lạ hình dáng, cũng chỉ tốt nhún nhún vai đáp ứng. Tô Dung chăn thủ nhẹ một chút, bỗng nhiên khuất nửa mình dưới, hôn một tí Diệp Thần môi, sau đó lộ ra một cái quyến rũ tới cực điểm nụ cười nói, đứa nhỏ, người phía sau đi Thanh Lại vực, có thể tìm một cái kêu là Liễu Hinh người, nàng là bạn của ta. Người tìm được nàng, liền có thể tìm được ta. Nhưng người phải nhớ kỹ, không muốn trực tiếp hỏi thăm ta tin tức, nhớ lấy nhớ lấy. Lại ôm trước Diệp Thần hôn một tí, cuối cùng mới lưu luyến không thôi rời đi gian phòng. Nữ nhân này, thật không hổ là đệ nhị yêu cơ biểu tỷ, vậy phóng lãng. Diệp Thần sờ một cái mới vừa bị Tô Dung hôn qua địa phương, có chút sở khóc sở cười. Ngồi xếp bằng điều tức một hồi, Diệp Thần đem linh khí của mình, hoàn toàn điều thuận đến trạng thái đỉnh phong, liền ra gian phòng. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tiểu Thanh cùng nữ, gặp Diệp Thần tỉnh, đều là không khỏi mừng rỡ. Diệp Thần ca ca, người rốt cuộc tỉnh. Tiểu Thanh hân hoan không dứt, kéo Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, sờ một cái nàng đầu nhỏ, lại nhìn bầu trời một chút. Bầu trời nhấp nhô một tầng nhàn nhạt phân ấn. Đó tựa hồ là đến từ tổ thần lệnh văn ấn. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, đã biết tổ thần giáo lợi dụng tổ thần lệnh, bố trí một cái khép kín cấm chế, lại lần nữa đem Hạo Thiên vực phong bế. Như vậy thứ nhất, Hồng Xuân Thu và Diêm Ma Tử giới cường giả, muốn kéo nhau trở lại nói, cơ hồ không thể nào, trừ không phải bọn hắn không để ý giá phải trả, cưỡng ép triệu hoán ma nữ lực lượng phá cấm. Làm như vậy, cái mất nhiều hơn cái được. Hồng Xuân Thu sẽ không như thế ngu xuẩn. Dẫu sao, hiện tại Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng không ở Hạo Thiên vực trong. Diệp Thần thấy được tương lai, Hạo Thiên vực cuộc sống tương lai, sẽ là vô cùng bình tĩnh,
sẽ không lại bị cuốn vào cái gì phân tranh bên trong. Đúng như Thanh Hoa bà ban đầu mà nói, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, nếu như đức hạnh thực lực không đủ, nhưng cưỡng ép chiếm đoạt chí bảo nói, chỉ sẽ trêu chọc mối họa. Hiện tại Hạo Thiên Vực mất đi Thiên Quân Phong Thần Bia, ngược lại đổi lấy tương lai yên lặng. Dĩ nhiên, cũng không coi là mất đi. Dẫu sao Thiên Quân Phong Thần Bia, ngay tại Diệp Thần trên tay. Diệp Thần cố niệm nhân quả, sau này vậy sẽ chiếu cố Hạo Thiên Vực. Hạo Thiên Vực nhân quả chuyện, Diệp Thần để cho Tiểu Thanh lưu lại, bầu bạn ở Thanh Hoa bà bên người, bảo vệ địa mạch. Sau đó, ở Tiểu Thanh không thôi trong ánh mắt, Diệp Thần mang Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh, trở lại Tinh Nguyệt giới. Mặc dù cùng Tiểu Thanh phân biệt, nhưng hai người muốn gặp lại mà nói, tùy thời đều có thể gặp lại, chỉ cần một tiếng kêu gọi là được. Tiểu Thanh là Diệp Thần cánh, dựa vào Tiểu Thanh, Diệp Thần tự do dực, uy lực có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Trở lại Tinh Nguyệt giới bên trong, Diệp Thần liền nghe Gia Gia nói, Nhâm Phi Phàm đang bế quan luyện kiếm, là sắp đến Thiên Mệnh quyết chiến làm chuẩn bị. Một tháng sau, Nhâm Phi Phàm muốn tự mình động thủ, giết chết thiên nữ, là Diệp Thần giải quyết cái phiền toái này. Cuộc chiến đấu này, sẽ không có cái gì thấp thỏm nhớ mong. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm, chấp trưởng thiên đế Kim Luân, chân thực cường hãn. Hắn nếu là ra tay, thiên nữ tuyệt đối không ngăn được. Trừ phi, thiên nữ có thể tìm được trong truyền thuyết cửu thần chi huyết, mới có cơ hội chống lại, nhưng đây cơ hồ không thể nào. Diệp Thần tuyệt không muốn nhìn thấy thiên nữ bị giết, nhưng vậy không thể làm gì. Cái này hai vị Nhâm gia thiên tài tuyệt thế tranh đấu, đã không thể tránh khỏi. Ở Tinh Nguyệt giới bàn lưu một ngày sau, Diệp Thần phỏng đoán thời gian xong hết rồi. Hiện tại, hắn có thể lên đường đi Thanh Lại Vực. Chỉ cần đi đến Thanh Lại Vực, liền có cơ hội thám thính được Lục Mạ Thiền tin tức. Lục Mạ Thiền, là tổ thần vương tôn nữ, Hạo Thiên Vực thánh nữ, cũng là giải khai tổ huyền đồ bí mật chỗ mấu chốt. Hôm nay Thiên Quân Phong Thần Bia hắc ám cấm chế, quá mức mãnh liệt ngoan cố, liền Thánh Quang Tiên Đế cũng hy sinh, cũng không cách nào giải khai. Diệp Thần phỏng đoán trong thời gian ngắn, mình cũng khó mà phá vỡ. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được, nếu như có thể giải khai tổ huyền đồ bên trong bí mật, có lẽ là có thể thuận thế phá giải Thiên Quân Phong Thần Bia. Trong truyền thuyết Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, Thiên Địa Mẫu Nguyên Trưởng, đều là từ tổ huyền đồ bên trong truyền lưu ra. Cái này tổ huyền đồ giá trị, có thể tưởng tượng được có chân quý dường nào. Núp ở chỗ sâu nhất bí mật, nhất định là long trời lở đất. Một khi phá giải, chỗ tốt to lớn. Đến lúc đó, liền liền Thiên Quân Phong Thần Bia cấm chế, cũng có thể thuận thế phá giải. Nghĩ như vậy, Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi nóng bỏng. Phá giải tổ huyền đồ bí mật, chính là hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Lập tức, Diệp Thần phong tỏa Thanh Lại Vực tọa độ, trực tiếp phá không đi. Căn cứ giáo chủ phu nhân Tô Dung, cho hắn truyền tới tin tức, Diệp Thần biết Thanh Lại Vực thuộc về khu không ai quản lý vùng, ở Thái Thượng Thế Giới, căn bản là tuyệt đối trung lập tồn tại. Rất nhiều bị thế lực lớn đuổi giết người, cũng sẽ mượn một ít giá phải trả cực cao giao dịch, lẫn vào Thanh Lại Vực, để cầu che chở. Thanh Lại Thương Hội sau lưng nắm giữ nhân vật, tên gọi Lữ Núi. Cái này nhìn như thông thường tên chữ, sau lưng nhưng hàm chứa thông thiên năng lượng, thủ đoạn thông thiên. Ở Thái Thượng Thế Giới, không thiếu giới vực chủ nhân, đều cùng Lữ Núi có giao tình. Diệp Thần biến dạng hư không, rất nhanh sẽ đến Thanh Lại Vực lối vào. Hắn thu liễm hơi thở, cũng không có bại lộ mình thân phận. Ở Thanh Lại Vực lối vào, có không ít người ở xếp hàng đi vào, mỗi cái người vào sân thời điểm, đều phải nộp mấy khối đặc thù ngọc thạch, óng ánh sáng lên. Diệp Thần vậy xếp hàng đi vào, đến phiên hắn thời điểm, canh giữ ở cửa vào mấy cái trấn thủ người, một người trong đó kêu lên, vị này huynh đệ, mời nộp 5 khối hạ phẩm nguyên ngọc, đây là vào sân chi phí. Cái gì nguyên ngọc? Diệp Thần hỏi. Vậy trấn thủ người nhướng mày một cái, nói, huynh đệ là lần thứ nhất tới Thanh Lại Vực. Diệp Thần nói, mới tới quý địa, không hiểu quy củ, xin chỉ giáo. Vậy trấn thủ người nói, ha ha, lúc đầu huynh đệ là lần thứ nhất tới sao? Ta Thanh Lại Vực hoan nghênh tất cả người, nhưng vào sân chi phí cũng không thể thiếu. Trấn thủ người giọng nói chuyện, khá là hiền hòa, dẫu sao Thanh Lại Thương Hội là làm ăn, hòa khí sanh tài, không hề sẽ cố ý gây khó khăn người. Hắn nói tiếp, cái này nguyên ngọc mà,
là ta Thanh Lại Thương Hội phát hành đặc thù tiền, ở thái thượng thế giới không thiếu địa phương, đều có lưu thông. Nguyên ngọc hàm chứa thiên địa căn nguyên chân lý linh khí, có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, đối tu vi rất có ích lợi, có thể nói là ngoại tệ mạnh, coi như đem ngươi tới phi thăng không không lúc nào không, đều có thể sử dụng. Diệp Thần nói, ta không có nguyên ngọc, chẳng biết có được không dùng đan dược vật liệu thay thế. Vậy trấn thủ người sử dụng một cái chậu ngọc, nói cái này tụ nguyên chậu, có thể sản xuất nguyên ngọc, nhưng cần phải tiêu hao đại lượng linh tài, huynh đệ có đan dược gì vật liệu, vẫn có thể bỏ vào thử một chút. Diệp Thần gật đầu một cái, liền từ luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra một ít dư thừa đan dược và vật liệu, thử nghiệm thả vào tụ nguyên trong chậu. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Cái này tụ nguyên trong chậu, khắc vẽ rất nhiều trận văn, Diệp Thần đầu đi xuống vật liệu, một bỏ vào, trận pháp liền vận chuyển, đem tất cả vật liệu toàn bộ nghiền, hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh. Rồi sau đó, một cổ trong chỗ u minh năng lượng, thật giống như mang theo không không thời không hơi thở, từ tụ nguyên trong chậu thả ra, cùng vậy đoàn chất lỏng màu xanh biếc hỗn hợp. Chất lỏng màu xanh biếc dần dần đọng lại, biến thành một khối ngọc thạch. Diệp Thần nhìn xem vậy ngọc thạch, phía trên hiện đầy loang lổ dơ bẩn dấu vết, phẩm tương cực kém. Vậy trấn thủ người lắc đầu một cái, đem ngọc thạch lấy ra, đưa cho Diệp Thần, nói, không được, người đan dược vật liệu, năng lượng còn chưa đủ, đổi thành đi ra ngoài nguyên ngọc, phẩm chất quá kém, liền xuống phẩm đều không phải là, không có gì giá trị. Cái này tụ nguyên chậu tác dụng, chính là đem thiên tài địa bảo, đổi thành nguyên ngọc. Diệp Thần có chút giật mình, hắn đầu nhập đan dược vật liệu, cũng không coi là ít đi, không nghĩ tới liền một khối hạ phẩm nguyên ngọc đô đổi thành không ra. Nguyên ngọc bên trong năng lượng ẩn chứa, có thể tưởng tượng được. Ta thử lại lần nữa. Diệp Thần vung tay lên, lại lấy ra càng nhiều hơn đan dược và vật liệu, hơn nữa phẩm chất cũng càng tốt. Cái nhóm này đan dược vật liệu, như bão mưa dốc vào vậy, lăn lăn vùi đầu vào tụ nguyên trong chậu, cuối cùng sản xuất 10 khối trong suốt nguyên ngọc. 10 khối hạ phẩm nguyên ngọc, vậy là đủ rồi. Vậy trấn thủ người gật đầu, tự cầm 5 khối nguyên ngọc, thành tựu vào sân chi phí. Ngoài ra 5 khối đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần trong tay sờ nguyên ngọc, nhất thời liền cảm thấy nguyên ngọc bên trong, hàm chứa cực kỳ tinh thuần hơi thở. Hắn mới vừa đầu phóng đan dược vật liệu, năng lượng toàn bộ nồng rụt lại rồi, trực tiếp luyện hóa hấp thu nguyên ngọc, so với đơn thuần uống đan dược, tăng thêm hiệu quả còn muốn tốt rất nhiều. Cái này tụ nguyên chậu, thật là thần kỳ. Diệp Thần nhìn vậy trấn thủ người trong tay chậu ngọc, âm thầm ngạc nhiên. Cái này tụ nguyên chậu, rất có thể là đặc thù gì thần khí, có thể câu thông không không lúc nào không, cùng chân lý đồng tình, đem đan dược vật liệu đổi thành nguyên ngọc. Ta còn có một chút vật liệu, phiền toái các hạ hỗ trợ đổi thành nguyên ngọc. Diệp Thần động tâm dưới, cũng không nói nhảm, tại chỗ cầm mình cất giữ thiên tài địa bảo, còn có hàng loạt đan dược, không lấy tiền tựa như, toàn bộ dốc vào đến tụ nguyên trong chậu. Đoạn đường này tới, Diệp Thần tích lũy thiên tài địa bảo và đan dược. Thành chất thành núi, không biết có nhiều ít. Trong đó chân quý nhất, cũng phải cựu Nhật bảo tàng kho dấu, hay là trước Thái Thượng công đức chiến, lấy được khen thưởng. Những thứ này kho dấu khen thưởng, Diệp Thần cơ hồ là toàn bộ lấy ra, cũng đưa vào tụ nguyên trong chậu, dù sao hắn cũng không dùng được, ngược lại không như đổi thành nguyên ngọc. Đến cuối cùng, Diệp Thần 90% siêu tầm, cũng nghiêng vẩy đi ra ngoài, chỉ để lại một ít chân quý chữa thương đan dược. Hồi máu phục khí linh đan, lưu làm dự bị. Vậy tụ nguyên chậu cũng là thần kỳ, thật giống như một cái không điền đầy hắc động, vô luận Diệp Thần đầu thả nhiều ít đan dược vật liệu đi vào, cũng toàn bộ hấp thu. Giao, giao, giao. Hấp thu Diệp Thần đầu phóng thiên tài địa bảo sau đó, tụ nguyên chậu bên trong, điên cuồng sản xuất từng cục nguyên ngọc, cũng là thành xếp thành đống, cũng không chưa nổi, trực tiếp tràn đầy tràn ra, rơi xuống đất. Vậy trấn thủ người kinh sợ. Diệp Thần phía sau ở xếp hàng các võ giả, cũng là hoàn toàn kinh hãi, xem quái vật vậy nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này là ai, làm sao có như thế nhiều bảo bối? Trời ạ, các người xem, cái này sản xuất nguyên ngọc, toàn bộ là thượng phẩm. Một khối thượng phẩm nguyên ngọc, có thể đổi 100 khối hạ phẩm nguyên ngọc đi. Đây là muốn phát tài à? Tất cả người trong ánh mắt, đều lộ ra thần sắc tham lam. Đặc biệt là thấy Diệp Thần tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9 thời điểm, cái này cổ vẻ tham lam, thì trở nên được nồng nặc hơn. Bất quá, ở Thanh Lại Thương Hội dưới tầm mắt,
tự nhiên không ai dám lộn xộn. Coi như tụ nguyên trong chậu nguyên ngọc, cũng không chưa nổi, điên cuồng rơi ra, vậy không ai dám nhặt lấy cướp đoạt, người người dương mắt nhìn, nước miếng thẳng nuốt. Nguyên ngọc phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Diệp Thần tiêu hao thiên tài địa bảo, phẩm chất thực sự quá tốt, đổi thành sản xuất nguyên ngọc, toàn bộ là thượng phẩm, tinh khiết thấu rõ, không có một chút tì vết nào. Đến cuối cùng, đổi thành hoàn thành. Ước chừng hơn 10.000 khối thượng phẩm nguyên ngọc xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Huynh đệ, người đây là muốn phát tài à? Hơn 10.000 khối thượng phẩm nguyên ngọc cũng đủ ngươi trực tiếp tấn thăng thiên huyền cảnh. Vậy chấn thủ người nhìn Diệp Thần, hâm mộ khen ngợi. Diệp Thần tay một quyển, gió lớn dậy chỗ, đem tất cả nguyên ngọc, toàn bộ thu hồi luân hồi mộ địa bên trong đi. Các hạ nói đùa, thiên huyền cảnh nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần mỉm cười nói. Nếu như là vậy bách gia cảnh võ giả, trực tiếp tiêu hao 10.000 thượng phẩm nguyên ngọc, đúng là có thể tấn thăng thiên huyền cảnh. Nhưng Diệp Thần không cùng, hắn võ đạo nội tình quá thâm hậu, tấn thăng cũng là cực kỳ khó khăn. Ta có thể tiến vào chưa? Diệp Thần lại nhìn vậy chấn thủ người nói. Có thể, có thể. Chấn thủ người gật đầu liên tục, huynh đệ cần thuê hộ vệ sao? Ngươi cầm như thế nhiều nguyên ngọc, sợ rằng không quá an toàn. Ở ta Thanh Lại vực bên trong, thành khu nói, tuyệt đối an toàn, nhưng nếu là dã ngoại, vậy cũng khó bảo toàn. Diệp Thần cười nói, không cần. Hắn ném ra mấy khối thượng phẩm nguyên ngọc, coi là tiền tiếp, rồi sau đó chính là sải bước vào Thanh Lại vực bên trong. Nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, hậu phương trong đội ngũ, có mấy cái võ giả, trao đổi một tí ánh mắt, trong mắt đều là lướt qua tàn bạo ý định giết người. Diệp Thần tiến vào Thanh Lại vực, liền gặp cái thế giới này, thiên thanh thoải mái, bầu trời vĩnh viễn là màu sắc xanh thẳm, không có một chút khói mù, không khí đặc biệt mát mẻ. Phương xa đồn đại là tới, lướt qua sơn xuyên, lại là lộ ra một cổ động lòng người thanh âm, giống như âm thanh thiên nhiên. Đây là phong thần che chở thế giới. Diệp Thần ánh mắt híp lại, liền cảm thấy cái thế giới này gió, đặc biệt tự do. Thanh Lại thương hội, vậy Thanh Lại hai chữ, chính là gió âm thanh thiên nhiên. Diệp Thần chấp trưởng phong thần đạo thống, cho nên đối với trong chỗ u minh tập tục, cảm giác đặc biệt bén nhạy. Hắn rõ ràng cảm thấy, cái này Thanh Lại vực, sau lưng có phong thần thiên tôn che chở. Thanh Lại thương hội thành lập, có lẽ cũng cùng phong thần thiên tôn có liên quan. Nơi này gió, vậy Diệp Thần cảm thấy rất thoải mái. Diệp Thần nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, ôm cái thế giới này gió, tâm tình cũng là tương đương vui vẻ. Xuy xuy xuy. Lúc này, Diệp Thần nhưng cảm giác được, sau lưng có mấy đạo không tầm thường tập tục, đang thiểm lược tới. Quay đầu vừa thấy, liền thấy 7-8 cái võ giả, mặt lộ vẻ hung ác vẻ, đạp gió tới, ngay tức thì liền đem hắn vây lại. Những võ giả này, tu vi đại khái ở thiên huyền cảnh 2-3 tầng cỡ đó, ở bên ngoài có lẽ không kém, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, không thể nghi ngờ là một bầy kiến hôi. Thằng nhóc, cầm trên mình nguyên ngọc giao ra. Một cái võ giả rút ra trường đao, hung nanh nói. Những võ giả khác cũng là rút binh khí ra, đằng đằng sát khí. Muốn giết người đoạt bảo sao? Diệp Thần có chút buồn cười, lại không nghĩ rằng mình một bước vào Thanh Lại vực, liền gặp phải cướp bóc. Xem ra là mới vừa ở cửa vào thời điểm, bộc lộ ra thiên tài địa bảo quá nhiều, dụ cho người bí quá hóa liều. Đừng nói nhảm, cầm nguyên ngọc giao ra. Vậy sách đao võ giả quát lên. Tiếng quát bên trong lại mang kiêng kỵ. Từ thiên huyền cảnh võ giả trực giác, hắn vậy có thể cảm giác được, Diệp Thần sức chiến đấu, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Hơn nữa, có thể có nhiều ngày như vậy tài bảo, làm sao xem cũng không giống là người bình thường. Nhưng, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Diệp Thần nơi cầm nguyên ngọc, thực ra quá nhiều, hơn nữa đều là thượng phẩm, đủ để cho người mạo hiểm. Diệp Thần cũng biết, những võ giả này, đều là ở trên lưỡi đao liếm máu người, ở bên ngoài nhất định là giết người cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, chân thực sống không nổi nữa, mới chạy tới Thanh Lại vực, như cũ tâm tính không thay đổi, còn muốn làm giết người đoạt bảo sự việc. Tự tìm cái chết. Diệp Thần ánh mắt run lên, vung tay lên, thiết ngai vàng năng lượng thúc dục ra, một cổ u hắc lạnh lùng hàn mang, từ trong tay hắn bạo dũng đi ra ngoài, hóa thành sắt thép hắc chiều, hướng chung quanh võ giả cuộn sạch đi. Thiết ngai vàng, ngươi là toàn trường võ giả,
thấy Diệp Thần tự nhiên ra năng lượng khí tức, đều là chấn động ngạc kinh hãi, sợ hãi không dứt. Ở Thái Thượng Thế Giới, người người đều biết, Thiết Ngai Vàng là Diệp Thần pháp bảo. Diệp Thần vận dụng Thiết Ngai Vàng, thân phận đã là rõ ràng. Vậy sắt thép hắc chiều cuộn sạch hạ, vậy 7-8 cái võ giả, thân thể đang nhanh chóng thiết hóa, phải đổi thành pho tượng. Vậy sách đao võ giả thân thể, đã hoàn toàn thiết hóa, chỉ còn lại một cái đầu, mệnh ở một sớm một chiều, hét lớn, luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng. Chúng ta là thư của ngươi đồ. Ừ. Diệp Thần nghe nói như vậy, một hồi bất ngờ, dừng lại hạ động tác trong tay, ngừng sắt thép hắc chiều lan tràn. Vậy mấy cái võ giả, thân thể đều được sắt thép pho tượng, chỉ có đầu còn có thể hoạt động, người người đều là phủ đầy kinh hoàng vẻ rung động. Các ngươi là ta tín đồ. Diệp Thần hỏi. Đám người hoảng hốt vội nói. Phải, chúng ta đều là luân hồi tín đồ. Luân hồi hùng bá vạn cổ, xưng bá vạn thế, vô địch thiên hạ. Luân hồi chi chủ hùng tài đại lược, là tương lai vạn thần vương, chúng thần nắm giữ, chúng ta nguyện thể chết theo. Diệp Thần nghe cái này rất nhiều tán tụng nịnh hót lời nói, không khỏi được bật cười. Vậy sách đao võ giả rung giọng nói, luân hồi chi chủ, Diệp đại nhân, ngươi là mới tới Thanh Lại vực chứ? Cầu ngươi thả chúng ta Hắc Long bang chiếm cứ Thanh Lại vực nhiều năm, có thể ra sức cho ngươi phân ưu. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái. Hắn đúng là lần thứ nhất tới Thanh Lại vực, muốn hỏi dò Lục Mạ Thiền tin tức, nhưng cũng không biết từ vì sao ra tay. Nếu như có người dẫn dắt, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Thôi, liền tha các ngươi một mạng. Diệp Thần vung tay lên, đem Thiết Ngai Vàng năng lượng khí tức, toàn bộ thu hồi lại. Đám người võ giả từ sắt thép pho tượng hình thái, khôi phục hồi hình người, đều là nghĩ mà sợ kính sợ, rối rít quỳ xuống đất, hướng Diệp Thần dập đầu nói xin lỗi, lại biểu thị trung tâm. Ta muốn hỏi thăm một cái kêu là Liễu Hình người, các ngươi biết nàng ở nơi nào không? Diệp Thần hỏi. Liễu Hinh là Tô Dung bằng hữu, chỉ cần tìm được Liễu Hinh, liền có thể tìm được Tô Dung. Diệp Thần dự định tìm được trước Tô Dung, sau đó sẽ điều tra Lục Mạ Thiền rơi xuống. Lục Mạ Thiền thân phận thần bí, những thứ này Hắc Long bang người, chỉ là giang hồ đại đạo, Diệp Thần cũng không trông cậy vào, có thể từ bọn họ trên mình, đạt được tin tức có giá trị gì. Hắn chỉ muốn tìm được trước Liễu Hinh. Liễu Hinh là Tô Dung bằng hữu. Ở Thanh Lại vực bên trong, muốn đến vậy có nhất định danh vọng. Những thứ này Hắc Long bang võ giả, chiếm cứ Thanh Lại vực nhiều năm, có lẽ biết Liễu Hinh chỗ. Vậy sách đao võ giả nói, Diệp đại nhân, người muốn gặp Liễu Hinh Liễu chấp sự sao? Diệp Thần nói, người biết nàng ở nơi nào? Vậy sách đao võ giả cười khan một tí, nói, biết là biết, nhưng muốn gặp Liễu chấp sự, cần giao nạp 10 khối thượng phẩm nguyên ngọc. Diệp Thần ném ra mười mấy khối thượng phẩm nguyên ngọc, nói, người dẫn ta đi gặp là được. Sách đao võ giả đại hỉ, đem nguyên ngọc nhận lấy, nói, Diệp đại nhân, mời cùng ta tới. Hắn thu hồi trường đao, lại hướng Diệp Thần tự báo tên họ, kêu Diệp Phong, tu vi thiên huyền cảnh tầng thứ ba, là Hắc Long bang đầu mục. Hắn cái này Hắc Long bang, cường thịnh nhất thời điểm, có mấy ngàn bang chúng, ở Thái Thượng Thế Giới khắp nơi cướp bóc giết cướp, bởi vì làm ác quá nhiều. Nội tâm tự biết tội nghiệt sâu nặng, liền sùng bái luân hồi, lấy kỳ đạt được cứu chuộc. Sau đó, Hắc Long bang bị Tử Hoàng Tiên Cung chính phái tiêu diệt, chỉ còn lại một ít tàn binh bại tướng, chạy tới Thanh Lại vực bên trong. Diệp Thần nghe xong Hắc Long bang đi qua, có chút buồn cười, không nghĩ tới mình lại có thể bị những thứ này hạ cửu lưu bang phái tín ngưỡng. Cái này Diệp Phong, thật ra thì vốn là cũng không họ Diệp, chỉ là bởi vì tín ngưỡng luân hồi, cho nên đặc biệt đổi họ. Và Diệp Thần họ như nhau. Diệp Phong mang Diệp Thần, đi tới Thanh Lại vực chủ thành, thẳng đi về phía trước. Cái này Thanh Lại vực chủ thành, tương đương náo nhiệt, tiếng người ồn ào. Hai bên đường phố, là các loại than đương, phía trên bày đầy tất cả loại thiên tài địa bảo, thần thông bí tịch, còn có tất cả loại chân quý pháp bảo, rực rỡ muôn màu. Còn có chút thế lực, ở thét thu nhận người. Diệp Thần ánh mắt híp lại, yên lặng nhìn cảnh tượng náo nhiệt này. Diệp đại nhân, ba ngày sau, chính là Thanh Lại đại điển ngày, có rất nhiều mạnh mẽ võ giả, đều đi tham dự, ngươi có hứng thú sao? Diệp Phong có chút hưng phấn nói. Cái gì Thanh Lại đại điển? Diệp Thần hỏi. Thanh Lại đại điển, chính là Thanh Lại vực trăm năm một lần buổi lễ trọng thể võ sẽ, đấu võ người thắng,
có thể trở thành Thanh Lại Thương hội khách quý, trực tiếp gặp mặt hội trưởng Lữ Núi, đạt được đại lượng khen thưởng. Đáng tiếc, ta thực lực không đủ, nhưng là không tư cách tham gia vậy Thanh Lại đại điển. Diệp Phong thở dài một cái, lại là thương tiếc. Diệp Thần khẽ cau mày, xem ra cái này Thanh Lại đại điển, hẳn là Thanh Lại vực cao nhất hội họp lớn. Tô Dòng chạy về Thanh Lại vực, có thể chính là vì lo liệu Thanh Lại đại điển. Người trước mang ta đi gặp Liễu Hinh nói sau. Diệp Thần nói, hắn hiện tại vẫn là muốn trước thấy Liễu Hinh, cùng Tô Dòng đoàn tụ. Đại nhân. Diệp Phong cung kính lên tiếng đáp lại, mang Diệp Thần xuyên qua mấy con phố, cuối cùng đi tới một tòa phủ đệ trước. Cái này phủ đệ hùng vĩ khí phái, trước cửa có mấy cái cường giả trấn thủ, thấy Diệp Phong và Diệp Thần hai người, chân mày khẽ nhíu một cái. Diệp Thần đánh giá tòa phủ đệ này, liền gặp phủ đệ trên tấm bảng, in Liễu Phủ hai chữ. Cẩn thận cảm ứng dưới, Diệp Thần lại là cảm thấy, ở Liễu Phủ bên trong, tựa hồ cất giấu một đạo kinh khủng hơi thở, tràn đầy hắc ám bá đạo ý. Cái này cổ hắc ám bá đạo hơi thở, Diệp Phong vậy cảm thấy, ngẩn ngơ, đi lên phía trước, hướng một cái trấn thủ người hỏi, Lưu đại ca, các ngươi ngày hôm nay, là có cái gì khách quý tới sao? Thật là khủng khiếp hơi thở. Vậy trấn thủ người hiển nhiên cũng là biết Diệp Phong, chau mày, dùng không nhịn được giọng nói, chuyện không liên quan ngươi, ngày hôm nay Liễu chấp sự ở tiếp gặp một vị đại nhân vật, ngươi lập tức cho ta lăn, không muốn gây rắc rối. Diệp Phong móc ra một khối thượng phẩm nguyên ngọc, nhét vào vậy trấn thủ người trong tay, lại đang bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Vậy trấn thủ người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt phủ đầy kính sợ cùng khó tin thần sắc. Hắn là... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trấn thủ người chỉ Diệp Thần, thanh âm cũng đang phát run, thật giống như rất sợ xúc phạm, lại nắm ngón tay rụt trở về. Diệp Phong gật đầu, nói, Lưu đại ca, xin ngươi hãy đi vào truyền đạt. Ngươi đợi một chút. Vậy trấn thủ người vội vàng xoay người vào bên trong. Diệp Thần đứng tại chỗ, khẽ cau mày trước, suy đoán Liễu Phủ bên trong, rốt cuộc là có nhân vật lớn gì, hắc ám khí tức lại có thể bá đạo như vậy, liền hắn đều cảm thấy có chút nghẹt thở. Đợi một hồi, vậy trấn thủ người đi ra, hướng Diệp Thần và Diệp Phong nói, Diệp đại nhân, ngươi và Diệp Phong có thể tiến vào. Vừa nói liền mở ra cửa. Cửa mở ra, Liễu Phủ bên trong, vậy cổ hắc ám bá đạo hơi thở, phảng phất như là thủy triều nước lũ vậy, tràn ra tới. Diệp Phong hù được đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt bạc màu, quay đầu nhìn Diệp Thần, ngập ngừng nói, Diệp đại nhân, ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phủ đệ bên trong hắc ám khí tức, là như vậy khủng bố, Diệp Phong cái này thiên huyền cảnh võ giả, cũng hù được tâm thần phát run, không dám đi vào. Diệp Thần khẽ gật đầu, liền đi theo vậy trấn thủ người, sải bước tiến vào Liễu Phủ bên trong. Trấn thủ người dẫn Diệp Thần, đi về phía phòng khách. Lúc này, từ trong đại sảnh, cũng có mấy người đi ra. Một người cầm đầu, thân thể đặc biệt quái dị, là một đoàn ma khí hắc vụ hội tụ mà thành, cả người trên dưới, chỉ còn lại một cái đầu, còn có máu thịt. Cái này cái đầu, ngũ quan vậy tất cả đều bị đào ra hoặc cắt mất, lộ vẻ được đặc biệt đáng sợ. Vô cùng bằng bạc, khoáng đạt, bá đạo hắc ám ma khí, từ nơi này người hắc vụ trong thân thể, không ngừng tản mát ra, kinh động thiên địa sơn hà, rung động thời không hoàn vũ, để cho người có loại muốn quỷ bái xung động. Người này chính là Ma Tổ Vô Thiên. Diệp Thần thấy Ma Tổ Vô Thiên, từ trong phòng khách đi ra, người đều sợ ngây người. Ở Ma Tổ Vô Thiên bên người, là mấy cái kiếm môn trưởng lão, trên mặt đều là mang ảm đạm bi thương thần sắc. Khi bọn hắn thấy được Diệp Thần, cái này cổ thần sắc, biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Một cái trưởng lão hét lớn, luân hồi chi chủ, là ngươi. Ma Tổ Vô Thiên thân thể, cũng là cứng lên một tí. Diệp Thần từ trên người hắn, cảm nhận được liền một cổ nhọn lạnh lùng sát khí. Nhưng cái này cổ sát khí, rất nhanh liền tiêu trừ đi xuống. Đi thôi. Ma Tổ Vô Thiên giọng suy yếu, lại là bể dâu, cũng không có muốn cùng Diệp Thần tranh đấu ý, mà là mang thủ hạ trưởng lão, sải bước rời đi. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Ma Tổ Vô Thiên, nhưng đột nhiên phát hiện, người sau tim không thấy. Ma Tổ Vô Thiên cựu nhật thân thể, kém không nhiều cùng Quy Trần hoàn toàn dung hợp, trừ đầu và tim ra, cái khác tất cả bộ phận, cũng hoàn mỹ dung hợp. Diệp Thần còn nhớ, ở Thái Thượng Công Đức Chiến thời điểm, hắn xem qua Ma Tổ Vô Thiên,
thời điểm đó ma tổ vô thiên, còn có đầu cùng tim. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần nhưng kinh ngạc phát hiện, ma tổ vô thiên ngay cả tim cũng không có. Bịch bịch, bịch bịch. Diệp Thần nghe được một hồi mãnh liệt tiếng tim đập, từ phía trước trong phòng khách truyền ra. Hắn đi nhanh đến trong đại sảnh mặt, liền thấy phòng khách bên trong, ngồi một người cô gái. Phụ nữ kia hình dáng nở nang, da thịt trắng như tuyết, dung mạo tươi đẹp trẻ tuổi, kéo một cái búi tóc, khóe miệng mang cười mỉa độ cong, khí chất thật là yêu dã. Ở tay nàng bên trong, đang nắm một viên màu đỏ nhạt tim. Trái tim này, còn chảy xuôi máu tươi, phía trên tràn đầy bàng bạc kinh khủng hắc ám năng lượng, ma khí không ngừng tràn ngập, thỉnh thoảng diễn hóa ra các loại lộng lẫy phù văn. Mấu chốt nhất, là trái tim này, còn ở bác động. Mỗi một hạ nhịp đập, cũng tóe ra mãnh liệt năng lượng khí tức, dung chuyển chư thiên. Tim vùng lân cận không gian, toàn đều vặn vẹo, thời không không chịu nổi trái tim này lực lượng, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Diệp Thần sợ ngây người, hắn một mắt tới giữa, cũng có thể thấy được, đó là ma tổ vô thiên tim. Ma tổ vô thiên tim, lại có thể ở cô gái này trong tay. Luân hồi chi chủ, nghe đại danh đã lâu, người khỏe. Phụ nữ kia thấy Diệp Thần tới, khẽ mỉm cười. Nàng tướng mạo yêu dã dáng đẹp, nhưng giờ phút này, ở ma tổ vô thiên tim ánh chiếu hạ, nàng tướng mạo lộ vẻ được đặc biệt hung nanh, ánh mắt vậy rất đáng sợ, làm người ta không lạnh mà run. Diệp Thần vẫn là trợn mắt hốc mồm hình dáng, nhìn trong tay cô gái tim, ngơ ngác không nói ra lời. Phụ nữ kia mỉm cười nói, không cần kinh ngạc, vậy không cần sợ hãi, cái này là giao dịch mà thôi. Kiếm môn thánh tử Quy Trần, ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, bại dưới tay ngươi, trọng thương ngã gục. Ma tổ vô thiên không muốn buông tha hắn, cho nên dâng ra tim mình, thành tựu tiền đặt cuộc, cùng chúng ta thanh lại thương hội giao dịch, lấy được rồi một chai tử thần máu. Trong truyền thuyết tử thần, chính là ngày xưa thiên ma tinh hải khí linh hải vương ma tôn, cũng là chín thần một trong. Có bình kia tử thần máu, muốn đến Quy Trần thánh tử cũng có thể hồi phục. Bất quá ma tổ vô thiên tim, nhưng là rơi vào chúng ta thương hội trong tay. Diệp Thần nghe xong lời của cô gái, con người một hồi co rúm lại, hoàn toàn rung động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ma tổ vô thiên vì cứu Quy Trần, lại có thể làm ra hy sinh lớn như thế, lại có thể bỏ được đào ra tim mình, dùng để cùng thanh lại thương hội giao dịch, đổi lấy một chai tử thần máu. Một chai tử thần máu, không phải một giọt, muốn đến năng lượng cũng là vô cùng khủng bố. Thật không biết thanh lại thương hội là từ nơi nào có được. Tử thần là chín thần một trong, một chai tử thần máu, nếu là Quy Trần hoàn toàn hấp thu, sợ là phải nghịch thiên. Diệp Thần sắc mặt nhất thời ngưng trọng xuống, cùng Quy Trần hồi phục, hắn phải đối mặt, tuyệt đối là một tôn mạnh mẽ tới cực điểm kẻ địch. Cô nương chính là Liễu Hinh Liễu chấp sự. Ừ, trái tim này, các ngươi bán sao? Diệp Thần nhìn Liễu Hinh trong tay tim, hỏi. Liễu Hinh cách cách cười một tiếng, cười được trang điểm lộng lẫy, nói, Diệp tiên sinh, chúng ta thanh lại thương hội, cái gì đều được giao dịch, chỉ cần ngươi có thể trả nổi đầy đủ tiền đặt cuộc. Đem ngươi ngươi luân hồi thiên kiếm, hoàng tuyền đồ, thiết ngai vàng, còn có người đồ sát thánh bôi lấy ra, ta liền có thể cầm trái tim này cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu cười khan một tí, nói ta liền hỏi một chút, không có ý gì khác. Liễu Hinh thu hồi trái tim kia. Bàn tay giọt máu không nhiễm, da thịt vẫn là trong trẻo lạnh lùng tinh khiết. Nàng nâng lên ly trà, nhàn nhạt uống một hớp trà, hướng Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh đến chơi tệ phủ, không biết có gì chỉ giáo, người muốn giao dịch cái gì. Diệp Thần nói, Liễu cô nương, là Tô Dung phu nhân kêu ta đến tìm ngươi, nàng nói ngươi là bạn nàng. Liễu Hinh vừa nghe đến Tô Dung tên chữ, sắc mặt nhưng là biến đổi, ly trà trong tay rắc rắc một tiếng, trực tiếp bị nàng bóp nát. Diệp Thần cảm thấy Liễu Hinh hơi thở, nhất thời đổi được lạnh lùng, thậm chí thấm ra ý định giết người, không khỏi được trong lòng rét một cái, bàn tay nhỏ cầm, đề phòng. Liễu Hinh trong mắt ngay tức thì đổi được lãnh đạm, lại cũng không có mới vừa khách khí, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, ngươi là Tô Dung bằng hữu. Diệp Thần nói, ừ. Liễu Hinh hờ hững nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng Tô Dung sinh ra một chút khác nhau, nháo rất không vui mau. Mời ngươi lập tức rời đi, ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hinh thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Người đâu, đưa Diệp tiên sinh đi ra ngoài. Liễu Hinh thanh âm lãnh đạm, liền trực tiếp kêu Trừng thị vệ,
đuổi Diệp Thần rời đi. Diệp Thần không giải thích được, không biết cái này Liễu Hinh và Tô Dung Sinh xảy ra cái gì khác nhau, lại có thể ầm ĩ tình cảnh này. Hắn còn muốn hỏi thăm Lục Mạ Thiền tin tức, nhưng bây giờ là hoàn toàn không cơ hội. Ở cửa chờ đợi Diệp Phong, thấy Diệp Thần bị đuổi ra ngoài, cũng là một mặt ngẩn ra. Diệp đại nhân, thế nào? Diệp Phong hỏi. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng không biết giải thích như thế nào. Hắn nghĩ đến Diệp Phong trước đây đề cập tới Thanh Lại Đại Điển, trong lòng động một cái, hỏi, Diệp Phong, ngươi nói 3 ngày sau, cử hành Thanh Lại Đại Điển, đấu võ người thắng, có thể trực tiếp gặp mặt Thương Hội Hội trưởng Lữ Núi. Nếu như có thể thấy Thanh Lại Thương Hội Hội trưởng, vậy hết thảy vấn đề, tất có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Phong nói, Diệp đại nhân, ngươi muốn ghi danh tham gia Thanh Lại Đại Điển đấu võ. Diệp Thần nói, nếu như có thể ghi danh nói, ta muốn thử một chút. Diệp Phong vui vẻ nói, có thể, tuy nói Thanh Lại Đại Điển đấu võ, yêu cầu người tham dự, ít nhất phải có thiên huyền cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng đại nhân ngươi có nguyên ngọc, có thể ngoài định mức nộp nguyên ngọc, ngoại lệ tham dự. Diệp Thần trong lòng thư giãn một chút, nói, như vậy quá tốt. Lập tức, Diệp Phong liền dẫn Diệp Thần, đi chủ thành trên quảng trường ghi danh. Bởi vì Diệp Thần tu vi không đạt tiêu chuẩn, ước chừng nộp 30 khối thượng phẩm nguyên ngọc, mới lấy được dự thi tư cách. 30 khối thượng phẩm nguyên ngọc, vậy thì tương đương với 3.000 khối hạ phẩm nguyên ngọc, đây chính là một khoản tiền lớn. Trên quảng trường những võ giả khác, đều dùng xem kẻ ngu vậy ánh mắt, nhìn Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9 mà thôi. Ở bọn họ trong mắt, điểm này tu vi, dám tham gia đấu võ, cùng chịu chết kém không nhiều. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền ở Hắc Long Bang trong doanh địa nghỉ ngơi, chờ đợi Thanh Lại Đại Điển bắt đầu. Nhưng ngay khi Diệp Thần tu luyện để gặp, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo quen thuộc hơi thở hướng bên này vọt tới. Hơi thở này không phải người khác, chính là Chu Uyên. Chu Uyên và hắn nhân quả quá sâu, tuyệt đối không sai được. Mấu chốt, Thái Thần và Chu Uyên một mực ở Mất Đi Điện, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ban đầu hắn biết Giang Thiền Tử sẽ đối Chu Uyên và Thái Thần ra tay, thông báo Thu Xanh Mính để cho Thái Thần và Chu Uyên ở Mất Đi Điện không nên rời khỏi. Chiếu lý mà nói, Thu Xanh Mính tin tức hẳn đã sớm dẫn tới. Thái Thần và Chu Uyên hẳn nghe mình, vì sao đột nhiên rời đi, lại vì sao sẽ hướng Thanh Lại vượt tới. Chẳng lẽ trong này có thay đổi gì? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần trực tiếp vận dụng tự do dực hướng một phương hướng đi. Cùng lúc đó, Thanh Lại vực lối vào cách đó không xa. Một đạo thiếu niên bóng người lảo đảo hướng bên này tới. Thiếu niên hai tròng mắt trong suốt, chính là Chu Uyên. Chỉ bất quá thời khắc này Chu Uyên hiển nhiên mang một chút thương thế. Hắn thấy Thanh Lại vực cái này 3 chữ, trắng bệch môi thở ra một hơi, rồi sau đó hướng trấn thủ người đi. Trấn thủ người dĩ nhiên là chú ý tới Chu Uyên, ánh mắt lạnh lùng, thằng nhóc, mời nộp 5 khối hạ phẩm nguyên ngọc. Đây là vào sân chi phí. Chu Uyên ngẩn ra, hắn nào có cái gì nguyên ngọc, lại càng không biết quy tắc trong đó, Mất Đi Điện đế phong hoa tiền bối để cho hắn tới nơi này, cũng không thuyết minh cái khác. Ta không có nguyên ngọc, có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, trấn thủ người hừ lạnh một tiếng, xem ngươi dáng vẻ cũng không có, nếu không có, liền cho ta lăn. Nói xong cũng sẽ đối Chu Uyên ra tay. Nhưng vào lúc này, một đạo gió lớn phun trào. Diệp Thần lãnh đạm bóng người xuất hiện. Hắn nguyên ngọc, ta bỏ ra. Nói xong, Diệp Thần liền đỡ sắp ngã xuống Chu Uyên, hỏi Chu Uyên, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngày xưa Thái Thần mang Chu Uyên đi Mất Đi Điện tìm đế phong hoa trợ giúp, ở phía sau người khuynh lực dưới, mới luyện hóa một chút 9 tầng trời linh thảo lực lượng, tạm thời ức chế trong cơ thể hắc ám lực lượng chiếm đoạt. Như phải hoàn toàn giải quyết nội thương, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Ừ, là công tử, ở thấy bóng người kia sau đó, Chu Uyên đầu tiên là kinh ngạc chợt chuyển là chấn kinh, cuối cùng hóa là vô tận mừng như điên, tất cả loại tâm trạng xen lẫn ở hắn trên gương mặt không ngừng biến ảo, rất là tức cười. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đều là mở miệng hỏi nói. Ngươi không có sao liền tốt, Diệp Thần thấy người trước mắt, hơi cảm giác liền thương thế, xem ra Giang Thiền Tử bên kia người còn chưa kịp có động tác. Mà Chu Uyên sở dĩ sẽ loại trạng thái này, chính là không thời không hắc ám năng lượng xâm nhiễm.
Thấy Chu Uyên bộ dáng như vậy, Diệp Thần nói, vậy cổ hắc ám lực lượng lại xâm nhiễm ngươi thân thể. Chu Uyên cười hắc hắc, nhẹ khẽ gật đầu, ừ, mặc dù sư tôn mang ta gặp đế phong hoa tiên sinh, tạm thời luyện hóa một chút 9 tầng trời linh thảo lực lượng, thế nhưng lực lượng bá đạo, vẫn là đang không ngừng phá hủy ta kinh mạch. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, quả nhiên như vậy, khoảng cách gần như vậy chuyện trò, hắn tự nhiên có thể thấy Chu Uyên vậy hơi run rẩy không chỉ thân thể, ở trong cơ thể hắn, giờ phút này có hai cổ lực lượng đang đối với xông lên. Loại cảm giác này, Diệp Thần tràn đầy nhận thức, lúc này Chu Uyên, không lúc nào không đang chịu đựng không không hắc ám phệ cốt đau. Công tử, không ngại, đế phong hoa tiên sinh cổ lực lượng kia sẽ phù hộ ta kinh mạch không băng tán, chỉ cần tìm được thuốc phụ, luyện hóa 9 tầng trời linh thảo, liền có thể hoàn toàn giải quyết. Sư phụ để cho ta tới nơi này, chính là tìm phương pháp phá giải, nói thanh lại thương hội thủ đoạn thông thiên, có lẽ có phương pháp phá giải. Chu Uyên nhưng là nghi ngờ nói, công tử, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Còn nữa, công tử thái thượng công đức chiến kết quả như thế nào? Dẫu sao hắn lần này đi ra ngoài tìm thuốc, đế phong hoa từng dặn dò qua, chính là cực kỳ bí mật, sẽ không có người biết được. Ta tới nơi này xử lý chút chuyện, còn như người sau, người cảm thấy ngươi ra công tử sẽ thất bại sao? Đột nhiên, Diệp Thần giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, nếu ngươi như vậy thương thế, vì sao vậy đế phong hoa còn để cho ngươi tự mình tới? Cái này vốn là nói không thông, để cho một cái trọng thương người tới tìm thuốc. Thái thần đâu, mất đi điện người đâu. Sư tôn vì phò hộ ta, mấy ngày liên tiếp cũng là chưa từng nghỉ ngơi chốc lát, cho đến ta tỉnh lại, mới là bế quan. Mất đi điện người, tựa hồ đang mưu tính cái gì, cũng không theo ta tới. Chu Uyên khẽ gật đầu một cái, vậy biểu thị không việc gì không ổn, dẫu sao là vậy đế phong hoa coi như là vận dụng nửa cái mạng cứu mình. Hơn nữa, trước khi đi, còn nghĩ tự thân một linh lực tính đánh vào trong cơ thể hắn. Để phòng bất cứ tình huống nào. Ta xem, Diệp Thần hai ngón tay khoác lên Chu Uyên mạch đập bên trên, một cổ luân hồi cảm giác nóng bỏng truyền tới, Chu Uyên da thịt đều là lưu chuyển khắp bát quái và cá chép, tí ti hắc phụ ở bốc hơi lên. Suy, suy, ho, Chu Uyên khóe miệng lần nữa chảy ra một chút máu. Bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia, cùng bóng tối hơi thở hòa hợp, ta không cách nào loại trừ, hoặc giả là nó đang chống đỡ ngươi. Diệp Thần nhìn sắc mặt tái nhợt Chu Uyên, hắn trong lòng còn có một chút nghi ngờ, lực lượng kia cùng hắc ám khí tức bá đạo giống vậy, tuyệt không phải bảo vệ lòng hắn mạch cử chỉ, càng giống như là ở đánh cờ. Minh Ngọc Tâm Kinh, thiên tiên cá chép sao, đãng địch tâm thần, chỉ tức tranh đấu. Diệp Thần không hy vọng Chu Uyên như vậy, trực tiếp vận chuyển Minh Ngọc Tâm Kinh, thúc giục thiên tiên cá chép sao. Từng cái lộ ra ngọc thạch sáng bóng thiên tiên cá chép. Bắt đầu ở Chu Uyên quanh thân di động, thả ra từng cơn dịu dàng như ngọc hơi thở. Ở nơi này cổ hơi thở bồi bổ hạ, Chu Uyên trong cơ thể đánh cờ cũng là dần dần bình tĩnh lại. Nhưng chỉ là ổn định, như không có mình kéo dài không ngừng chữa trị, Chu Uyên tất nhiên sẽ tái phát. Nên làm cái gì? Chủ nhân, vậy miệng thần quan, không phải có thể hút đi hắc ám năng lượng sao? Võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới, tiểu kỳ lân thanh âm đột nhiên truyền tới. Phá vỡ yên tĩnh. Diệp Thần ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Kỳ Lân lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ tên này thôn thiên thuật tu luyện thành công? Bất quá dưới mắt, Chu Uyên thương thế trọng yếu hơn. Ngày xưa vậy thần quan tựa hồ vậy hấp thu thu xanh mính không không lúc nào không hắc ám năng lượng. Còn nữa, mất đi điện đế phong hoa và thái thần hẳn quan hệ không tệ, vì sao sẽ để cho Chu Uyên một cái bị thương người một mình tới thanh lại vực tiếp xúc thanh lại thương hội? Đế phong hoa loại cấp bậc này tồn tại, hẳn trên tay có nguyên ngọc mới đúng. Trong này có quá nhiều vấn đề. Đột nhiên, Diệp Thần con ngươi híp lại, tầm mắt hướng thanh lại vực lối vào cách đó không xa địa phương. Có người đi theo Chu Uyên tới. Bất quá sẽ là ai? Mất đi điện người, đế phong hoa an bài. Vẫn là nói, là vậy chưa từ bỏ ý định giang thiền tử. Cũng hoặc là kiếm môn người. Dẫu sao ma tổ vô thiên cũng xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có chút bố trí. Chu Uyên, đi thôi, trước cùng ta đi vào. Nói xong liền dẫn Chu Uyên hướng Hắc Long Bang địa bàn đi. Mà đang ở Diệp Thần rời đi sau đó, mấy đạo thân ảnh tiếp liền từ trong bóng tối đi ra. Bọn họ cầm ra một ít nguyên ngọc trực tiếp giao cho trấn thủ người,
thật sâu nhìn một cái Diệp Thần rời đi phương hướng cũng đi theo lên. Tựa hồ không chỉ một sóng người đi theo Chu Uyên tới. Rất nhanh, Diệp Thần liền dẫn Chu Uyên đi tới Hắc Long Bang địa bàn chỗ sâu một nơi hẻo lánh xó xỉnh an tĩnh. Nơi này cụm núi bao vây, Hắc Long Bang vậy rất ít xuất hiện. Diệp Thần hai ngón tay cũng kiếm, cách không rạch một cái, bầu trời giống như thủy bộc ngừng chảy vậy, bị cắt ra một đạo có chừng mấy trượng chiều rộng chỗ rách, trong đó ngân hà sáng lạng, sơn thủy tới giữa linh lực vần quanh, phảng phất tiên cảnh. Chính là võ đạo luân hồi đồ. Cái này còn là hắn bị thiên quân phong thần bia ban phúc sau lần đầu tiên vận dụng võ đạo đồ. Bất quá hắn cảm giác khắc xuống một nửa tên chữ sau đó, võ đạo luân hồi đồ cũng có một chút thay đổi. Công tử, người đây là, Chu Uyên chỉ gặp Diệp Thần tay áo vung tay lên, mấy tòa đẹp lạ thường đỉnh núi như ẩn như hiện từ vậy tiểu thế giới chỗ cuối hiện lên, đỉnh núi tương liên, giống như một tòa lồng giam vậy khốn khóa chân trời. Khí thế tuyệt cảnh, Chu Uyên cũng là quen thuộc tất bất quá, từng cùng Diệp Thần sóng vai chiến đấu qua, trấn áp qua một ít cường giả. Nhưng hôm nay khí thế tuyệt cảnh, nhưng lại là có chút lại nữa quen thuộc, vậy đổ nát cảm giác đã không có ở đây, che giấu ở kim quang sương mù giữa mấy ngọn núi loan, phá lệ chói mắt. Công tử, người hoàn toàn nắm giữ khí thế tuyệt cảnh. Chu Uyên thấy vậy đại hỉ, trong mắt sáng ngời nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tựa hồ là cảm giác được cái gì, một tay khoác lên Chu Uyên đầu vai, hai người chính là biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh. Hai đạo thân ảnh vậy là xuất hiện ở nơi này. Chạy! Âm thầm một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, yên lặng nửa khắc, ngay sau đó khác một giọng nói chính là đáp lại. Hẳn là có một vùng thế giới nhỏ, bọn họ không chạy, còn tại chỗ, chỉ là chúng ta không cách nào đến gần. Chờ đi, vị kia dặn dò qua, không có gì động bùng nổ trước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ừ! Khí thế tuyệt cảnh đỉnh! Tiểu Kỳ Lân vỉnh lên trước hai chân ngồi ở vách đá đỉnh, tinh màu tím móng giỏ vào kim quang sương mù tràn ngập hư không, thật là hưởng thụ. À, người tới, Chu Uyên. Đứa nhỏ quay đầu lại, trong mắt híp thành một kẽ hở, có hình trăng lưỡi liềm, là nó đang cười. Ngươi, thấy Tiểu Kỳ Lân, Chu Uyên cũng có chút tay chân luống cuống, mặc dù lúc trước có chút biết rõ, nhưng chính thức gặp mặt, hẳn coi như là lần đầu. Ta. Ngay tại Diệp Thần lấy là Chu Uyên có chút xấu hổ thời điểm, tên này nhưng là lắp bắp nói, chúng ta đánh một trận đi. Tiểu Kỳ Lân nụ cười cứng đờ, người tên này đều bị không không thời không hắc ám ăn mòn sắp chết, còn nghĩ đánh nhau. Xem ra chủ nhân ta nói không tệ, thật đúng là một võ si. Chu Uyên gãi đầu cười một tiếng, nghe các ngươi nhất tộc rất là mạnh mẽ, không nhịn được có chút ngứa tay. Tiểu Kỳ Lân sâu cho là gật đầu một cái, ừ. Ngươi mới có thể có như vậy giác ngộ, bản thánh tôn rất là vui vẻ yên tâm, như vậy đi, chờ ngươi khôi phục, cùng ngươi đánh một trận. Thật không? Chu Uyên tròng mắt sáng lên, không đánh lại công tử vẫn không đánh thắng một cái Kỳ Lân ấu thú. Coi là thật, Tiểu Kỳ Lân hai móng vòng ngực, cũng là đáp ứng. Ở Diệp Thần nhìn soi mói, một người một thú đều là đồng thời lộ ra giảo hoạt nụ cười. Tốt lắm, trước lúc này... Trước hay là giúp người cầm quỷ dị này hắc ám lực lượng giải quyết hết đi. Diệp Thần mâu gian tách thả ra kim quang, nơi mi tâm một đạo thần mang bắn ra, đánh về phía hư không. Vù vù. Ở kim quang kia sương mù tản đi không gian một góc, một hơi sâu màu đen đồng xanh thần quan yên tĩnh lơ lửng. T. Chu Uyên thấy vậy, vội vàng xoay người nhắm mắt, hắn nhưng mà gặp qua quỷ dị này thần quan, vậy bên trong tháp không rõ vật, cũng là làm được Diệp Thần chịu nhiều đau khổ. Chỉ là liếc mắt nhìn, cũng có thể làm người ta huyết khí phun trào, khó mà áp chế lớn tà vật. Này! Tiểu Kỳ Lân quanh quẩn, ở Chu Uyên đầu vai nhẹ nhàng đưa ra móng vuốt kéo một cái, người lá gan cũng quá nhỏ đi, nó nhưng mà có thể cứu ngươi mạng bảo bối. Le lưỡi một cái, chính là hóa thành một cái căng tròn nhỏ quả banh ra, tử mang chớp mắt, thẳng xông về vậy thần quan. Tiểu Kỳ Lân học hình người ngồi xếp bằng, móng vuốt nhỏ còn không quên gõ một cái dưới mông quan tài. Phát ra một tiếng rên. Ừ, lúc này Chu Uyên mới phát hiện, vẫn là vậy miệng quỷ dị thần quan, hơi thở nhưng là hoàn toàn bị lau trừ cái này, hắn kinh ngạc nhìn về Diệp Thần, chẳng lẽ công tử đã cường đại đến như vậy trình độ. Tựa hồ biết Chu Uyên ý tưởng, Diệp Thần cũng là khoát tay một cái, ta không như vậy lợi hại, cơ duyên xảo hợp thôi. Coi như là biết một đạo nghiệp chướng, Tiểu Kỳ Lân nói không sai,
bây giờ nó, đích xác là một bảo bối. Khí thế tuyệt cảnh lần nữa vững chắc, cũng là bởi vì là vậy thủ hộ giả kim ấn lực, không cần dùng để trấn áp vật này. Diệp Thần giải thích, thử một lần. Diệp Thần hướng về phía Chu Uyên tỏ ý, để cho hắn tiến lên. Vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, từ đối Diệp Thần tín nhiệm Chu Uyên thân hình cướp hướng hư không, tay phải nhẹ nhàng để ở quan tài bên trên. Ken két, đồng xanh tiếng va chạm vang lên, vậy đủ để đè bể muôn vàn ngôi sao sức nặng đánh ra rên làm Tiểu Kỳ Lân ngồi ở quan tài lên cái mông cũng có chút nóng lên. Mặc dù biết được thần quan đã là Diệp Thần sử dụng, thế nhưng đến từ con tim cảm giác sợ hãi vẫn là để cho nó rời mình cái mông. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện. Tiểu Kỳ Lân hướng về phía Chu Uyên chột dạ cười một tiếng, rất hiển nhiên, nó nói lời này, cũng không có cái gì sức lực. Công tử sẽ không hại ta. Ngược lại là Chu Uyên, cái này có chút một gân võ si, nhưng là mắt lộ ra vẻ kiên định, cũng là để cho Tiểu Kỳ Lân phân biệt đối xử. Vù vù, hư không chấn động một cái, vậy chỗ cuối thần quan, lại là một góc nắp quan tài chậm rãi lấy ra. Ừng ực, Tiểu Kỳ Lân nuốt liền một ngụm nước miếng, cứ việc nó lúc trước liền mong qua, ở trong đó một mảnh hư vô nhìn không thấu, nhưng một lần nữa đối mặt, vậy tự nhiên sinh lòng sợ hãi, vẫn là trải qua hồi lâu không tiêu tan. Ngược lại là Chu Uyên, mặt không đổi sắc, trầm ổn đối mặt. Vậy miệng quan, trực diện chính là nhân tâm. Khá tốt ta tim gông xiềng chặt đứt, còn có luân hồi thánh hồn thiên. Bất quá vật này rốt cuộc lai lịch ra sao, biết hay không so chín thần thời đại còn muốn xa xôi. Như đem nó và thiên quân phong thần bia va chạm, lại sẽ sinh ra dạng gì phản ứng. Chu Uyên võ hồn, cũng có thể không sợ. Vù vù, một cổ khổng lồ lực cắn nuốt diễn xanh, Diệp Thần trên mặt dâng lên một chút trắng bệch, đó là máu hắn khí đang chảy mất, cùng lúc đó, Chu Uyên giữa trường. Một cổ vô hình hấp lực phải đem quanh người hắn linh lực miễn cưỡng rút sạch. Đáng ghét. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là phát hiện vô luận như thế nào phát lực, đều là không làm nên chuyện gì. Thấy phía dưới Diệp Thần không có chút nào động tác, Chu Uyên theo bản năng quay đầu lại, mới nhìn thấy công tử nhà mình giờ phút này cũng là như hắn vậy trạng thái. Mặc dù có rất nhiều pháp bảo lực lượng gia trì, nhưng mênh mông huyết khí cũng là đang không ngừng trôi qua. Công tử. Chu Uyên lớn kêu lên. Không sao, Diệp Thần lắc đầu một cái này thần quan là do ta thúc giục, nó lực lượng, có thể chiếm đoạt bên trong cơ thể ngươi không không lúc nào không hắc ám khí tức, nhưng đồng thời vậy sẽ liền linh lực của ngươi cùng rút đi, yên tâm đi, không có việc gì. Chiếm đoạt không không hắc ám lực lượng. Chu Uyên trợn to tròng mắt, làm sao có thể, cái này cùng liền cổ tịch bên trong đều là ghi lại quá mức thiếu năng lượng quỷ dị, lại cất ở đây thần quan bên trong. Khó trách công tử chắc chắn, có thể đem 9 tầng trời linh thảo cũng thiếu chút nữa không cứu lại được ta đều giải quyết sao. Mặc dù quanh thân linh lực không ngừng trôi qua, nhưng hắn kinh mạch chỗ đau nhức cũng là đang không ngừng yếu bớt, liền đế phong hoa ban cho vậy đạo ngưng luyện lực lượng, đều là cùng tràn vào vậy một mảnh hỗn độn quan tài bên trong. Diệp Thần, có người đang đến gần. Tiểu Kỳ Lân bay lượn quanh quẩn tới Diệp Thần phụ cận, nó ngửi một cái, chắc chắn nói, hình như là vậy Giang Thiền Tử đuổi tới. Gặp một lát hắn, Diệp Thần câu miệng cười một tiếng, từ Thái Thượng Công Đức Chiến sau đó, lại lấy được Thiên Quân Phong Thần Bia, tự nhiên không sợ Giang Thiền Tử. Cùng lúc đó, yên tĩnh mặt đất bên trên, một đạo gầy nhom bóng người ngồi khoanh chân tĩnh tọa, như thác vậy chỉ bạc tự nhiên rủ xuống mặt đất, tựa như làm cho này Hắc Long Bang yên lặng chi địa tăng thêm vẻ sinh cơ. Giang Thiền Tử thon dài 10 ngón tay sâu cắm sâu vào xốp thổ nhưỡng tới giữa, hai cánh tay khẽ run. Con người nhìn về hư không một góc, dù gì nói, ở nơi này, thế giới nhỏ sao. Hắn rất cảm giác được rõ rệt, trước đây không lâu, Diệp Thần trên mảnh đất này từng xuất hiện qua, vậy xốp đất bùn bên trong, có hắn hơi thở. Còn có người. Giang Thiền Tử trong mắt đông lại một cái, hắn mơ hồ cảm giác được, tại chỗ, còn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, đều đã bước chân vào vô lượng cảnh. Hắn không phải là luân hồi chi chủ người, đế nhà sao. Giang Thiền Tử đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ở nơi này màu đỏ nhạt mặt đất bên trên, một bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn trước mắt, không gian từng trận vặn vẹo, bóng người cũng là mơ hồ không rõ. Chu Uyên đâu, nơi này chính là Thanh Lại Thương Hội địa bàn, Thanh Lại Đại Điển có thể không bình thường, nếu chúng ta ở chỗ này động thủ, sợ rằng sanh biến. Âm thầm hai bóng người truyền âm.
Chờ đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh âm khàn khàn đáp lại. Oanh! Giang Thiền Tử hai tay hoành đẩy, vậy nhìn như thân hình gầy yếu ngay tức thì bạo tán ra lăng liệt khí thế, lấy hắn làm trung tâm mấy trượng chỗ, không gian đều là sống sinh động lại. Chanh! Nơi mi tâm của hắn, lau một cái kim mang chui ra, ở nơi này Hắc Long Bang cái này cùng yên lặng chi địa, giống như đại nhật vậy thắp sáng thương khung, ánh sáng bao gồm trung tâm, một cây ánh vàng rực rỡ thần bút ở khắc ấn đại lộ. Phán quan bút, rơi xuống đảo. Giang Thiền Tử thân hình chậm rãi bay lên, vậy kim mang xé rách huyết vụ đầy trời che lồng mây màu, thấu bắn ra, nguyên bản mông lung hết thảy đổi được dần dần rõ ràng. Ở trước người hắn cách đó không xa, Diệp Thần lạnh lùng mặt mũi bộc phát có thể gặp. Quả nhiên là ngươi, ta muốn ngươi chết. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, Giang Thiền Tử thấy người đến sau đó, cũng không nhiều lời, một tiếng lạnh nhạt tiếng quát truyền ra. Nhất niệm giữa ý thức chính là ầm ầm nện xuống. Kim mang sáng chói, ầm vang dội, theo gió tung bay chỉ bạc mái tóc dài rủ xuống, giống như là ngân hà vậy lan tràn tới phương xa. Thời khắc này Giang Thiền Tử, đỉnh đầu đại nhật, chân đạp ngân hà, được không uy vũ, tựa như ở giữa đất trời này không thể địch chiến thần. Mà vậy yếu ớt vậy lấy mạng tiếng, lại là làm người sợ hãi. Hắn thực lực hiển nhiên mạnh lớn không ít. Làm được không? Luân hồi thiên đường, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay từ trên bầu trời trấn áp xuống đi, cuồng bạo luân hồi lực lượng bộc phát ra. Một phiến thật lớn vô biên thần thánh thiên đường, từ không trung trấn rơi xuống đi, đó là luân hồi thiên đường khí tượng. Thiên đường bên trong, đứng sừng sững Diệp Thần pho tượng, cả người còn quấn nham thần, quang thần, phong thần huy hoàng, sau lưng còn có tự do cánh chim dương ra mở, sáng đẹp nguy nga. Vậy cổ trợ tản ra khí thế không thể địch nổi, toàn bộ mặt đất đều là đang rung động ông minh, xích đất cuốn lên gió bão tàn phá. Thời khắc mấu chốt, trong hư không run lên, vậy nguyên bản bình định hết thảy uy áp phán quan bút hóa thành một vạch kim quang bảo vệ ở Giang Thiền Tử ngực, tránh khỏi bị nghiền, máu thịt chia lìa tình cảnh. Ha ha ha, ha ha ha. Giang Thiền Tử điên cuồng cười to, một giây kế tiếp, hắn không để ý thương thế, khí xông lên trời cao, kim mang đại trán. Phải phản kích. Phán quan bút, phong trời. Kim quang sáng chói bắn thẳng đến chân trời, giống như là xiềng xích vậy đâm thủng hư không, dò nhập trong đó, đem hắn cùng Diệp Thần nhà cái này trăm trượng không gian phong tỏa. Phốc! Giang Thiền Tử sâu thấy tới xương ba sườn không ngừng phun trào máu tươi, theo hắn tay chân điên cuồng di động, lại là ồ ồ mà trào, từng đạo máu tươi kích động, lại là có khó mà chống cự sát phạt uy thế. Suy! Sườn gian bắn ra vô số máu hóa mũi tên, thẳng phá hủy dưới chân trùng điệp chi địa, mặt đất bị bắn thủng, mấy trượng rộng chỗ rách sâu không thấy đáy, huyết khí ngút trời, đang dũng động cốt cốt màu máu con sông. Giang Thiền Tử hai tròng mắt bên trong hiện ra hết cuồng sắc, cho dù là cha như vậy trọng thương, máu tươi lại là có thể hóa thành sát chiêu, phá hủy cái này mảnh không gian. Suy, không cùng tầng suất máu tươi thẳng xuyên thủng luân hồi thiên đường. Cái này... lấy máu là khí sao? Diệp Thần nhìn trước mắt cái này, chưa bao giờ gặp qua như vậy chiến đấu người, càng bị thương càng mạnh. Giang Thiền Tử hô hấp tiệm xu vững vàng, chỉ là, hắn vậy còn sót nửa phó thân thể không lành lặn lại là lộ vẻ được quỷ dị. Mặc dù một nửa hóa thành xương trắng, một nửa vẫn có máu thịt nảy sinh, Diệp Thần vẫn là một mắt nhìn ra, hắn cùng mới vừa dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, dạ yếu rất nhiều, sinh mạng hơi thở cũng ở đây rút đi. Lúc này Giang Thiền Tử, càng giống như là một cái xế chiều cụ già, thế nhưng khí thế bén nhọn nhưng là 10 phần chân thực, cũng không có suy yếu. Ngập trời huyết khí lực lan truyền, chỉ là sau cuộc chiến giữa âm chính là làm được cửu tiêu càn khôn độc, hư không mơ hồ rạn nứt, giống như là sắp tối bị xé rách vô số đạo chỗ rách, liền vực ngoại đại tinh cũng như ẩn như hiện. Cái này, thần hồn cùng thể xác, tựa hồ không giống như là một người. Không đúng. Tên này thế nào sẽ có ma nữ hơi thở? Cái này bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ và Hồng Xuân Thu có liên quan? Diệp Thần làm sao có thể không kinh ngạc, tên này chính là một không có cảm tình sắc thái máy móc, chỉ biết là giết hại. Trọng yếu hơn chính là, người này vì sao sẽ dính một chút ma nữ hơi thở? Chẳng lẽ là ma nữ bố trí? Giang Thiền Tử, đây là hắn lá bài tẩy sao, khó trách mới vừa sẽ là bộ dáng kia. Từ hắn cấp tốc đuổi giết tới, như vậy tư thái lại là cùng Vân Mộng Thành lúc đó, đại tướng Đình Kính,
mặc dù gầy yếu, nhưng lại khủng bố, thời khắc này hắn phảng phất là một tôn hình người sát hại máy móc. Cái này thanh lại vực chính là cho ngươi phần mộ, quanh năm không ánh sáng địa ngục, táng ngươi bẩn thỉu hồn phách. Giang Thiền Tử một nửa khóe miệng liệt ra nụ cười khó coi, ngoài ra nửa gương mặt, phơi bày nha giường đều là màu đỏ như máu, vô cùng dữ tợn. Ta chết không chết có thể khó nói, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Vạn vật mẫu kiếm quyết, giết cho ta. Diệp Thần sử dụng thần hy thiên kiếm, thi triển ra vạn vật mẫu kiếm quyết, kiếm khí biến hóa, tựa như hàm chứa vạn vật chúa tể nguyên khí, mũi kiếm trước hư không, không ngừng biến dạng than xúc, hóa thành hắc động. Hết thảy tồn tại, đều phải trở về hắc động, trở về mẫu thể, phải bị chiếm đoạt. Mà giờ khắc này, phải chiếm đoạt chính là Giang Thiền Tử. Hư vô kiếm khí bốn phương tám hướng phun trào, tung lên vạn trượng rung động không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo, đem Giang Thiền Tử vậy phán quan bút xuống phong trời kim mang chôn vùi, kiếm vô hình cương lượn lờ, liền liền âm thầm xem cuộc chiến hai người vô lượng cảnh cường giả đều là không khỏi được lộ vẻ xúc động. Trăm gia cảnh tầng thứ 9 tồn tại, còn không bước vào thiên huyền cảnh, có thể kịch đấu đến trình độ này, liền nơi này hư không cũng có thể chiến mở. Chúng ta kế hoạch, thử dẫn động Chu Huyên trong cơ thể điện chủ lực lượng, thừa dịp loạn thêm một cây đuốc. Ừ, không ổn, Chu Huyên trong cơ thể vậy đạo lực tính mất đi liên lạc, không có phản ứng. Cái gì? Vù vù. Một hồi dũng động vạn vật chúa tể kiếm ý tàn phá tới. Hai người vô lượng trước mắt không gian một hồi mơ hồ, ẩn núp thân hình đều là suýt nữa rơi xuống. Đáng chết, lại có quỷ dị như vậy năng lực. Trong hư không quần áo đen vô lượng cường giả nhỏ cánh tay một hồi đau nhói, lại là bị Diệp Thần thi triển vạn vật mẫu kiếm quyết kiếm ý lột bộ phận huyết khí lực, khô kiệt giống như là liền củi vậy, tùy thời sẽ vết nứt. Ừ, Diệp Thần ánh mắt đưa mắt nhìn phía sau, lẩm bẩm nói, vẫn còn có người chờ đợi, là Giang Thiền Tử người. Vẫn là vô thiên. Hắn nhìn về vậy bị vạn vật mẫu kiếm quyết bước lui Giang Thiền Tử, chật vật hắn giờ phút này chính là chấp bút hoành kích hư không, phẩy một cái một nét ở từng bước xâm chiếm vậy từng cái hắc động. Tựa hồ không phải Giang Thiền Tử sau lưng ám hư điện người, hơi thở vậy tựa hồ không phải ma tổ vô thiên kiếm môn, chẳng lẽ là mất đi điện người đến. Nếu vậy âm thầm hai người cường giả lựa chọn ngắm nhìn, muốn đến tạm thời đối với mình là không có địch ý, Diệp Thần cũng không dự định ra tay. Dưới mắt muốn tốc chiến tốc thắng, mang Chu Huyên rời đi. Kiếm ý luân hồi, thần hy chém. Diệp Thần tay cầm thần hy thiên kiếm tay phải lại là chém xuống một kiếm, một đạo kinh khủng kiếm quang cắt ngang thương khung, chói mắt vầng sáng trắng làm người ta không mở mắt nổi, một kiếm hoàn toàn tựa như phá vỡ giới này hư không, quét về phía hư không, vô số tinh thần sụp đổ. Thằng nhóc này, rốt cuộc là người nào? Thấy cái này các thủ đoạn. Chỗ tối hai người vô lượng cảnh cường giả âm thầm kinh ngạc, cái này cùng lực lượng, đã là có thể uy hiếp được vô lượng cảnh bọn họ, kiếm quang kia quá mức khủng bố, đánh xuyên toàn bộ mặt đất. Kiếm mang này rốt cuộc có nhiều dài. Lên trời xuống đất, không gặp hắn nguyên. Suy, liền vào giờ khắc này, Giang Thiền Tử thân hình động, hắn đầu đầy chỉ bạc đem tự thân khỏa thành một cái bánh trưng vậy đáng xuất, phán quan bút tách ra ra kim mang ở dưới chân trải xây một cái kim quang đại lộ. Diệp Thần vậy hủy diệt một kiếm lại là khó mà phá vỡ vậy kinh người phòng ngự. Không không hơi thở, xem ra người thân phận không đơn giản như vậy. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, tự do cánh chim dương ra mở, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, ngay tức thì xông về kiếm quang dũng động gió bão bên trong, màu máu ngọn lửa hơi thở ngay tức thì bay lên, kiếm cương mờ mịt, thần diễm múa lên, nhiệt độ kinh khủng đủ để cháy hết bá tánh. Chanh! Kim quang đại lộ bên trong. Đầu bút lông hóa thành chiến kích đâm ra, một chút hàn mang trực tiếp vỡ nhỏ hư không, hướng Diệp Thần ngay đầu chém xuống. Màu máu thiên địa nháy mắt tức thì quy về hắc ám. Bởi vì, kim quang thúc dục đại lộ lực vỡ nát, ngay tức thì bị hủy diệt, liền liền Diệp Thần rất nhiều kiếm ý cũng tan biến, nơi đây giống như là trở lại lúc ban đầu u ám. Bất quá nhưng là, mình đầy thương tích. Vèo! Ở nơi này! Chẳng biết lúc nào! Diệp Thần thân hình mượn tự do dực đã cướp đến Giang Thiền Tử trước người, vậy bị đầu đầy chỉ bạc vững vàng khỏa thành bánh trưng Giang Thiền Tử, chỉ lộ ra nửa gương mặt ở quỷ dị cười nhìn hắn. Cũng nên đưa ngươi lên đường. Diệp Thần trong tay thần hy thiên kiếm chấn động, nhắm ngay Giang Thiền Tử, một kiếm chính là chém xuống. Suy rồi. Thần hy kiếm ý giống như là chém đến một đoàn không khí bên trong, nhất thời tháo lực,
nhưng mà Diệp Thần tựa hồ sớm có dự liệu vậy, bên trái trong lòng bàn tay sáng chói lóa mắt, thần hồng xuyên qua chân trời. Tà Long Chu Thiên Kiếm, song kiếm hoa chém. Hai kiếm một trái một phải nhất thời chém ra, liền hư không đều là bị cái này cổ to lớn lực tàn phá biến dạng, hư không bị kiếm sắc bén quang chém thành mấy đoạn rơi xuống, kiếm ý tàn phá trùng tiêu, mười phần khủng bố. Suy rồi. Một viên đầu lớn phóng lên cao, Giang Thiền Tử nơi cổ, máu tươi như trụ vậy phun trào, thấy cảnh này, Diệp Thần theo bản năng nhất thời cảm thấy không ổn. Gương mặt tươi cười kia, quá mức quỷ dị. Không không hắc ám, đáp lại ta đi, máu quỷ thuật, nhận rực gió lốc lớn. Lãnh đạm quát lạnh tiếng vang lên, cột máu ngay tức thì biến dạng Giang Thiền Tử còn sót lại nửa phó thân thể không lành lặn, ngập trời huyết khí giật tán hơi thở, chính là làm được Diệp Thần nơi cổ họng nóng lên. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được mình tựa như bị loại nào đó đến từ không không thời không lực lượng chiếm đoạt. Đáng chết! Diệp Thần không cách nào chống cự, phải bị nghiền thành bùn máu. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần bên trong đan điền võ đạo luân hồi đồ thế giới mở ra, tiểu kỳ lân mang một góc đồng quan kinh khủng lực cắn nuốt lan tràn ra. Suy rồi! Chiến bên ngoài sân hai người vô lượng cảnh cường giả tránh lui mở. Nhìn vậy trong hư không tàn phá bừa bãi dâng trào huyết khí lực lượng, không khỏi chắt lưỡi. Ở đó trung tâm, cho dù là hắn hai người, cũng phải bị vặn cổ thành bể bùn chứ. Đáng tiếc, cái thằng nhóc đó vậy rất mạnh, chỉ là như vậy không không cấm thuật, quá mức mạnh mẽ, nếu không phải này vực bị thương hội củng cố qua, nếu không này vực, cũng có thể cùng vặn diệt. Diễn ra một tràng tuồng kịch, không nghĩ tới, trăm giả cảnh tầng thứ 9 võ giả lại mới có thể có như vậy nghịch thiên năng lực. Oanh! Hỗn độn khí tức ở tứ tán, trùng điệp vạn trượng mặt đất liền xích đất đều là trong phút chốc bị máu kia khí rút sạch, hóa thành bụi bậm nghiền thành mặt vụn phun trào trào lưu. Mông lung màn sáng tựa như tách rời ra một cái thế giới mới, bên này yên tĩnh không tiếng động, vậy bên nhưng là vạn vật quay về khư. Cực kỳ kỳ quái thủ đoạn. Phế Tích Hạ, Diệp Thần, Chu Uyên, Tiểu Kỳ Lân ba đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bụi bậm chui ra. Cầm đầu Diệp Thần quanh thân lại xuất hiện đạo vết thương, ước chừng mấy ngàn nói, mỗi một tầng máu thịt cũng giống như là bị lưỡi đao điêu khắc vậy. T. Chu Uyên cùng Tiểu Kỳ Lân tất cả giật mình, cái này lại chậm một chút, người đều phải hóa thành cho. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển Minh Ngọc Tâm Kinh, thúc giục Thiên Tiên Cá Chép Sao và Bát Quái Thiên Đan Thuật. Rất nhiều lực lượng chậm rãi bao quanh Diệp Thần, chữa trị hắn vậy bể tan tành không chịu nổi luân hồi thần thân thể. Này cùng trọng thương, tầm thường vô lượng cường giả, sợ là cũng phải bỏ mạng. Cũng may hắn lấy được Thiên Quân Phong Thần Bia ban phúc, nếu không bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Phịch, một tiếng rên, Giang Thiền Tử đầu lâu nện xuống, lăn đến ba người cách đó không xa, giữ tợn khuôn mặt vẫn là lúc trước bộ kia nụ cười quỷ dị. Ta còn buồn bực vì sao sẽ là nơi này, Đế Phong Hoa cố ý dùng vậy tiểu tử dẫn ta tới Thanh Lại Vực. Xem ra ngươi chính là mất đi điện vậy con cờ, Đế Phong Hoa sau cùng thủ đoạn. Ngay tại lúc này, vậy còn sót đầu lâu, lại là mở miệng nói chuyện. Ha ha ha, lúc đầu ngươi cũng là mất đi điện tay sai. Nguyên bản nhìn về Diệp Thần còn có mấy phần vẻ tán thưởng Giang Thiền Tử, giờ phút này tràn đầy màu máu hai tròng mắt bên trong, đều là khinh thường. Hắn, còn sống. Một bên Tiểu Kỳ Lân nhìn một viên biết nói chuyện đầu lâu. Nguyên bản híp lại thành một kẽ hở mà ánh mắt, hận không được muốn nuốt vào mảnh thiên điện này. Mất đi điện, Đế Phong Hoa. Diệp Thần chậm rãi mở ra hai tròng mắt, ánh mắt có chút nghi ngờ, cái này mất đi điện không phải cứu Chu Uyên và Thái Thần sao? Vì sao ở Giang Thiền Tử trong miệng, tựa hồ lại đại biểu hắn ý hắn? Chẳng lẽ Đế Phong Hoa cố ý để cho Chu Uyên tới Thanh Lại Vực, chính là vì để cho mình và Giang Thiền Tử mâu thuẫn, từ đó ngồi ngư ông đắc lợi? Nếu quả thật là như vậy, vậy Đế Phong Hoa chính là cầm hắn làm một con cờ. Diệp Thần trong lòng có chút căm tức, hắn không muốn làm người bất kỳ con cờ. Đột nhiên, Giang Thiền Tử ánh mắt nhìn về phía Chu Uyên. Ngươi chính là đế thị nhất tộc, liều chết đuổi giết vậy đối với thầy trò chứ. Đế Phong Hoa cứu ngươi. Giang Thiền Tử trong mắt bên trong hiện ra hết khinh thường, khí lực đầy đủ, một chút vậy không giống như là muốn vẫn diệt hình dáng. Thật là buồn cười, bất quá trận chiến này là ta thua, ta còn được tái tạo một bộ thân xác, đáng tiếc, hôm nay không thể ở chỗ này chém ngươi. Hắn ánh mắt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hét lớn.
Mất đi điện tay sai, đều đáng chết. Nếu không phải các ngươi, ta vậy sẽ không biến thành cái này quỷ dáng vẻ, Đế Phong Hoa, bỉ ổi tiểu nhân. Chu Uyên tiến lên mấy bước bước ra, chính là muốn một cước bể vậy Giang Thiền Tử còn sót đầu lâu, nhưng là bị Diệp Thần cản lại. Chậm, mặc dù có nghi ngờ, nhưng công tử nhà mình mà nói, Chu Uyên vẫn là phải nghe. Diệp Thần con ngươi híp lại, hỏi, mất đi điện Đế Phong Hoa, là hạng người gì? Ngươi vì sao như vậy hận hắn? Theo lý mà nói, ngươi hẳn càng hận hơn ta mới đúng. Từ trực giác tới xem, cái này cứu thái thần cùng Chu Uyên đế thị tộc người, thật không đơn giản. Ha ha, cũng đến bước này, cần gì phải giả mù sa mưa. Cái này thanh lại vực cách vậy chết u tặng bất quá cách một đạo thiên uyên, nếu là ở cuộc đời này đổi, ngược lại cũng thật thích hợp, hắn vẫn là không có buông tha cổ lực lượng kia. Xem ra các ngươi đến chết, cũng không biết mình đã trở thành con cờ, thật đáng buồn. Thấy Diệp Thần mấy người trong mắt nghi ngờ không giống như giả vờ, Giang Thiền Tử cái này mới phản ứng được, lúc đầu cái này hai người cũng là bị lợi dụng. Chết u tặng. Diệp Thần thân hình run lên, giống như là ngay tức thì nghĩ tới điều gì, mình ở Thái Thượng Công Đức Tiền Chiến gặp Thu Sanh Mính, Thu Sanh Mính đi tìm Giang Thiền Tử không phải là bởi vì Thánh Kỳ trục cuốn sao, mà Thu Sanh Mính cũng đã nói, dây kia tìm chỉ hướng trùng hợp cũng là cái này kêu tìm chỗ chết u tặng đất địa giới. Các ngươi cũng là vì tranh đoạt Thánh Kỳ trục cuốn. Diệp Thần cảm thấy không ổn, xem ra cái này mất đi điện, cũng không phải thứ tốt gì. Thánh Kỳ trục cuốn. Chẳng lẽ, vậy trục cuốn phong ấn là... Cái này một tí, liền liền Giang Thiền Tử đều là ngây ngẩn, muốn thật là như vậy, vậy mình há chẳng phải là mang lên đá đập mình chân. Chẳng lẽ vậy trục cuốn phong ấn lực lượng, cùng vạn năm trước mất đi điện cùng Huyền Diệt Điện tranh đoạt cổ lực lượng kia, chính là đồng nguyên. Một cái to gan ý tưởng ở Giang Thiền Tử trong lòng hiện lên. Đế Phong Hoa dã tâm sợ rằng muốn mượn trục cuốn thay thế vạn khư vị trí. Hiện tại nhìn như không thể nào, nhưng sau này thật nói không chừng. Hô! Âm thầm hai người mất đi điện vô lượng cảnh cường giả giờ phút này thấy lớn mạc rơi xuống, đầy trời huyết khí lực tiêu tán, ở đó phế tích bên trong, mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Là Chu Uyên. Quần áo đen vô lượng cảnh nghe tiếng nhìn lại. Quả nhiên chính là Chu Uyên. Mau, dựa theo kế hoạch làm việc, dẫn động điện chủ ở Chu Uyên trong cơ thể bày ra cổ lực lượng kia, Chu Uyên nếu là bị lực lượng chiếm đoạt ý thức, tất nhiên sẽ đưa tới đại loạn, còn dư lại liền giao cho điện chủ, vậy cùng tranh phong, không phải chúng ta có thể tham dự. Quần áo đen vô lượng cảnh cùng bên người một vị khác vô lượng cảnh cường giả tay nặn pháp ấn, từng đạo quy luật lực đánh vào hư không, thừa dịp vậy rối loạn không gian chảy loạn, tràn hướng thương khung một bên kia. Mở. Một tiếng quát to, ở nơi này thanh lại vực chi địa truyền qua, xa xa Diệp Thần các người cũng là phát hiện cái gì. Tựa hồ là vô lượng cảnh trung kỳ. Mặc dù là vô lượng trung kỳ, vậy tiết lộ ra ngoài hơi thở nhưng thì không bằng trước Diệp Thần đối địch tồn tại như vậy mũi nhọn liếm hết sức, mạnh mẽ vô cùng, cái loại này tồn tại đủ để chém chết. Đáng chết. Trên đất Giang Thiền Tử đầu lâu thấy vậy, vội vàng giống to, giống như là muốn phát sinh cái gì kinh khủng sự việc vậy. Diệp Thần chưa bao giờ gặp qua hắn hốt hoảng như vậy. Ừ, Chu Uyên nhưng là gãi đầu một cái, công tử, vậy hai vị tiền bối, đích xác là mất đi điện trưởng lão, ta lúc trước gặp qua, bất quá, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần trong lòng mơ hồ có câu trả lời, ngưng trọng nói, ta hiểu ý, hai tên kia trong lòng không ý tốt, còn nhớ lúc trước Đế Phong Hoa ban cho ngươi vậy đạo lực tính sao? Để cho ta bảo toàn tánh mạng cái đó. Chu Uyên nghi ngờ nói, rời đi mất đi trước điện, Đế Phong Hoa đúng là tặng cho liền hắn một đạo lực lượng kỳ lạ. Diệp Thần gật đầu một cái, đó cũng không phải là cái gì bảo toàn tánh mạng lực lượng, chỉ sợ là không không thế giới hắc ám lực lượng căn nguyên. Bất quá, hắn nhưng là không ngờ rằng, ta vậy miệng thần quan lực cắn nuốt, ở chứ ngươi hắc ám năng lượng ăn mòn đồng thời, liền bên trong cơ thể ngươi cái này một cổ lực lượng vậy cùng nhau hút đi. Mất đi điện hai người hiển nhiên vậy cảm giác được có cái gì không đúng. Đáng chết, xảy ra chuyện, Chu Uyên trong cơ thể phong ấn lực lượng lại không cách nào mở, vừa động thủ một cái, giết Chu Uyên, trong cơ thể hắn lực lượng tự nhiên sẽ lao ra. Không biết nội tình quần áo đen vô lượng cảnh hai người nơi nào biết được, bọn họ trong miệng lực lượng, đã sớm bị một cái quan tài cho nuốt vào. Lúc này liền là muốn động thủ. Diệp Thần hai tròng mắt lạnh như băng. Sử dụng thần hy thiên kiếm, chuẩn bị đem hai người tiêu diệt.
nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân truyền tới, ở nơi này vô tận xích đất bên trên, nhưng là phát ra như vậy kỳ dị vang động, từng bước trừ nhân tâm huyền. Là nàng, cái này cùng tồn tại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Quần áo đen vô lượng cảnh cường giả cùng người bên cạnh hắn đang chuẩn bị hành động, nhưng là thấy chỗ cuối, vậy thân ảnh yểu điệu, hai người song song làm run lên. Làm thế nào, còn muốn động thủ sao? Quần áo đen vô lượng cảnh cường giả thần sắc ngưng trọng, hồi lâu sau, mới nói, rút lui đi, nếu là nàng hư kế hoạch lâu dài, điện chủ bên kia, chúng ta vậy liền có thể giao phó cho đi. Đi. Vừa dứt lời, quần áo đen vô lượng cảnh cường giả liền thi triển thuật pháp tiêu tán ở mảnh thiên địa này gian. Diệp thần cũng không đi truy đuổi, vậy không cần phải, mà là ánh mắt rơi vào cô gái kia trên mình. Hắn có thể cảm giác được đối phương thực lực rất mạnh. Cô gái thần bí nhìn một cái hai người kia phương hướng trốn chạy, môi đỏ mọng lộ ra một đạo nụ cười, sau đó nàng từng bước một chậm rãi đi về phía. Giang thiền tử phương hướng. Giang thiền tử, người vẫn là ồn ào như vậy dọn ra, những chuyện này, lại không thể để ta tới sao? Mang có chút cưng chiều cùng than phiền, cô gái thần bí trong lời nói than nhẹ một tiếng, triển lộ ra mình nhu hòa một mặt. Chỉ cần có thể diệt đế phong hoa tên xúc sinh kia, cho dù là bị đế thị lợi dụng thì như thế nào, năm đó là ai làm hại chúng ta? Giang thiền tử có chút ủy khuất, ở người phụ nữ này trước mặt, giống như là hài tử bị đại nhân trách mắng lúc như vậy không giúp. Im miệng, mình làm người ta con cờ bị bố trí, còn có lý do nói những lời này. Cô gái nhẹ giọng dày, chợt vậy tay trắng thon thon một cái ném lên liền giang thiền tử tóc, bứt lên vậy cái đầu. Mất đi điện sự việc, ta sẽ giải quyết, nếu như không phải là ngày hôm nay tên tiểu tử kia trong cơ thể xảy ra vấn đề, sợ rằng thanh lại đại điển cũng làm không nổi nữa. Thanh lại thương hội tức giận, cũng không phải là chúng ta có thể gánh nổi. Bất quá vậy đế phong hoa, quả thật bày một tay tốt cờ. Màu trắng tà áo ở nơi này phế tích mặt đất bên trên đều là phá lệ chói mắt, nàng ngước mắt nhàn nhạt quét nhìn một mắt hư không, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Uyên trên mình. Thằng nhóc, xem ra ngươi cũng không biết tình, bất quá là bị đế phong hoa lợi dụng con cờ mà thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô gái thần bí lại nữa làm dư thừa giải thích, ngược lại thì một bên giang thiền tử, tựa hồ ở truyền âm nói chút gì. À, luân hồi chi chủ. Một tiếng kinh nghi, nàng ánh mắt nhìn về. Diệp thần. Cô gái thần bí ngừng tay phải chậm rãi buông xuống, vậy ngưng trệ không gian cũng là lần nữa lưu chuyển mở. Đi thôi. Nàng vô tình hay cố ý nhìn về hư không, tựa hồ đang đối với nơi đó nói cái này chút gì, lại hình như là, hướng về phía giang thiền tử tự nói. Công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cho đến cô gái thần bí kia hơi thở hoàn toàn tiêu tán ở nơi này phiến mặt đất bên trên, Chu Uyên mới là trùng trùng thở một hơi, thần kinh căng thẳng thanh tĩnh lại. Nữ nhân này lai lịch không đơn giản, bất quá nàng hiển nhiên không có đối với chúng ta xuất thủ dự định. Diệp thần nhàn nhạt nói. Nếu như người phụ nữ kia ra tay, hắn tất nhiên sẽ vận dụng thiên địa mẫu nguyên trưởng cũng hoặc là rút ra nhân hoàng thánh đao. Nhưng đối phương hiển nhiên không có sát ý. Dưới mắt nữ nhân này thân phận cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, mất đi điện hiển nhiên đang bố trí trước cái gì. Nói cách khác, thái thần gặp nguy hiểm. Chu Uyên, thái thần tiền bối gặp nguy hiểm, cái đó đế phong hoa cứu ngươi là giả, kéo các ngươi vào cuộc là thật. Hắn muốn có được loại nào đó không không thời không lực lượng cấm kỵ, các ngươi xuất hiện, chính là đánh vỡ bế tắc điểm thăng bằng bất ngờ. Gay gâu, nếu như hắn biết thái thần tiền bối thân trong lòng đế ấn. Từ giang thiền tử chỉ nói ngắn gọn phân tích tới xem, cái này đế phong hoa cũng là có mang cực lớn dã tâm người, một khi thái thần thân trong lòng đế ấn sự việc bị hắn biết được, như vậy tất nhiên không chỉ là lại làm con cờ như thế đơn giản. Hắn sẽ động thủ đoạt ấn. Sư tôn gặp nguy hiểm. Chu Uyên kinh hô thành tiếng, lúc này liền là phải rời khỏi thanh lại vực, đi mất đi điện, nhưng lại bị Diệp thần ngăn cản. Hiện tại đi mất đi điện đã muộn, Diệp thần nhàn nhạt nói. Tỉnh táo lại Chu Uyên cũng là cắm đầu không lên tiếng, hắn vậy rõ ràng mình ý tưởng rất ngây thơ, nhưng cái gì cũng không làm, lại không cam lòng. Diệp thần đứng dậy, thấy Chu Uyên nắm chặt hai quả đấm cúi đầu không nói. Mười ngón tay đầu ngón tay đều là nguyên vẹn máu thịt bên trong cũng không phát hiện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Uyên bả vai. Hắn đã xem thấu rất nhiều nhân quả. Mất đi điện đế phong hoa tuyệt không đơn giản, thực lực vậy cực kỳ mạnh mẽ.
Trọng yếu hơn chính là, mất đi điện và huyền diệt điện có vạn năm huyết cừu. Chu Uyên, mất đi điện sở dĩ có như vậy mưu đồ, là bởi vì là vạn năm trước bọn họ thất bại. Bọn hắn chết đối đầu, huyền diệt điện nơi là. Những thứ này cũng chỉ là tin đồn, dẫu sao hai bên ân oán, ở nơi này thanh lại thương hội cái loại này khu không ai quản lý vùng, trên căn bản là mọi người đều biết. Chu Uyên ngẩng đầu nhìn về Diệp Thần, công tử ngươi có biện pháp. Địch nhân kẻ địch, không phải là bằng hữu. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, thái thần ở mất đi điện đợi thêm một phần, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may thanh lại đại điển cũng không bắt đầu, ở trước khai mạc, đang dễ giải quyết chuyện này. Chủ nhân, người muốn khuyên phục huyền diệt điện cùng chúng ta hợp tác. Tiểu Kỳ Lân gãi đầu một cái, mặc dù trên lý thuyết là đi thông, có thể mấy người bọn họ, có cái gì vốn cùng người ta nói. Hợp tác là thành lập ở hai bên bổ sung trên căn bản, nếu như một khối quá mức mạnh mẽ, như vậy kết cục tất nhiên là bị cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta lấy cái gì cùng huyền diệt điện giao dịch? Không được, không được, cái này so với mạnh sông mất đi điện còn nguy hiểm hơn. Chúng ta tự nhiên có. Diệp Thần cười nhạt, nhìn về Thu Xanh Mính. Theo phỏng đoán của hắn tới xem, Thánh Kỳ Trục cuốn ghi lại truyền thừa ở chết u tặng, mà mất đi điện cùng huyền diệt điện tranh chấp bắt đầu, cũng là chỉ hướng vậy khoảng cách thanh lại vực không xa chết u tặng. Chỉ cần có khả năng này, như vậy thì có nói. Bất quá cái này Thánh Kỳ Trục cuốn rốt cuộc là dạng gì tồn tại, để cho nhiều cường giả như vậy đi tranh. Chẳng lẽ đến từ chín thần thời đại? Tổ khí? Cũng hoặc là đến từ không không lúc nào không? Đi thôi, đi huyền diệt điện. Cùng lúc đó, huyền diệt điện. Hai đạo thân ảnh ở trên đại điện. Năm xưa trận chiến ấy, vì ngăn cản đế phong hoa âm mưu, chúng ta mới rơi vào cái này kết quả, nếu như không phải là vì ta, tỷ tỷ ngươi có lẽ đã sớm đi không không thời không. Dù là thiên địa này đại thế quay về gộp lại, lấy ngươi dung mạo, đều là không người có thể cản, đều do ta. Giang Thiền Tử từng bước đi ra đại điện, một bộ trường sam làm nổi bật thẳng thân hình, mặc dù gầy gò, nhưng lại mũi nhọn lộ ra. Thời khắc này hắn hiển nhiên khôi phục rất nhiều. Vô lượng cảnh cường giả, muốn hoàn toàn chém chết, cũng không dễ dàng. Thương Lành, liền nhanh chóng bỏ trở lại cho ta, đám kia lão bất tử đồ, còn như vậy để mặc cho, ta liền tự tay phá hủy bọn họ. Giang Mị âm than nhẹ một tiếng, yêu kiều bước chân chậm chậm tới. Một bộ màu trắng tà áo phá lệ chói mắt. Nếu như không phải là vì cứu ta, sợ rằng bây giờ mất đi điện đã sớm không tồn tại nữa chứ. Tỷ tỷ ngươi thật là quá hồ đồ. Giang Thiền Tử cười khổ một tiếng, năm đó chàng đại chiến kia, vốn là phe thắng lợi đương kim tại huyền diệt điện, đáng tiếc vậy đế phong hoa thủ đoạn bị ổi, bắt hắn làm mồi dụ, Giang Mị Âm vì cứu hắn, hoành xanh liền biến cố. Mặc dù đế phong hoa cũng bị hủy đi thân xác, cả người tu vi bị tổn thương, có thể tỷ tỷ mình tuyệt đại phong tư, cũng vì bảo dưới mình tánh mạng, chia lìa thần hồn, đưa đến tu vi khó mà viên mãn. Lại cho ta nặng tới một lần cơ hội, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Giang Mị Âm không thèm để ý chút nào người em trai này điệu bộ, ngược lại thì giơ lên bàn tay nặn quyền hung hăng hướng về phía trán hắn tới một cái. Ngươi không muốn cho ta làm bậy, cái này sẽ để cho phía sau ngươi đường tu hành hơn nữa khó mà đền bù. Thái thượng công đức chiến kết thúc, luân hồi chi chủ thắng được, người lại vẫn muốn đối luân hồi chi chủ cái loại này đại khí vận ra tay. Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên cũng không giết được hắn, không không thời không ma nữ vậy không giết được hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể. Giang Mị Âm cảnh cáo nói, năm đó nàng lấy một nửa thần hồn lực, xin nhờ ám hư điện mấy cái lão gia thi triển cấm thuật, lúc này mới bảo vệ liền Giang Thiền Tử tánh mạng, từ đó tỷ đệ hai người coi như là đồng khí liên chi. Chỉ cần Giang Mị Âm không chết, Giang Thiền Tử liền có thể không việc gì. Giang Thiền Tử nhún vai, người cảnh giới thể ngộ ta cũng có thể cảm nhận được, ta phải lấy trạng thái hoàn mỹ nhất, du ngoạn thế giới, lấy bổ tiên thiên thiếu, như vậy mới có cơ hội đánh vào cao hơn cảnh. Mảnh thiên địa này đại thế đã qua, ở chỗ này phá cảnh, sợ là vô vọng. Ta cũng muốn đi không không lúc nào không. Đã như vậy, ta vóc người này thân thể, có thể vì ngươi hơn làm chút tình báo tới. Vậy là tốt. Giang Mị Âm liếc Giang Thiền Tử một mắt, ngày xưa ở Diệp Thần trước mắt giống như một tôn sát thần hắn, giờ phút này nhưng là giống như một túi chút giận như nhau ủy khuất. Lần này, nếu như ta có cơ hội đoạt xác luân hồi chi chủ. Vậy chúng ta hai nếu thời gian dài, nhất định có thể ở thế giới hiện thật xưng bá.
Nghênh kích Giang Thiền Tử lại là một cái trọng truy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, thiếu chút nữa chết ở người ta dưới kiếm. Ngươi có thể biết luân hồi chi chủ là cường đại dường nào tồn tại. Hắn tuy bất quá trăm gia cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối không thua rất nhiều vô lượng cảnh trung kỳ cường giả. Mấu chốt người này lá bài tẩy quá nhiều, khí vận nghịch thiên. Giang Mị Âm tức giận nhìn mình người em trai này. Không thể không nói, hắn thật rất mạnh. Giang Thiền Tử khẽ cười một tiếng, thu liễm thái độ, nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy ta thực lực như thế nào? Đột nhiên, Giang Thiền Tử hỏi ngược lại nói. Giang Mị Âm sửng sốt một chút, quả thật, mình người em trai này mặc dù tu vi không tính là quá mức khủng bố, nhưng dựa vào không không lúc nào không truyền xuống đặc biệt máu quỷ thuật cùng với từ cảnh giới của mình lĩnh ngộ, hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Cái này thái thượng thế giới, trừ phi gặp phải Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Nhâm Phi Phàm, thiên nữ như vậy cấp bậc tồn tại, Giang Thiền Tử vậy cũng có thể trở lui toàn thân. Đây cũng chính là vì sao nhiều năm qua như vậy, Giang Mị Âm rất ít thao người em trai này lòng duyên cớ, nói khó tin nói, thái thượng thế giới lớn, hắn đều có thể đi được. Nhưng hôm nay, nhưng là bị một cái trăm gia cảnh võ giả miễn cưỡng ép đến tự bạo, dẫn mình hiện thân mới giải vây, quả thực không tưởng tượng nổi. Vậy ngươi cảm thấy luân hồi chi chủ như thế nào? Giang Mị Âm hỏi. Giang Thiền Tử nhún vai, hắn thủ đoạn nhiều vô số kể, nếu không phải cuối cùng ta lấy huyết tế cờ, căn bản không làm gì được được. Sự thật chính là, ta làm như vậy, hắn vẫn là còn sống. Ta một kích kia, cho dù là vô lượng cảnh trung kỳ cường giả, chính diện tiếp, cũng là không chết cũng tàn phế, hắn nhưng giống như là một người không có chuyện gì như nhau. Giang Thiền Tử nói tới Diệp Thần, tràn đầy đối cái này địch thủ thực lực đồng ý. Hơn nữa, ta sở dĩ đối luân hồi chi chủ ra tay, là cảm thấy hắn đối với chúng ta bố trí cực kỳ trọng yếu. Giang Thiền Tử nhìn về chị mình, giải thích tiếp nói, ngươi có thể còn nhớ sư tôn tặng cho ta cái đó lãnh vực. Chiếm đoạt lãnh vực, Giang Mị Âm là có hiểu biết, vì đền bù nơi đó bí mật không bị phát hiện, Giang Thiền Tử sư tôn, miễn cưỡng tạo một tòa thành trì đi ra, cũng chính là hiện nay Vân Mộng Thành. Che giấu ở hắn phủ đệ dưới cái đó quỷ dị lãnh vực, và không không dính, có thể chiếm đoạt vạn đạo, không rõ ràng. Lão gia nói dễ nghe, tặng cho ta một đạo cơ duyên, có thể hắn rõ ràng, vậy đồ vật bên trong, liền hắn cũng lấy không đi. Giang Thiền Tử tức giận nói, ta điều nghiên vô sổ năm, cũng không quá có thể đem hơi thở kia thêm thân, ẩn núp hơi thở thôi. Ta ỷ mình thiên phú không kém gì người, liền liền sư tôn cũng đã nói, để cho ta buông tha, ban đầu ta không tin, sau có tin. Vậy đạo cấm chế, giống như là làm người đo thân chế tạo vậy, trừ tên kia, không người lấy đi. Giang Thiền Tử cũng là muốn mở, ta đuổi giết tại hắn, quan trọng hơn chính là vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, vậy miệng đem ta thân xác lột bỏ một nửa thần quan. Bên trong cấm địa cơ duyên, chính là vậy cái quan tài, hắn vừa xuất hiện, nó liền theo hắn chạy, có phải hay không rất thần kỳ, giống như là có người đặc biệt để ở nơi đó để cho hắn lấy đi vậy. Rồi đến phía sau, ta tự bảo, cũng là vậy thần quan và luân hồi lực lượng, cắn nuốt ta máu quỷ thuật toàn bộ ý định giết người. Giang Thiền Tử cười một tiếng, cho nên, ta chắc chắn, luân hồi chi chủ chính là chúng ta người muốn tìm. Không không xâm nhiễm thực tế, đạo đức thiên tôn bảo vệ mồi lửa cũng sẽ là biến số, nói cách khác, chúng ta chờ đợi vạn năm thời cơ tới. Giang Mị Âm bĩu môi, theo như đồn đãi, có luân hồi chi chủ địa phương, tất nhiên là sinh linh đồ thán, vô số xương khô đồ làm đồ cưới, ngươi làm sao biết ngươi sẽ không là một thành viên trong đó. Giang Thiền Tử vỗ ngực một cái nói, ngươi không chết, ta bất diệt. Luân hồi chi chủ thật có ngươi nói được như vậy thần. Giang Mị Âm không khỏi đầu óc bên trong hồi tưởng lại đạo thân ảnh kia. Lần này, có lẽ chúng ta đại thế, muốn nổi lên. Giang Thiền Tử nhẹ khẽ gật đầu, ngươi chớ coi thường hắn, tin tưởng muốn không được bao lâu, luân hồi chi chủ liền sẽ tìm tới cửa. Hắn nếu thật có như vậy bố trí, Giang Mị Âm một lần, nói không có nói hết sức. Chuyển nói, cùng tới hãy nói. Lời còn chưa dứt, huyền diệt điện địa giới trên, chính là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Tỷ đệ hai người bên người, chập chờn vô số lá rụng cành khô cũng đang rung động, cách nhau xa như vậy, nhưng là nghe được hết sức rõ ràng. Diệp Thần viếng thăm huyền diệt điện, xin điện chủ hiện thân vừa gặp. Giang Thiền Tử vui vẻ cười to, người xem, ta nói gì tới.
Một bên Giang Mỹ Âm tức giận trợn mắt nhìn đệ đệ mình một mắt, cái này, ta đây là muốn xem có hay không ngươi nói như vậy thần. Nháy mắt tức thì, mấy chục đạo bóng người nhốn nháo, Huyền Diệt Điện Sơn môn trước đại điện, nhìn như yên tĩnh tầm thường trong không khí, nhưng là ngưng trệ một cái bị sát ý bao phủ. Con ruồi chưa từng vù vù rực, linh thú vậy nào dám đến gần phân nửa. Chu Uyên mấy bước ra, chắp tay nói, ta chờ trước tới thăm, xin Huyền Diệt Điện chủ hiện thân vừa gặp. Vừa dứt lời, một đạo quát chói tai tiếng truyền tới. Người nào gan dám quấy rầy điện chủ thanh tu? Dứt lời, Diệp Thần thấy có người trăm bước cũng làm đạp một cái, ngự không tới, khí tức mạnh mẽ cửa hàng, Chu Uyên đều là bày trận mà đợi. Huyền Diệt Điện ngoại môn trưởng lão nhìn một cái Diệp Thần và Chu Uyên, phát hiện tu vi không cao, liền hét lớn một tiếng. Dám ở Huyền Diệt Điện trước càn rỡ. Tự tìm cái chết. Huyền Diệt Điện trưởng lão tiếp liền mấy trưởng đánh ra, rúng động tiếng gió tàn phá, bốn phía gió bão phun trào, lại là cuốn lên đầy trời sấm sét hướng bát phương tan mất. Diệp Thần vung tay lên, thiết ngai vàng lực lượng hội tụ, ngay tức thì hóa giải. Vậy Huyền Diệt Điện trưởng lão ngay tức thì cảm thấy không đúng, câu thông sau lưng, ngay lập tức, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Diệp Thần cười một tiếng. Hắn sớm cũng cảm giác được ám trong ít ỏi đôi tròng mắt ở ngắm nhìn, mấy người bọn họ đến cửa tìm kiếm hợp tác, không cầm ra chút thực lực tới, vào sơn môn này chính là một con đường chết. Người đến đông đủ, bắt đầu đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Các ngươi là người nào? Cầm đầu cụ già ánh mắt 10 phần linh hoạt kỳ ảo, ở nơi này chọc thế bên trong đều là hiếm thấy, hắn thân hình rất là cao gầy, đứng ở đám người tới giữa, giống như hạc đứng trong bầy gà. Diệp Thần tiến lên một bước, trầm giọng nói, tại hạ Diệp Thần, tới gặp Huyền Diệt Điện chủ, thương nghị chuyện quan trọng. Ừ, chỉ bằng ngươi chăm già cảnh tiểu tử. Trưởng lão đoàn bên trong, một tên cẩm y hoa phục cụ già ánh mắt che lấp, âm chắc chắc cười một tiếng, lúc trước vậy ngoại môn trưởng lão chính là buồn bực không biết hầu đứng ở một bên. Rất hiển nhiên, cái này tại chỗ mười mấy người, thực lực yếu nhất đều là vô lượng cảnh sơ kỳ. Những người này là Huyền Diệt Điện chiến lực nồng cốt không thể nghi ngờ. Mười mấy vị vô lượng cảnh cường giả, còn có không thiếu vô lượng cảnh hậu kỳ, xem ra cái này Huyền Diệt Điện, thực lực không kém. Diệp Thần trong lòng ngầm thất kinh nhạ, may mà không có nhất thời hưng khởi đi chỗ đó mất đi điện từ tìm phiền toái, có thể ở nơi này chờ đội hình hạ đánh cờ, vậy đế phong hoa muốn đến cũng là rất có thủ đoạn. Vậy cẩm y hoa phục cụ già, tựa hồ không dự định nhiều lời, trực tiếp năm ngón tay nắm chặt. Trong hư không hội tụ ra một chuôi hắc ám kiếm. Rồi sau đó, chém xuống một kiếm. Một kiếm này biết bao chói mắt. Diệp Thần ngược lại là coi trọng mấy phần, bất quá một kích này đối hắn mà nói, quá yếu. Một giây kế tiếp, nham thần máu cháy, Diệp Thần thúc giục chiêu võ linh vũ, hóa thành một cái kim trung cháo vậy hộ thuẫn, bảo vệ quanh thân. Một kiếm này chém ở hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn lại dâu ria không nhúc nhích. Mà một kiếm này tan vỡ. Giờ khắc này, trưởng lão đoàn yên tĩnh mấy phần. Tất cả vị tiền bối, ta tới đây không vì cái gì khác, địch nhân kẻ địch, liền là bạn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ta có một vật, có thể diệt đế phong hoa. Vốn là còn chút kiêng kỵ Diệp Thần phòng ngự, nghe được Diệp Thần lời nói, vậy cẩm y cụ già lúc này liền là cười to lên, thằng nhóc, không muốn gió lớn nhanh đầu lưỡi, thật muốn nói chuyện hợp tác, để cho người sau lưng tới. Phụ họa tiếng cười rối rít vang lên, ngược lại cũng chưa từng có quá đáng châm chọc nói như vậy, Huyền Diệt Điện các trưởng lão tuyệt không phải rong lưu, cũng là nhìn thấu Diệp Thần các người không đơn giản, ở không sáng tỏ đối phương thân phận trước, sẽ không dễ dàng thụ địch. Diệp Thần nhìn về cầm đầu quần áo đen cụ già, bốn mắt nhìn nhau, không khí đều là vào giờ khắc này đọng lại. Buông tha đi, thằng nhóc, Hạc lão không làm khó dễ cùng ngươi, chúng ta đám này lão ra vậy tự nhiên sẽ không ỷ vào thân phận mình. Bất quá mạnh sông tông môn là một, cần được ngươi cho cái giao phó. Cẩm y cụ già ý nói rất rõ ràng, lấy ra thân phận. Nếu quả thật không đơn giản, như vậy sự việc còn có quay về chỗ trống, nếu như chỉ là tới gây chuyện, kia giao phó hai chữ, sợ rằng chỉ có tánh mạng đối lập liền chứ. Bị đám người tôn xưng Hạc lão từ đầu đến cuối chưa từng lời nói, linh hoạt kỳ ảo trong mắt nhưng lại như là lưỡi đao vậy sắc bén, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Thằng nhóc! Ngươi chẳng lẽ là lấy là mới vừa rồi chặn nhất kích là ta toàn bộ thực lực. Ta Huyền Diệt Điện có thể không phải là người nào đều có thể dương oai địa phương. Cẩm y cụ già tiến lên mấy bước, cùng vậy Hạc lão tịnh lập,
không gặp Diệp Thần mở miệng đáp lại, lời nói cũng là bộc phát hơi lạnh. Huyền Diệt Điện cho bọn họ mặt mũi, nhưng nếu là đối phương cầm không ra cái gì đồ tới, vậy coi như lại bàn về. Cái này vị tiền bối, dám hỏi có thể chủ Huyền Diệt Điện công việc. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Không cần đùa bỡn những thứ này khôn vặt ly gián, Hạc lão thân phận tôn quý, không muốn cùng ngươi nhỏ như vậy thế hệ kiến thức. Ngươi dám, càn rỡ. Cẩm Y trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời, thân hình chính là giống như quỷ mị vậy lộ ra. Cho nên, các trưởng lão khác tất cả đều là cười chúm chím đứng, mượn này cơ hội gõ một cái Diệp Thần, cũng tốt biểu diễn Huyền Diệt Điện nội tình, nếu như thằng nhóc này thật không người chỗ dựa, một kích này là được lấy tính mệnh của hắn. Cẩm Y trưởng lão tay áo vung tay lên, rắc rắc một tiếng, thiên địa lên tiếng đáp lại vỡ nát, liền liền Diệp Thần ở hắn trong mắt, đều là như cái này thương khung cùng mặt đất vậy yếu ớt không chịu nổi. Huyền Diệt Điện trưởng lão đoàn mọi người đều là rối rít ngưng sắc, không ít người lại là khen lầm nói, lão hứa tu vi gần hơn một bước, cách vô lượng hậu kỳ cảnh giới không xa rồi. Cẩm Y trưởng lão vậy xuất thủ trong nháy mắt, tựa như lại là quấy nhiễu một phần chia thời gian trôi qua, hắn thần thái phấn chấn, giống như người đàn ông trung niên khỏe mạnh vậy ngạo thị hoàn vũ, trưởng phong sinh ra vạn trượng sáng mờ, đâm người không mở mắt nổi. Chu Uyên, Tiểu Kỳ Lân cùng đều là ngay tức thì biến sắc, đây cũng không phải là đùa giỡn, là chân chánh sát phạt thủ đoạn, phải đem Diệp Thần đưa vào chỗ chết. Chủ nhân, công tử, mấy người đều là không để ý hết thảy muốn xông lên trước ngăn trở, mặc dù Diệp Thần cùng cảnh giới có vô địch tư, cũng có thể trong nháy mắt giết không thiếu phổ thông vô lượng. Nhưng tên trước mắt, nhưng là chân chính cường giả. Diệp Thần đưa lưng về phía ba người, nhẹ nhàng khoát tay một cái, ngăn cản bọn họ, đối mặt đây có thể vỡ nát núi tháng nhất kích, dửng dưng lại ung dung bước ra. Tới thật tốt. Ba chữ hồng âm vang lên ngay tức thì, Diệp Thần quanh thân thoáng qua một chút vi diệu luật động, cách đó không xa cầm đầu Huyền Diệt Điện Hạc lão mí mắt run lên. Oanh! Trùng tiêu ánh sáng bạo tán, cuồng liệt vô cùng hơi thở đè được bầu trời lùn mấy phần, ảm đạm không ánh sáng chân trời bị Cẩm Y trưởng lão một nắm ở trong tay. Diệp Thần cũng không nói nhảm, đại thiên trọng lâu trưởng thi triển. Phịch! Trong phút chốc, giống như thiên địa đối xông lên vậy, năng lượng to lớn chút xuống màn trời, bộc phát ra đủ để dung chuyển vô lượng cảnh trung kỳ cường giả lực lượng, thẳng xé nát cái này gần đây lấy vững chắc nổi danh không gian. Rắc rắc! Ở đó hai mạnh đụng nhau nơi trung tâm, kinh khủng lực lượng tạo thành một cái vòng xoáy vậy lực tràng, cắn nuốt bao la không gian. Nhưng kết quả là, Diệp Thần cũng không chết, như cũ đứng ở nơi đó. Vẻn vẹn chỉ là sắc mặt trắng bệch liền mấy phần. Cẩm Y trưởng lão ngây dại, liền liền sau lưng hắn trưởng lão đoàn, vậy đều ngẩn ra, một màn này, bọn họ không cách nào tiếp nhận. Đổi lại là tại chỗ tùy ý một người, cho dù là thân phận siêu nhiên Hạc lão, vậy sẽ không chọn như vậy chính diện ngạnh hám một trưởng này. Bọn họ khó tin nhìn về Diệp Thần, đơn giản là một quái vật, làm sao có thể có trăm giả cảnh tu giả nghịch thiên đến tầng thứ này. Đại thiên trọng lâu trưởng, nếu như đối phương là luân hồi chi chủ mà nói, lão hứa thua không oan. Cho tới nay, yên lặng không nói Hạc lão nhưng là khẽ gật đầu một cái, thanh âm khàn khàn nói. Khô đét trắng bệch môi, thân thể gầy yếu, cái này cụ già một đôi tròng mắt nhưng là vô cùng khiếp người, đây là hắn lần đầu tiên mở miệng. Mọi người đều là rối rít thấp mi, có thể gặp địa vị tôn sùng. Đứa nhỏ, người tới rốt cuộc chuyện gì? Hạc lão lần này, tự mình mở miệng hỏi nói. Diệp Thần biết rõ trước mắt lão nhân này khủng bố, vậy là không dám có chút nào lạnh nhạt, hồi bẩm tiền bối, ta lần này tới, là lật đổ mất đi điện cùng với vậy đế phong hoa tới. Đặc biệt ở đây cầu gặp quý điện điện chủ. Lần này, lời giống vậy, Huyền Diệt Điện trưởng lão đoàn nhưng là rối rít không dám lộ ra phân nửa tiếng vang, vậy trước kia tiếng cười đùa, cũng là không gặp. Hạc lão nhướng mày một cái, người có thể biết vậy đế phong hoa thực lực bao nhiêu. Liền liền lão phu cũng không dám tùy tiện khinh thường, người cái này cái đứa nhỏ mặc dù không tục, nhưng ý tưởng này, không khỏi có chút ngây thơ chút. Hạc lão lắc đầu một cái, vẫn là cự tuyệt Diệp Thần thỉnh cầu. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bên ngoài đem luân hồi chi chủ truyền cực kỳ thần hồ, nhưng như thế nào đi nữa thần hồ, cũng bất quá là trăm giả cảnh. Tiêu diệt đế phong hoa, căn bản không có thể. Điện chủ không phải ngươi cùng thằng nhóc chưa dứt sữa có thể nói gặp liền thấy, niệm tình ngươi dị bẩm thiên phú, lúc này rời đi,
ta không ta truy cứu các ngươi lúc trước qua. Hạc lão mới vừa mở miệng một cái, sau lưng trưởng lão Đoàn chính là muốn nói lại thôi, mấy người lúc này liền là muốn đứng ra hủy bỏ. Hạc lão! Hạc lão! Cụ già chỉ là nhẹ nhàng nâng tay ngăn lại, vậy còng lưng hình bóng nhưng là đè được tại chỗ mười mấy vị vô lượng cường giả không dám nói nữa cái khác. Tiền bối chớ đi, ta còn có mấy câu nói phải nói. Diệp Thần thấy Hạc lão chậm rãi xoay người, vội vàng hô. Hạc lão có chút không nhịn được, nhưng vẫn là dừng chân lãnh đạm nói, chuyện gì? Như thế nào mới có thể cầu gặp điện chủ? Để cho phía sau ngươi trước người tới. Hạc lão nói xong, thì phải đem người rời đi. Diệp Thần con ngươi híp lại, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi nhất định phải để cho phía sau ta Nhâm tiền bối tới. Nhâm tiền bối như tới, các ngươi điện chủ cũng chỉ có thể quỳ xuống nghênh đón. Lời này vừa nói ra, ngay tức thì một phiến xôn xao. Cuồng! Cuồng đến trình độ cao nhất. Hạc lão con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hỏi cái nào Nhâm tiền bối? Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần đơn giản khạc ra cái này ba chữ. Làm cái này ba chữ rơi xuống, Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được mọi người con ngươi ở phóng đại. Đó là sợ hãi. Linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Nhâm Phi Phàm, là ngươi người sau lưng. Hạc lão thanh âm hòa hoãn mấy phần, lên tiếng hỏi. Diệp Thần không có trả lời thẳng, mà là nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Ngay tại lúc này, hư không chập chờn, trong hư không truyền ra một đạo mất hồn mị hoặc tiếng. Đây là thổi cái gì gió, náo nhiệt như vậy? Hạc lão vừa muốn trả lời, nghe được cái này thanh âm, tại chỗ trưởng lão Đoàn đám người rối rít quỳ xuống. Liền vậy Cẩm Y trưởng lão đều là phốc thông một tiếng, liền phản ứng đều không phản ứng, quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Ho! Mặc dù biết không phải quỳ mình, nhưng cũng chỉ cái này tên động thủ cách được từ mình gần đây, Diệp Thần trong lòng ngầm từ phỏng đoán, cái này Huyền Diệt Điện Chủ, thật là lớn uy phong. Điện Chủ! Liền liền xưa nay không thế nào có cảm tình Hạc lão, đều là thẳng thân thể hơi một cung, cung kính nói. Là nàng! Thấy người tới ngay tức thì, Diệp Thần diễn cảm có chút cổ quái. Vậy thân thể mềm mại, một bộ màu trắng như tuyết váy đầm dài, nhỏ gió mạnh thổi phất hạ mái tóc dài phân dương, mơ hồ lộ ra vậy bên trái mâu chỗ hoa mai ấn, cái này phong tư thướt tha cô gái, không phải là trước đây sách Giang Thiền Tử rời đi cao nhất cường giả. Huyền Diệt Điện Chủ, lại là nàng. Diệp Thần ngầm dò một tiếng không ổn, cô gái này hiển nhiên cùng Giang Thiền Tử quan hệ tâm đầu ý hợp, mình thiếu chút nữa giết Giang Thiền Tử. Đây cũng không phải là một câu lớn nước trôi Long Vương miếu là có thể hàm hồ đi qua. Chu Uyên nhìn về Diệp Thần, cô gái này cũng không phải là cái gì người bình thường, huống chi còn có thù cũ. Không nghĩ tới Huyền Diệt Điện Chủ, lại vẫn là người quen cũ, Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Làm sao, thấy ta liền để cho ngươi như vậy không muốn. Giang Mị âm hài hước thanh âm vang lên, vậy vốn là tiêu hồn mị hoặc giọng nói. Càng lộ vẻ trọn chọc cười, cùng nàng vậy một bộ thanh làm đạm nhã trang phục, hoàn toàn xa lạ. Cô gái này tính cách ngược lại là vào thời khắc này để cho Diệp Thần cảm giác và đệ nhị yêu cơ cùng với Tô Phu Nhân có chút giống. Luân hồi chi chủ danh tiếng có thể quá lớn, nghe nói ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc, tiểu nữ kêu Giang Mị Âm, hoan nghênh đi tới Huyền Diệt Điện làm khách. Đổi câu chuyện, Giang Mị Âm nhưng là lười biếng nói, đem Diệp Thần mang tới bên trong điện. Chúng ta trò chuyện một chút. Hạc lão nhẹ khẽ gật đầu, điện chủ. Diệp Thần mấy người vừa muốn động thủ, quần áo đen cụ già nhưng là giữa trưởng một đạo linh vũ hóa thành đạo tắc lực, thần quang chớp mắt, Chu Uyên các người đều là nhúc nhích không được. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Hạc lão thanh âm khàn khàn đáp lại, nghiêng đầu dẫn đường, điện chủ chỉ gặp ngươi, bọn họ liền ở sơn môn này bên ngoài chờ đi. Diệp Thần nhìn một cái Chu Uyên. Liền nói, ta đi một chút sẽ trở lại, lấy vậy Giang Mị Âm thủ đoạn, muốn lấy chúng ta tánh mạng, đã sớm ra tay, không cần phải lượn quanh lớn như vậy công tử, các ngươi chờ ta. Diệp Thần dặn dò mấy câu, chính là theo Hạc lão hướng Huyền Diệt Điện chỗ sâu đi tới. Cùng lúc đó, mất đi điện. Điện chủ, thanh lại vực bên kia truyền về tin tức, Chu Uyên trên mình vậy đạo chìa khóa, không có dẫn động, nhưng nhìn thấy một cái thần bí thanh niên cùng Giang Thiền Tử đánh một trận. Sau đó Giang Mị Âm xuất hiện, mang đi hắn đệ đệ. Nghe được câu này, Đế Phong Hoa tròng mắt tới giữa lóe lên qua một chút hàn mang,
hắn đè xuống tính tình, quay lại hỏi, cấm địa bên kia, người bế quan đâu? Động tính càng ngày càng nhỏ, hẳn là sắp xuất quan. Đế Phong Hoa cười một tiếng, chìa khóa thất lạc không sao, cùng thái thần xuất quan, vậy Huyền Diệt Điện không đáng giá để ra, ta tự có an bài, nhìn chăm chú chặt cấm địa, một có tin tức, lập tức cho biết ta. Ha ha ha, đế ấn, Huyền Diệt Điện, Giang Mị Âm,